Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 33. Song phương đầu lĩnh gầm thét, vang vọng tại toàn bộ trên 9 tầng trời, quanh quẩn ở chỗ này mỗi người trong tai. Vừa dứt lời, liền gặp từng bầy đen nghịt biển người, phân biệt theo Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên sau lưng trào lên. Thả mắt nhìn đi, đều là đoán cốt cảnh đệ tử. Hai người đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chăm chú nhìn đối phương không thả. Mà những người này chiều thì là theo trước người bọn họ đi qua, sau đó nghĩa vô phản cố nhảy xuống cái kia khe sâu bên trong. Chờ sau khi hạ xuống, song phương tròng mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, điên cuồng hướng đối phương phóng đi, toàn thân nguyên lực đột nhiên nở rộ. Người mang linh binh, càng là trước tiên đem vũ khí lấy ra, hướng đối phương chém tới. Trong chốc lát, toàn bộ ưng sầu giản đáy cốc, đã là tập trung đầy người, thậm chí có vài chục vạn chi chúng. Khí thế rộng rãi tiếng la giết theo cái kia đáy cốc quanh quẩn mà ra, sôi trào mãnh liệt. Chiến tranh có chiến tranh quy củ, binh đối binh, tướng đối tướng. Bởi vì thiên huyền cao thủ cùng thần chiếu cao thủ, đối đoán cốt cảnh tu giả lực sát thương quá lớn. Cho nên song phương hết sức ăn ý đối đệ tử ở giữa tranh đấu làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện cái kia cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, đó mới là chính mình tránh thức mục tiêu. Giết mấy cái đoán cốt cảnh đệ tử, nói ra còn mất mặt đâu. Kết quả là, trong hạp cốc tiếng kêu giết rầm trời, trở thành song phương đệ tử độc hữu chiến trường. Mà hạp cốc phía trên đỉnh núi chỗ, mọi người vẫn tại lạnh lùng nhìn nhau, chờ đợi xuất thủ thời cơ. Hoàng Phủ Phong Lôi. Lúc này, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên đột nhiên tiến về phía trước một bước, nhìn về phía đối diện đế vương Môn Đại Cung Phụng, ôm quyền nói, lần trước đế đô nhất chiến. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại, bây giờ có cơ hội như vậy, ngươi còn có thể dám nhất chiến hay không? Ha ha ha, Lệ Kinh Thiên, người khác quá đắc ý vong hình. Hôm nay lại dám nói với lão phu gia lớn lối như thế chi từ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Đừng quên, người thế nhưng là bại tướng dưới tay lão phu. Bất giác cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Phong Lôi cũng đồng dạng đứng ra thân thể đến, một mặt chiến ý nhìn sang. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến bĩu môi, hừ, cái kia đã là trước kia sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi bây giờ có dám ứng chiến? Có gì không dám? Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Phong Lôi bỗng nhiên một bước cước bộ, đã là bỗng nhiên bay về phía trời cao. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, toàn thân chiến ý bỗng nhiên bắn ra, đồng dạng cười lớn đuổi sát mà lên. Bỗng nhiên. Hai bóng người một trước một sau, đã là rất nhanh hợp đến cùng một chỗ, phát ra kịch liệt va chạm tiếng vang, chấn động mãnh liệt đột nhiên phát ra, đem trong phạm vi một dặm mây trắng toàn bộ chấn thành phấn vụn. Cái kia to lớn vang động, truyền đến giữa hai ngọn núi, thậm chí ngay cả mỗ mỗ bọn họ những ngày này huyền đỉnh phong cao thủ, cũng không nhịn được che lỗ tai, cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Chỉ có Trác Phàm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dạng này cầm giữ có thần chiếu thực lực cao thủ. Mới có thể yên ổn đứng ở nơi đó, quan sát song phương tranh đấu. Giờ này khắc này, chỉ thấy Hoàng Phủ Phong Lôi toàn thân kim quang nở rộ, 9 con rồng ảnh khoác tại bên người, uy phong lẫm liệt, lại chính là Hoàng Cực Bá Thể Quyết 9 tầng cảnh cường đại uy lực. Mà Lệ Kinh Thiên một thân hắc mang lấp lóe, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen long ảnh, sát khí phi phàm, lại chính là Ma Sát Quyết cường đại cương khí, hộ vệ ở bên. Song phương đều là thần chiếu đỉnh phong cao thủ, lại tất cả đều tập luyện huyền giai vũ kỹ, đã nhập đạt đến cảnh. Hai người như thế đối lập mà chiến, quả nhiên là nhất thời chi du lượng, tương xứng. Cái kia cổ cổ ngập trời khí thế, càng đem toàn bộ vân không chia làm mỗi người một nửa giang sơn. Một nửa mây đen bao phủ, lôi quang nổ tung, một nửa kim quang bốn thả, rộng rãi uy nghiêm. Lại là ai cũng không làm gì được người nào, không phân sàn sàn nhau. Rằng co cùng một chỗ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngửa đầu nhìn lấy đây hết thảy, bất giác mi đầu hơi hơi run run động một cái, thầm than lên tiếng, ai, hiện tại ta minh bạch Lệ lão tại sao lại tìm nơi nương tựa lạc ra. Bộ vũ kỹ này, ngay từ đầu ta còn không nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn cùng Đại Cung Phụng rằng co, mới chính thức có thể cảm nhận được, bộ vũ kỹ này lợi hại. Nghĩ không ra lạc ra, thật có cao thâm như vậy vũ kỹ. Như là năm đó Lệ lão còn tại ta đế vương môn lời nói, dựa vào không được đầy đủ Hoàng Cực Bá Thể Quyết, coi như luyện cái 100 năm,
cũng tuyệt đối khó có thể cùng đại cung phụng chống lại, nhưng bây giờ. Ha ha ha, môn chủ, thực Lạc gia không đơn giản, lão phu sớm đã ngờ tới. Lệ lão không phải người ngu, nhìn hắn đối Trác Phàm cái kia theo lệnh mà làm bộ dáng liền biết, hắn nhất định là theo Trác Phàm chỗ đó cầm tới chỗ tốt cực lớn. Bây giờ xem xét, hắn đầu nhập Lạc gia, đối với hắn mà nói, còn thật không lỗ. Lãnh Vô Thường vỗ về chơi đùa một chút tròm dâu, cười khẽ một tiếng. Mí mắt lắc một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa nhìn về phía Trác Phàm vị trí, trong lòng thầm than. Cái này Trác Phàm thật là kỳ nhân bên trong kỳ nhân, ngắn ngủi 10 năm khoảng chừng, thật làm cho hắn đem một cái không có danh tiếng gì tam lưu gia tộc, phát triển cho tới bây giờ cao thủ như mây quái vật khổng lồ. Ai, 7 năm trước đối với hắn bỏ mặc cùng không quan tâm, thật sự là lão phu cả đời sai lầm nhất. Sớm biết như thế, năm đó liền nên toàn lực xuất động, đem hắn diệt trừ, làm sao có hôm nay phiền phức. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng thầm than. Trác Phàm hướng hắn xem ra, tựa hồ là xem thấu khác ý nghĩ đồng dạng, bất giác thản nhiên cười, duỗi ra hai ngón tay, tại giữa cổ nhẹ nhàng vạch một cái, tràn đầy khiêu khích ý vị. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên từ chối cho ý kiến, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên hai người vị trí. Hừ, Trác Phàm, khác quá đắc ý, coi như 7 năm trước không có đem ngươi trừ rơi, rơi xuống hôm nay phiền phức. Nhưng là không lâu sau, lão phu thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Đừng tưởng rằng ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch, lão phu Cửu Long Kim Cương thân, ngươi còn chưa thấy qua đây, hừ hừ hừ. Phanh phanh phanh. Trên không trung hai người, đều là luyện thể cao thủ, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ tương tự, tất cả đều là cứng đối cứng đấu pháp. Chỉ bất quá trong chốc lát, hai người liền đã lẫn nhau xuyên thẳng qua, va chạm mấy chục hiệp. Thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ là bất phân cao thấp, người nào đều không có chiếm được một tia tiện nghi. Lệ Kinh Thiên từng ngụm thở hổn hển, xa xa nhìn về phía đối phương, thân thể ở trên phủ đầy máu ứ đọng. Hoàng Phủ Phong Lôi đồng dạng liên tục xuất khí, trên thân vết ứ đọng cũng không ít, trên mặt càng là một mặt ngưng trọng cùng kinh nghi. Lần này hắn cùng Lệ Kinh Thiên tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất giao thủ, thế nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, chẳng qua là rời đi hắn 10 năm mà thôi, Lệ Kinh Thiên thực lực vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế. Năm đó cái kia hắn trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh ngã người, lúc này hắn đã thúc thủ vô sách. Trong lòng càng là tức giận vô cùng. Mà Lệ Kinh Thiên thì là tương đương hưng phấn, có thể cùng năm đó chính mình ước mơ lão đại nhất chiến, cũng chiến thắng hắn, là cỡ nào đáng giá hắn khiêu chiến một việc. Khóe miệng bất giác hơi hơi liệt liệt, Lệ Kinh Thiên lại hít một hơi, một mặt hưng phấn nói, Hoàng Phủ Phong Lôi, người hai năm này thực lực có chỗ lui bước a. Quyền đầu cũng không giống như trước kia rắn như vậy, lão đúng hay không? Ha ha ha! Đánh giắm! Lão phu đối người thủ hạ lưu tình, người không mang ơn cũng liền thôi, còn như thế mở miệng mỉa mai lão phu, xem ra lão phu đến cho người điểm nhan sắc nếm thử không thể, hừ. Sắc mặt bất giác cứng đờ, Hoàng Phủ Phong Lôi thẹn quá hóa giận, hét lớn lên tiếng. Nhưng là tâm lý lại là một trận không chắc, dù sao hắn đã xuất toàn lực, muốn là thêm ít sức mạnh, liền nên liều mạng. Chẳng lẽ vì tranh giành cái này một hơi? Hắn thật đúng là đem cái này lão cốt đầu bồi ra ngoài a. Có điều hắn không xuống được quyết tâm này, Lệ Kinh Thiên lại sớm đã dưới đáy lòng phát xuống chí nguyện, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem lão nhi này đánh bại không thể. Nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ Trác Phàm động thủ về sau, lão nhi này đoán chừng lập tức liền muốn chết tại chỗ, vậy hắn thì lại không cách nào đánh bại hắn. Làm một cái võ si, không cách nào thân thủ đem năm đó hướng tới người đánh bại. Tất nhiên sẽ để lại cho hắn khúc mắc. Chuyện này với hắn về sau tu luyện, lại là hoàn toàn không có chỗ tốt. Kết quả là, hung hăng khẽ cắn môi, Lệ Kinh Thiên tựa hồ đã hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cười tà nói, Hoàng Phủ Phong Lôi, người tiếp ta chiêu này đi. Tiếng nói vừa dứt, Lệ Kinh Thiên liền toàn thân màu đen khí tức đột nhiên bạo phát tuôn ra, tiếp lấy đạp chân xuống, hướng Hoàng Phủ Phong Lôi phóng đi. Quanh người đã là xuất hiện một đầu hắc long hư ảnh. Hừ, không phải là cái kia ma long ngút trời a, ngươi không làm gì được lão phu. Hoàng Phủ Phong Lôi khinh thường hừ lạnh lên tiếng, toàn thân ánh vàng đại phóng.
Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên lại là lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, cũng không lên tiếng, thẳng đến song phương sắp đụng vào lúc, mới đột nhiên dừng thân hình, hai tay cấp tốc kết ấn, giống to lên tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long quỷ ngâm. Giống. Bên người Hắc Long, cấp tốc biến thành một đạo long hình hư ảnh, hướng về Hoàng Phủ Phong Lôi lao nhanh mà đi, chỗ đi qua, không gian đều đang không ngừng run rẩy. Lệ Kinh Thiên biết, Hoàng Cực Bá Thể Quyết chính là luyện thể công pháp, gặp phải cái này nguyên thần công kích vũ kỹ đột nhiên xuất hiện, coi như hắn Hoàng Phủ Phong Lôi ngang dọc cả đời, cũng nhất định khó có thể ứng phó. Sự thật cũng xác thực như thế, Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn thấy Lệ Kinh Thiên đột nhiên cải biến phong cách, không còn dùng thân thể cứng rắn va chạm, mà chính là đổi vì công kích nguyên thần, không khỏi giật mình sắc mặt trắng bệch. Nếu là hắn nguyên thần bị kích thương, thực lực liền sẽ tổn hao nhiều, nhất định thảm bại. Đối mặt đã từng cấp dưới, cứ như vậy thua với hắn, vậy hắn cái này đại cung phụng mặt còn hướng chỗ nào thả. Kết quả là, hung hăng cắn răng một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi bỗng nhiên cắn chót lưỡi, trong tay kết ấn, một ngụm tinh huyết đột nhiên phun ra. Hét lớn lên tiếng, Hoàng Cực Bá Thể Quyết đệ thập trọng, Hoàng Uy Lâm Thiên. Ông, một cơn chấn động phát ra, một vệt kim quang đột nhiên từ chín ngày mà xuống, đem thân hình hắn vững vàng bao bọc ở bên trong, đồng thời một đầu kim sắc cự long bàn kéo dài mà lên, nhất thời đem hắn vây như là thùng nước đồng dạng, kín không kẽ hở. Cái gì, đệ thập trọng? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi kêu lên sợ hãi cái này. Đây chính là bước vào địa giai vũ kỹ phạm trù, cái này Hoàng Cực Bá Thể Quyết, thật có đệ thập trọng sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy cái này, cũng là nhìn không được ngơ ngác, hắn vạn lần không ngờ, đại cung phụng Hoàng Cực Bá Thể Quyết thế mà luyện đến tình cảnh như thế. Hoàng Cực Bá Thể Quyết bình thường chỉ có 9 tầng, đệ thập trọng chỉ tồn tại qua truyền thuyết, ngàn năm qua đế vương môn tiền bối không một có thể luyện đến tình trạng như thế, nhưng là bây giờ. Đại cung phụng quả nhiên là đệ nhất kỳ tài a, không kém đại công tử. Hoặc là nói, đại công tử nếu không có long hồn hộ chủ lời nói, mới có thể có lẽ căn bản so ra kém đại cung phụng. Đại cung phụng, mới là đế vương môn chính thức thiên cổ đệ nhất kỳ tài. Lãnh Vô Thường nhẹ vịn chòm râu, cảm thán lên tiếng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Phong Lôi tại kim quang bên trong, cười to liên tục, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên, nhìn đến a, đây mới là Hoàng Cực Bá Thể Quyết tối cường cảnh giới, linh vũ hợp nhất. Mặc kệ ngươi là luyện thể vũ kỹ, vẫn là nguyên thần công kích, đều tuyệt đối không phá nổi lão phu cái này hoàng uy trên trời rơi xuống bình chướng. Vậy nhưng chưa hẳn, nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên trong mắt vẻ hưng phấn, không giảm trái lại còn tăng, trên thân hắc khí cũng đột nhiên vừa diệt, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, đồng thời duỗi ra hai ngón tay. Phía trên một cỗ đáng sợ khí tức đang không ngừng hình thành, đại cung phụng, như là không thể đánh bại mạnh nhất thời điểm ngươi, vậy lão phu làm ra hết thảy, thì tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng là, Trác Phàm gặp này, lại là trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, kêu lên sợ hãi, Lệ lão, ngươi. Ong ong ong, từng trận khủng bố ba động, từ Lệ Kinh Thiên hai ngón ở giữa tuôn ra. Hắn chỉnh tấm mặt mo, cũng là trong nháy mắt trướng thành đỏ tía. Từng tia máu tươi ngăn không được theo trong miệng hắn tràn ra, hai tay gân xanh cũng cổ cổ nhô lên, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng là hắn lại một chút cũng không quan tâm, vẫn như cũ tràn đầy vẻ hưng phấn, đem lực lượng toàn thân đặt điểm này phía trên. Cái đó là, huyền giai vũ kỹ, diệt thần chỉ, cảm thụ lấy cái kia đạo đạo khí thức quen thuộc, mãnh liệt truyền đến, Cửu Viêm Hải bất giác kêu lên sợ hãi. Một mặt tán thán nói, từ khi Trác quản gia truyền thụ cho chúng ta bộ vũ kỹ này về sau, tập luyện thời gian cũng không nhiều. Không nghĩ tới lão gia hỏa này, lại nhưng đã đạt đến như thế lô hỏa thuần thanh cấp độ, thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục, không hổ là thiên cương cuồng tôn. Một bên Tuyết Thanh Kiến nghe, cũng là khẽ gật đầu, mặt hiện tán ăn vào sắc, chỉ có Trác Phàm mi đầu khẽ run, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Phủ Phong Lôi. Tiếp ta chiêu này thử một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lệ Kinh Thiên tuy nhiên đem toàn thân nguyên lực đều gom lại một chút, nhưng lại chỉ là giây lát thời gian liền hoàn thành. Đón lấy, tại hét lớn một tiếng phía dưới, Lệ Kinh Thiên đột nhiên chỉ về phía trước. Hưu. Nhưng nghe một tiếng xuyên phá không gian bạo hưởng phát ra,
một đạo vô hình ba động đột nhiên từ hắn hai ngón ở giữa bắn đi ra, chớp mắt liền bắt kịp lúc trước đầu kia hư ảnh long hình, sau đó bỗng nhiên bắn vào đi. Cũng ngay một khắc này, cái kia hư ảnh cự long thân thể run lên, ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, dường như đánh máu gà đồng dạng, thân hình đúng là lần nữa mở rộng mấy chục lần có thừa, cái kia cỗ khí thế cường hãn, càng thêm trở nên khủng bố. Giống như trên 9 tầng trời thần uy, áp hướng mặt đất, liền xem như U Vạn Sơn những ngày này huyền đỉnh phong cao thủ, cũng không thấy có chút khí tức siết chặt cảm giác, trong lòng không hiểu hoảng lên. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, thân ở trong cột ánh sáng hoàng phủ phong lôi bất giác quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lệ Kinh Thiên thế mà còn cất giấu như thế một tay đòn sát thủ. Uy lực như thế nguyên thần công kích vũ kỹ, nhưng là đã vượt qua thần chiếu cảnh phạm trù, cho dù là hắn có cái này hoàng cực bá thể quyết đệ thập trọng thần uy tương trợ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đỡ được. Trong lúc nhất thời, hoàng phủ phong lôi trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, một đôi chừng đến như chuông đồng trong hai con ngươi, đã tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai vợ chồng gặp, cũng không khỏi sắc mặt kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, đây là hợp thể vũ kỹ, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nghe được lời này, lại là càng thêm khó có thể tin lẫn nhau nhìn xem, cùng kêu lên cả kinh nói, hợp thể vũ kỹ, cái này sao có thể, hắn chỉ có một người a, làm sao hợp thể. Ai, đây cũng chính là Lệ lão, người khác có lẽ căn bản làm không được. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm đạm mạc giải thích nói, ma sát quyết thức thứ ba U Long Quỷ Ngâm, cùng diệt thần chỉ đều là nhằm vào nguyên thần huyền giai vũ kỹ, thật có liên hợp phát ra khả năng. Bất quá, hai loại vũ kỹ muốn dung hợp, nhất định phải phối hợp ăn ý, đạt đến đồng thanh đồng tức mới được, cho dù hai người các ngươi phù phụ, cũng rất khó làm đến. Bất quá cái này hai bộ vũ kỹ đều là Lệ lão sử xuất, tự nhiên đồng căn đồng nguyên, dung hợp cùng một chỗ không thành vấn đề, có điều. Nói đến đây, Trác Phàm mày nhíu lại càng sâu, nhìn về phía không trung cái kia đạo thân ảnh già nua trong mắt, cũng có loại thật sâu vẻ không hiểu, các ngươi chắc là đều rõ ràng, khác biệt vũ kỹ, tại thể nội gân mạch vận hành nguyên lực phương thức khác biệt. Một người tại chuyển đổi vũ kỹ lúc, nhất định phải có một tia giảm sóc thời gian. Thế nhưng là Lệ lão vì có thể làm cho hai loại vũ kỹ dung hợp, đánh ra hợp thể vũ kỹ, lại là vòng qua cái này giảm sóc thời gian, gần như đồng thời đánh ra hai bộ vũ kỹ. Cái này muốn là đối với người khác lời nói, gân mạch chỉ sợ đã sớm bị cái này bất chợt tới nghịch chuyển nguyên lực xoắn đứt, lúc này liền trở thành phế nhân. Thế nhưng là Lệ lão hiện tại tuy nhiên thành công, nhưng cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cái gì, Lệ lão đầu hắn? Da mặt nhìn không được run run, Cửu Viêm Hải hai phu phụ cùng nhau sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lệ Kinh Thiên. Quả nhiên, hắn hiện tại sắc mặt càng ngày càng kém, toàn thân khí thế cũng tại đánh ra cái này hai chiêu về sau, kịch liệt hạ xuống đến. Ai, Lệ lão, cái này cần gì phải đâu? Hoàng phủ phong lôi tuy mạnh, nhưng đối chúng ta mà nói, cũng không phải không thể chiến thắng cao thủ. Ngươi cùng hắn lại không có bao nhiêu cửu oán, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở đây nỗ lực lớn như vậy đại giới? Trác Phàm không hiểu, Cửu Viêm Hải bọn họ cũng là có chút mê mang. Cái này cũng không phải là vật lộn sống mái chi cảnh, hắn lại tại sao lại như thế cực đoan? Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Tạ Thiên Thương nắm lấy một thanh kiếm, lại là chậm rãi đi vào trước người bọn họ, ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo già nua bóng người, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, thì thào lên tiếng, Trác Phàm, người vẫn là không hiểu một cái võ si tâm a. Đối với một nhận định đối thủ, nếu không thể tự mình siêu việt, cả đời này chỉ sợ đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Hôm nay là song phương trận doanh cuối cùng quyết chiến ngày, hoặc là chúng ta bại, bị đối phương đuổi tận giết tuyệt, hoặc là chúng ta thắng, đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Lấy thực lực ngươi, Hoàng Phủ Phong Lôi có lẽ thì chết tại trên tay ngươi, đây là Lệ lão tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cho nên một trận chiến này, cũng tương đương với hắn trận chiến cuối cùng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem trước kia đối thủ đánh bại. Đây là một cái võ si chấp nhất, cũng là hắn vinh diệu. Tạ Thiên Thương cái này đồng dạng là võ si người lời từ đáy lòng, tại mọi người bên tai vang vọng. Mọi người trầm ngâm nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn lên,
Quả gặp Lệ lão tuy nhiên từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ tương đương mỏi mệt, từng ngụm dòng máu càng là giống như suối phun giống như, cuồn cuộn hướng ra phía ngoài bốc lên. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt chỉ có vô tận hưng phấn, khóe miệng cũng là liệt đến so bất cứ lúc nào đều lớn hơn, đúng là dị thường vui vẻ. Ai, võ si thế giới, thật là khiến người khó hiểu. Trong mắt của ta, thắng lợi cũng là hết thảy. Vì đánh bại đối thủ, đem tính mạng mình đều bồi lên, thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, bất giác mỉm cười cười một tiếng nói, mọi người chuẩn bị tốt, cái kia chúng ta xuất thủ. Mãnh liệt gật đầu một cái, trong mắt mọi người cùng nhau giấy lên trần trụi lửa nóng hừng hực. Mà cũng ngay một khắc này, đầu kia tăng trưởng mấy chục lần hư ảnh cự long, cuối cùng hung hăng đụng vào cái kia kim sắc quang trụ phía trên. Đụng, đinh tai nhức óc tiếng vang rung khắp thiên địa, giống như muốn đem bầu trời xé nát đồng dạng. Cột sáng kia cũng tại kịch liệt lắc lư, tiếp lấy nương theo lấy từng tiếng răng rắc vang động, cái kia quang trụ phía trên đúng là như là mạng nhện lan tràn giống như, hiện ra từng tia vết rách. Sau đó một tiếng ầm vang, triệt để phá vỡ đi ra, hóa thành nói đạo kim quang, tiêu tán ở trong hư không. Sau đó đầu kia cự long không trở ngại chút nào tiếp tục hướng hoàng phủ phong lôi phóng đi, bỗng nhiên đụng ở trên người hắn. Oanh! Lại là một trận tiếng oanh minh vang, hoàng phủ phong lôi lúc này cảm thấy mình chỉnh cái đầu dường như đều muốn nổ tung đồng dạng, cuồn cuộn khoan tim thống khổ, thẳng vào đáy lòng, trong đầu càng là sấm sét bạo hưởng, đầu đau muốn nứt. Một miệng đỏ thẫm máu tươi nhìn không được phun ra, tựa như một cái diều đứt dây giống như, hướng về sau ngược lại đi qua. Lại là nguyên thần, triệt để trọng thương. Cảm thấy mình còn có một tia ý thức thanh tỉnh, hắn vội vàng đạp chân xuống, hướng đế vương môn phương hướng bay thẳng mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, một trận chiến này hắn xem như triệt để thua. Nếu là dừng lại thêm ở nơi đó lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền là người ta cái thớt gỗ thượng nhục, bị người ta lấy tánh mạng. Nghĩ tới đây, hoàng phủ phong lôi trong lòng có chút không cam lòng. Nghĩ hắn đường đường đế vương môn đại cung phụng, trước kia Lệ Kinh Thiên vẫn là bại tướng dưới tay hắn, kết quả lần này thế mà kỳ kém một chiêu, thua bởi hắn, thật sự là để lão gia tử này trong lòng có cỗ không hiểu phiền muộn. Lệ lão đầu, người chờ, chúng ta lần sau lại đọ sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế nhưng là, hắn muốn lần sau đọ sức, Lệ Kinh Thiên nhưng là rốt cuộc không chờ được. Hắn bây giờ đập nồi dìm thuyền cách làm, đã là đem chính mình tuổi già đều góp đi vào. Lần này, hắn là nhất định phải hoàn thành chính mình tâm nguyện, không thành sự, tiện thành nhân. Sau đó, Lệ Kinh Thiên lần nữa cấp tốc chuyển đổi vũ khí, toàn thân hắc khí đột nhiên lần nữa phát lên, nhưng hắn toàn thân cao thấp dĩ nhiên đã chảy ra cuồn cuộn dòng máu, đau đến hắn một trận nhếch miệng. Bất quá, hắn vẫn là cố nén, dư tợn lấy một khuôn mặt, đạp chân xuống. Hướng hoàng phủ phong lôi thẳng đuổi theo, cười to lên, ha ha ha. Đại cung phụng, hôm nay chúng ta thì kiếp này ân oán, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Chúng ta đến tột cùng có cái gì ân oán, người nhà nhất định phải như thế hùng hổ dọa người, cắn chặt không thả a. Hoàng phủ phong lôi nhìn thấy đạo hắc ảnh kia đuổi sát mà lên, bất giác vừa kinh vừa sợ, trong đầu cũng là một trận mê hoặc. Hắn cũng nhìn ra, Lệ Kinh Thiên thân thể ra kỳ quặc. Đã như vậy, ngươi thì nhanh đi về dưỡng thương tốt, chúng ta cái gì thù cái gì oán niệm, muốn ngươi một mực truy đến lão phu phía sau cái mông dồn ép không tha a. Giờ này khắc này, hoàng phủ phong lôi sắp khóc đi ra, trong lòng còn rất là kỳ lạ, không nghĩ ra bên trong quan trọng. Thế nhưng là, hắn lại có thể nghĩ đến, Lệ Kinh Thiên chấp nhất rất đơn giản, chính là muốn thân thủ đánh ngã hắn cái này lão đối thủ. Đại cung phụng, hoàng phủ Thiên Nguyên thấy tình cảnh này, không khỏi trong mắt chừng một cái, bỗng nhiên thực sự chân, hướng lên mãnh liệt tiến lên. Hoàng phủ phong lôi thấy một lần, không khỏi trong mắt kinh hỉ, kêu lên, môn chủ. Thế nhưng là, còn không đợi hoàng phủ Thiên Nguyên đi vào bên cạnh hắn, Trác Phàm trong mắt cũng đã vầng sáng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng chốc không thấy tăm hơi, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào hoàng phủ Thiên Nguyên trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Trác Phàm. Hoàng phủ Thiên Nguyên giật mình, hung hăng cắn răng nói. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm khóe môi nhếch lên không hiểu đường cong, thì thào lên tiếng,
Lệ lão là ta người, hắn muốn làm sự tình, ta ủng hộ vô điều kiện. Có ta ở đây chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trên cánh tay phải kim sắc long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy liền bỗng nhiên hóa vì một con tre cứng rắn lân giáp quái chảo, bỗng nhiên hướng Trác Phàm chộp tới. Sắc bén kia lưỡi dao sắc bén, phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều bẻ vụn. Biến hóa, địa long chảo. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, một chiêu này hắn không thể quen thuộc hơn được, cùng hắn địa mạch long hồn biến hóa giống như đúc. Sau đó không dám thất lễ, Trác Phàm đồng dạng tay trái biến hóa địa long chảo, phản nắm tới. Đinh! Tựa như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Chói tai phong minh truyền vào tại chỗ mỗi một người trong tai, thẳng đem bọn hắn chấn động đến cùng nhau che lỗ tai. Trác Phàm hai người cũng dưới một kích này, ào ào lui về phía sau, đúng là chiến cái ngang tay. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tựa hồ sớm đã ngờ tới giống như, lộ ra không sai nụ cười, cửu long kim cương thân, người quả nhiên luyện thành. Chỉ bất quá, truyền thuyết này bên trong địa giai vũ kỹ, sợ sợ không chỉ điểm ấy uy lực đi. Ha ha ha, không sai, Trác Phàm, cái này còn muốn đa tạ ngươi đưa tới bổ đề tu căn đâu. Bất quá dù vậy, lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi, hôm nay chú định muốn chết trong tay lão phu. Há, phải không, chố mắt nhìn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, khóe miệng xẹt qua một tia bầy mưu tính kế âm hiểm nụ cười. Môn chủ, cứu ta. Mắt thấy Lệ Kinh Thiên nụ cười giữ tợn chớp mắt tới gần. Hoàng Phủ Phong Lôi rốt cục lại khó kéo căng ở gương mặt già nua kia, không khỏi kêu rên lên tiếng, lớn tiếng kêu cứu. Bất quá giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang cùng Trác Phàm dạng này tuyệt thế cao thủ rằng co, lại chỗ nào có thể nhẹ nhõm thoát khỏi, đi cứu hắn đâu. Huống hồ lần này đại chiến, chỉ muốn bắt lại Trác Phàm, liền tương đương là hoàn toàn thắng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tự hỏi, cũng sẽ không vì một cái cung phụng tánh mạng. Liền đem gần trong gang tấc thắng lợi buông tha, cho dù người kia là đại cung phụng cũng giống vậy. Kết quả là, đại cung phụng tê tâm liệt phế kêu cứu, không đổi được Hoàng Phủ Thiên Nguyên một cái nhìn quanh. Bây giờ vị môn chủ này trong mắt, chỉ có đối diện Trác Phàm mà thôi. Ngược lại là Lãnh Vô Thường tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện như thế cục diện bế tắc, cho nên tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên khởi hành lúc, liền cũng hô hoán bọn người người cùng tiến lên trước cứu trợ. Liền xem như môn chủ một người bị ngăn lại cũng coi như, hắn còn có thể đồng thời đem nhiều người như vậy đều cho ngăn lại. Cho nên, tại Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên hai người rằng co thời điểm, sớm đã có tính toán 10 vị thần chiếu cường giả cùng thiên huyền cao thủ cấp tốc hướng Hoàng Phủ Phong Lôi chỗ đó tiến đến. Riêng là cái kia đế vương môn hơn 20 cái cho phụng, quả nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ. Lão đại lập tức liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, bọn họ có thể không vội sao? Dương mắt nhìn một chút những người kia, Trác Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy cũng theo lập tức động nhích người, tựa hồ tại biểu thị công khai, hắn Hoàng Phủ Thiên Nguyên hôm nay thì theo dõi hắn Trác Phàm. Trác Phàm bất giác khóe miệng một phát, từ chối cho ý kiến cười cười, lần nữa định ra đến, trên mặt mây trôi nước chảy, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng giống như. Hiu hiu hiu, từng tiếng tiếng xé gió vang lên. Những cái kia đến đây gấp rút tiếp viện thần chiếu cao thủ trước, đồng dạng xuất hiện một nhóm nhân mã, đem bọn hắn đỡ được. Thả mắt nhìn đi, lại chính là Cửu Viêm Hải phu phụ cùng Ma Sách Tứ Quỷ bọn họ, trung gian còn có Tiềm Long Các, Kiếm Hầu phủ cùng bị thu phục mấy cái thần chiếu cao thủ. Mà một phương hướng khác, U Vạn Sơn chờ cầm đầu thiên huyền cao thủ, cũng tất cả đều bị mỗ mỗ bọn họ cản lại. Đây là Trác Phàm an bài, cho nhiệm vụ bọn họ cũng chỉ có một cái. Đừng để không liên quan người quấy rầy Lệ lão đánh nhau. Cho nên cứ như vậy, song phương cao tầng xem như triệt để đối đến cùng một chỗ. Lãnh Vô Thường khẽ vuốt râu dài, nhìn lên cục diện này, lại là thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu ai, mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua, đại cung phụng xem như không gánh nổi. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên cuối cùng vào tới Hoàng Phủ Phong Lôi trước mặt, toàn thân hắc khí đã đạt đến cường thịnh cực hạn. Hoàng Phủ Phong Lôi thấy một lần, giật mình sắc mặt đều trắng bệch lên, thế nhưng là nhìn thấy viện quân đều bị ngăn chặn, rơi vào đường cùng, đành phải tự mưu sinh lộ. Sau đó hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang lần nữa nở rộ, liều mạng sau cùng một hơi, gầm thét lên tiếng,
Lệ Kinh Thiên, đừng muốn khinh người quá đáng, lão phu hôm nay thì theo ngươi đánh nhau chết sống. Ha ha ha, chính hợp ý ta, Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo hắc long, toàn bộ đụng tới. Oanh, màu đen cùng ánh sáng màu vàng hỗn hợp một chỗ, chấn động đến toàn bộ không trung đều đang không ngừng run rẩy. Ngay tại rằng co với nhau mọi người, nghe đến cái này vang động, cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, muốn tìm tòi kết quả. Không trung vân vụ dần dần tản ra, yên hà tràn ngập, hai đạo toàn thân tắm huyết thân ảnh, dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lệ Kinh Thiên toàn thân một mảnh đỏ tươi, phủ đầy dòng máu, toàn bộ lồng ngực đều hoàn toàn lõm đi xuống, đã là gân mạch đứt thành từng khúc, xương cốt liên tiếp vỡ nát. Nhưng là trong mắt của hắn, lại như cũ chớp động lên hưng phấn ánh sáng. Mà một bên khác, Hoàng Phủ Phong Lôi sắc mặt trắng bệch, đồng tử đã là đang dần dần khuếch tán, nửa người tức thì bị hoàn toàn đụng nát, sinh mệnh khí tức đại lượng sói mòn, đã là lại khó sống sót. Chỉ còn một nửa người run nhẹ nhẹ, tung bay không trung, Hoàng Phủ Phong Lôi đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Hắn ngang dọc trên bầu trời trăm năm, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cũng có ngày hội rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, bị bại thương tích đầy mình. Lệ Kinh Thiên, ta theo ngươi cái gì thù cái gì oán niệm, ngươi muốn không phải làm cho ta vào chỗ chết không thể. Môi khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Phong Lôi một mặt cứng đờ nói. Thật sâu hít một hơi, lại chợt cảm thấy ở ngực đau xót, nhìn không được ho dài lên, nhưng Lệ Kinh Thiên nhưng như cũ lộ ra vui vẻ nụ cười, thì thào lên tiếng, Hoàng Phủ Phong Lôi, còn nhớ rõ 80 năm trước ta thêm vào đế vương môn lúc sao? Lúc đó ta tại trên tay ngươi, không qua ba chiêu thì bại. Ngươi từ trên cao nhìn xuống nói với ta, ta tư chất không tệ, có tư cách đi theo bên cạnh ngươi. Khi đó ngươi cường đại, rung động thật sâu ta, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành suốt đời thần tượng đối đãi giống nhau. Thế nhưng là, 30 năm sau, ta rất nhanh luyện thành hoàng cực bá thể quyết đệ thất trọng, muốn tiếp tục tu luyện lúc, ngươi lại không cho ta công pháp. Nói ta không xứng, cũng không có tư cách này. Lúc đó ta theo ngươi ầm ĩ lên, ngươi lại đem ta đánh ngã. Lần kia chỉ dùng một chiêu. Đón lấy, ngươi lại theo ta nói, ta cực hạn đã đến, cho dù cho ta công pháp, cũng là lãng phí. Ta, cũng không xứng lại theo ngươi. Kể từ lúc đó, ta làm một cái khách bên ngoài tòa cung phụng, một thân một mình rời đi các ngươi cung phụng đoàn. Nhìn lấy những cái kia tư chất bình thường, nhưng bởi vì là đế vương môn con cháu đích tôn, liền có thể tu luyện hoàn chỉnh công pháp cung phụng, lão tử không phục. Riêng là ngươi nói ta cực hạn đến, càng làm cho lão tử không phục, dù là ngươi nói ta là người ngoài cũng tốt ha. Cho nên từ một khắc này, ta đem ngươi trở thành suốt đời đối thủ, trong lòng càng là trong bóng tối thề, cũng có ngày, nhất định muốn thân thủ đánh bại ngươi. Hiện tại, ta làm đến, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên trong miệng bọt máu bay tứ tung, cười to lên. Hoàng Phủ Phong Lôi lại là gương mặt co lại, muốn khóc, dĩ nhiên đã chen không ra một tia nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lệ Kinh Thiên, ngươi cái này bụng dạ hẹp hòi người, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi nha cái cho tới hôm nay a. Có lẽ đối với ngươi mà nói là lông gà vỏ tỏi, nhưng đối lão phu mà nói, lại là cả đời khó quên. Ta tu luyện chi lộ, không có điểm cuối, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người chửi bới, cho dù là ngươi cũng giống vậy. Mí mắt hơi động một chút, Lệ Kinh Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, cắn chặt hàm răng. Hét lớn lên tiếng. Thật sâu nhìn lấy hắn, thật lâu, Hoàng Phủ Phong Lôi bất giác bật cười một tiếng, thở dài, ai, là lão phu sai, sai. Nói, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, sắc mặt từ ngay từ đầu dữ tợn, biến đến thư giãn ra. Tựa hồ trước khi chết, đã để xuống oán hận, trong lòng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Lệ Kinh Thiên quay đầu xem hắn, khóe miệng không lý do nhấc lên một cái thỏa mãn đường cong. Tuy nhiên Hoàng Phủ Phong Lôi thân là đế vương môn đại cung phụng, cả đời bướng bỉnh, chết vì sĩ diện, tuyệt không nhận sai. Nhưng là vừa vặn mấy câu nói, lại là biến tướng hướng Lệ Kinh Thiên nhận lầm. Bởi vì Lệ Kinh Thiên thật đánh bại hắn, không còn là cái kia hắn 10 chiêu bên trong có thể tùy tiện giải quyết phàm phu tục tử. Lệ Kinh Thiên tu luyện tài năng, cũng không có giống hắn khẳng định chỗ, đi đến cực hạn. Ta, thắng, chậm rãi nhắm mắt lại. Lệ Kinh Thiên đầu một đạp, thân thể đột nhiên theo Hoàng Phủ Phong Lôi nửa thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này,
Tạ Thiên Thương bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, vội vàng đem hắn ôm lấy, đưa tay dò xét một chút hơi thở về sau, mới yên lòng, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng càng phát ra kính trọng. Tại đồng dạng thân là võ sĩ Tạ Thiên Thương xem ra, Lệ Kinh Thiên phần này không ngừng chấp nhất, quả thực cũng là hắn tiến lên tấm gương A. Một ngày nào đó, hắn cũng đánh bại chính mình suốt đời đối thủ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Tạ Thiên Thương yên lặng hướng Trác Phàm phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy chiến ý, lớn tiếng hô quát nói, Trác Phàm, Lệ lão không có việc gì, chỉ là trọng thương ngất đi. Nói, Tạ Thiên Thương liền ôm lấy Lệ Kinh Thiên hướng phía dưới nơi đóng quân bay đi. Trác Phàm nghe đến tin tức này, trong lòng cũng yên tâm không ít, chỉ là Tạ Thiên Thương nhìn về phía hắn ánh mắt, lại luôn để trong lòng hắn mát lạnh. Tiểu tử này, làm sao tổng dùng một loại nhìn địch người ánh mắt nhìn ta, thật sự là địch bạn không phân A. Cười khổ lắc lắc đầu, Trác Phàm xoay người lần nữa nhìn về phía trước mặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đạm mạc lên tiếng, Lệ lão cùng Hoàng Phủ Phong Lôi nhất chiến đã kết thúc, làm cho chúng ta song phương nể trọng nhất đại tướng, xem như phân ra thắng bại. Chỉ bất quá, kết quả này lại làm cho người có chút thương cảm A. Có cái gì thương cảm, được làm vua thua làm giặc, thực lực phi tôn. Đại cung phụng bỏ mình, chỉ là hắn thực lực không đủ mạnh mà thôi. Lão phu đều không cảm thấy thương cảm, người có gì có thể thương cảm. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng. Trác Phàm lại là thở dài, sâu xa nói, ta không phải vì các ngươi đại cung phụng thương cảm, chỉ là Lệ lão cố sự này, để cho ta cảm xúc rất sâu. Đây thật là một cái, vài thập niên trước trang bức, mấy chục năm sau bị đánh mặt thương cảm cố sự. Nhìn tới trang bức gặp xét đánh câu nói này, thật rất có đạo lý, báo ứng xác đáng A. Cái kia Trác quản gia nhưng là muốn coi chừng, đây không phải ngươi luôn luôn phong cách sao. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tà dị nói. Không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, đạm mạc lên tiếng, đúng vậy a, đi qua Lệ lão cái này giáo huấn. Ta quyết định, từ nay về sau, không những đối với ta trang bức người muốn giết, ta đối lấy trang bức người, cũng không thể bỏ qua. Đối Hoàng Phủ môn chủ, ta đối với ngài trang qua bức sao? Đương nhiên, thế nhưng là ngươi giết đến ta sao? Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên sủi cười ra tiếng, khiêu khích nói. Nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng, thế nhưng là rất nhanh liền trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên lóe qua một đạo trần trụi sát ý, tiếp lấy một cái lắc mình, liền trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Cánh tay phải hồng quang nở rộ, đột nhiên đánh ra. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một quyền kia đã là hung hăng đánh tới bộ ngực hắn phía trên. Nhất thời liền đụng một tiếng đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên như khỏa bay ra đạn pháo, một hơi đụng xuyên ba tòa sơn mạch, nhất thời đem cái kia liên miên sơn phong tất cả đều đụng thực sự. Cuồn cuộn bụi mù như rồng quyển giống như phi lên, truyền lên thiên không, giả thiên tế nhật. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bóng người, dĩ nhiên đã biến mất tại cái kia từng đống phế tích bên trong. Trác Phàm lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, sâu xa nói, ta Trác Phàm nghĩ hắn chết người, còn không có có thể còn sống. Môn chủ, đế vương môn phương này mọi người gặp này nhất quyền chi uy, không khỏi giật mình sắc mặt khẩn trương, vội vàng hô. Thế nhưng là, cái kia phế tích bên trong lại là tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút tiếng vang. Thế mà, đang lúc mọi người coi là Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã là bị Trác Phàm một quyền này, nhất kích miểu sát. Mà cảm thấy tâm như cho tàn lúc, một tiếng quỷ dị chế giễu lại là đột nhiên từ cái này phế tích bên trong xuất hiện, khặc khặc khặc. Trác Phàm, đây chính là ngươi quyền lực A, không gì hơn cái này. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm tựa hồ sớm có đoán trước giống như, đạm mạc gật đầu, cười nói, quả nhiên là dạng này, cửu long kim cương thân thật sự là danh bất hư truyền. Như vậy ván kế tiếp, hai người chúng ta, vương cùng vương đối chiến, đánh đi. Hống hống hống. Từng tiếng long ngâm, từ cái này phế tích bên trong truyền ra, tổng cộng gào rú 8 âm thanh. Mà cái kia bụi mù tràn ngập chi địa, cũng bỗng nhiên lóe lên nói nói ánh sáng màu vàng óng, xông thẳng tới chân trời. Cho dù là cái kia bụi mù che đậy, cũng mảy may không ngăn cản được cái này tia sáng chói mắt. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem chỗ đó, lại không ra tiếng,
nhưng trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Đụng! Một tiếng vang thật lớn mãnh liệt phát ra, vừa mới cái kia mảnh bởi vì đụng gãy ba tòa sơn mạch tạo thành phế tích, lúc này đúng là đột nhiên nổ tung lên, tán loạn đá vụn ào ào bay hướng bốn phía. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lao ra, phát ra từng tiếng dữ tợn cười to, đảo mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt cái bóng đen này, cũng không khỏi đến cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy người này, đã không thể lại xưng là người. Bởi vì nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, còn nơi nào có cái dạng người tử. Đầu giống như một đầu bạo long, tứ chi đều là móng vuốt phong mang, tựa hồ có thể tiện tay cào nát chân trời, thân thể cứng rắn giống như khải, phủ đầy lân phiến. Sau lưng càng là kéo lấy một đầu giống như roi thép đuôi dài. Cái này nhà căn bản đã thành vì một con, tùy thời có thể nhắm người mà phệ hung thú. Cửu long kim cương thân, toàn thể biến hóa, kim cương bất hoại thể. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm thở sâu, thì thào lên tiếng. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha. Không tệ. Đây chính là cửu long kim cương thân cực hạn biến hóa điều phát hiện. Lão Phu lấy bốn đầu long hồn, hóa thành địa long chảo, một con rồng hồn hóa là địa thân rồng, một con rồng hồn hóa là địa long đầu, còn có một con rồng hồn, hóa thành địa long đuôi. Trác Phàm, người chẳng qua là song quyền lợi hại, cũng chỉ có một cái địa long chảo mà thôi, chỗ nào có thể so ra mà vượt lão Phu, lúc này cái này kim cương bất hoại thân thể. Hắc hắc hắc, người hôm nay chết chắc. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt lóe lên khát máu vẻ dữ tợn. Đế vương môn phương này mọi người gặp, cũng là đầy mặt hưng phấn. Bọn họ trừ mấy vị đế vương môn cung phụng bên ngoài, nhưng là hoàn toàn không biết, vị này Hoàng Phủ môn chủ, còn giữ lợi hại như thế hậu chiêu, đối phó Trác Phàm. Vốn là bọn họ còn tại lo lắng, ứng phó như thế nào Trác Phàm cái này tuyệt thế cao thủ, hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần cầm phần kia lòng dạ thanh thản. Giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu ra được, vì sao vừa mới đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi mắt thấy bị giết lúc, vị môn chủ này tuyệt không cuống cuồng, nguyên lai bản thân hắn liền đã là tuyệt thế cao thủ. Trong lúc nhất thời, đế vương môn phương này mọi người quần tình xúc động, chiến ý dạt dào, tựa hồ đã thắng lợi đồng dạng, nhảy cẫng hoan hô. Ngược lại là, Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các bên này, lại là ngưng lông mày sâu nhăn, trong lòng bất an. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thế mà luyện thành cửu long kim cương thân, thật là để bọn hắn bất ngờ sự tình. Cứ như vậy, bọn họ muốn dựa vào Trác Phàm lấy được chàng thắng lợi này dự định, nhưng là liền có chút nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lo sợ, bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ có Trác Phàm, nhưng như cũ sắc mặt không hoảng hốt, trong lòng suy nghĩ. Chín đạo địa mạch long hồn bên trong, chính mình nơi này có một con rồng hồn. Chỗ của hắn có 8 đầu. Nhưng là vừa vặn sau khi biến hóa, hắn nha chỉ biến hóa 7 đầu, còn có một con rồng hồn không có tan hình sao. Thế nhưng là cái này còn lại một con rồng hồn, đến tột cùng hội biến hóa là vật gì? Xa xa nhìn xem đối diện Hoàng Phủ Thiên Nguyên quái vật kia giống như bộ dáng, Trác Phàm cũng nhìn không ra hắn còn có chỗ nào có thể biến hóa, không khỏi trong lòng lưu cái tâm nhãn, càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Có lẽ... Còn lại một con rồng hồn, hội làm vì bị giết tay giản dùng ra. Đã như vậy, liền muốn khiến cho hắn nhanh chóng đem thủ đoạn mình toàn bộ dùng đến, dạng này biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bỗng nhiên hất lên hai cái cánh tay, hét lớn lên tiếng, địa long hồn, biến hóa. Giống, đồng dạng là một tiếng long ngâm vang lên, Trác Phàm cánh tay trái bỗng nhiên kim quang lập lòe, long hồn quay quanh. Sau một khắc liền bỗng dưng hóa vì một con kim cương móng vuốt, cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên tứ chi giống nhau bộ dáng. Cánh tay phải thì là hồng mang nở rộ, tản ra cuồn cuộn cường hãn khí tức. Lại chính là tay phải kỳ lân tí, tay trái địa long chảo. Mí mắt hơi hơi động động, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tuét ra miệng to như chậu máu, phát ra trận trận tiếng cười nhạo đến, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt, hắc hắc hắc. Lão Phu đã sớm nói, ngươi chỉ có địa long chảo. Lão Phu nhưng là chân chính kim cương bất hoại thể, người cũng không phải Lão Phu đối thủ. Còn có, đem cái kia thứ cửu long thần hồn, cũng trả lại Lão Phu. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền dưới chân bỗng nhiên một bước, siêu một tiếng hướng Trác Phàm phóng đi,
đảo mắt tới gần. Mí mắt nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm vạn vạn không nghĩ đến, biến hóa địa long thân thể về sau, cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên tốc độ hội nhanh như vậy, cơ hồ đều nhanh bắt kịp hắn thay hình đổi vị. Sau đó không dám thất lễ, vội vàng nâng lên tay trái địa long chảo, bỗng nhiên hướng về phía trước vạch một cái. Đinh! Giống như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau, hai cái địa long chảo trong nháy mắt giao kích, không ai nhường ai, đúng là rằng có ở nơi đó. Nhếch miệng mỉm cười, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tựa hồ chính hợp ý hắn, lộ ra một tia tà dị khuôn mặt, tiếp lấy cái kia địa long chảo bỗng nhiên một chảo, nhất thời liền đem Trác Phàm cái kia cái cánh tay trái cho khóa lại. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm đã là hoàn toàn minh bạch hắn dự định, đây rõ ràng là muốn cùng hắn cứng đối cứng a. Thế nhưng là, lão nhi này toàn thân cao thấp đều liền thành một khối, cùng Cổ Tam Thông đồng dạng, hoàn toàn không có chút nào nhược điểm. Nhưng hắn Trác Phàm cũng chỉ có hai cái thú quyền có thể cùng chống đỡ, còn lại bộ phân, đều là nhân loại nhục thể. Cho dù đi qua luyện thể đại trận đoán tạo, cũng không có mạnh đến cùng địa long này thân thể so sánh. Chỗ lấy cứng trọi cứng đấu pháp, hiện tại đối Trác Phàm mà nói, ngược lại là lớn nhất không có lợi. Nhưng chính là coi trọng điểm này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền nhất định phải cùng hắn đánh như vậy. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một phương diện vững vàng khóa lại Trác Phàm cánh tay trái địa long chảo, một phương diện khác thì là không chút do dự nhất chảo hướng Trác Phàm đầu vỗ tới. Đụng! Lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm nâng lên cánh tay phải, hung hăng đem hắn một cái khác địa long chảo đỡ được, một đôi đen nhánh song đồng, tràn đầy chiến ý mà nhìn chằm chằm vào hắn khuôn mặt, cắn chặt hàm răng không thả. Hừ, người cái này cánh tay trái địa long chảo lão phu rõ ràng, nhưng không biết người cái này cánh tay phải là làm sao luyện đến, thế mà cũng có thể cùng địa long chảo đánh đồng. Hắc hắc hắc, không tệ không tệ, đợi lão phu lấy tính mạng ngươi, liền ngươi cái này cánh tay phải cũng cùng một chỗ mang tới đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười khẽ một tiếng, liếm liếm huyết tinh răng nanh. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói, Hoàng Phủ môn chủ, ngươi theo ngươi hai đứa con trai kia một dạng, nghĩ đến quá ngây thơ. Ta Trác Phàm đầu, nếu là dễ dàng như vậy cầm xuống lời nói, lão tử sớm mất mạng. Nhưng là bây giờ, Hoàng đế nếu không mệnh ta, Cổ Tam Thông cũng muốn không mệnh ta. Bằng ngươi, xứng sao? Hắc hắc hắc, đã như vậy. Đầu ngươi thế nhưng là càng đáng giá lấy, lão phu hội cả đời coi đây là vinh. Bất giác cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác tay trái địa long chảo khẽ chụp, không ngờ là đem Trác Phàm cánh tay phải kỳ lân tí cho chế trụ, không nhúc nhích. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng thầm hận, hung hăng rút rút hai tay, lại là cảm thấy như là bị hai cái kìm sắt kẹp lấy giống như, không có cách nào động đậy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gặp, không khỏi lần nữa cười to, ha ha ha. Tuy nhiên đồng dạng địa long chảo biến hóa, nhưng lão phu là thần chiếu đỉnh phong, ngươi chỉ là thiên huyền tam trọng. Hai người chúng ta ở giữa lực lượng, vẫn là có khoảng cách. Hiện tại ngươi hai tay không thể động, so như phế nhân. Nhưng là lão phu coi như không cần hai tay, y nguyên có thể đòi mạng ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên mở ra huyết tinh miệng lớn, hướng Trác Phàm đầu cắn một cái đi. Cái kia tanh hôi cương phong, bén nhọn răng nanh, đều mang cho Trác Phàm một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Hoa Vũ Lâu cùng Tiềm Long các mọi người gặp, không khỏi cùng nhau hoảng hốt, đầy mặt kinh hãi. Hiện tại Trác Phàm bị kiềm chế lấy không thể động đậy, tựa như một cái bia cố định một dạng, tránh cũng không thể tránh. Cái này nếu như bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên cắn một cái dưới, nhất định liền đầu cũng không, thực sự rơi vào tuyệt không sinh lộ trong tuyệt cảnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bây giờ Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thế mà cường hãn đến tận đây, có thể đem Trác Phàm bước đến như thế không đường chi cảnh. Trác Phàm cũng là tròng mắt hơi co lại, hung hăng cắn răng, trên ót đã là phủ đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Chờ cái kia miệng to như chậu máu buông xuống trong tích tắc, mới chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên cúi đầu xuống. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia cự long bài hai răng tương hợp, phát ra leng keng thanh âm. Chấn động mãnh liệt đột nhiên truyền ra, làm cho tại chỗ mỗi người màng nhĩ chấn động đến đau nhức. Cách hắn gần nhất Trác Phàm, càng là đầu oanh minh một tiếng, giống như muốn bạo chết đồng dạng. Chỉ là một cái cắn vào động tác va chạm, liền có thể phát ra như thế tiếng vang, có thể thấy được cái này cắn vào uy lực đến cỡ nào mạnh mẽ.
Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng may mắn, nhưng vây xem mọi người khẩn trương tâm, lại không có lỏng một chút. Vừa mới Trác Phàm tuy nhiên may mắn đào thoát, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Hắn hai cái cánh tay, vẫn như cũ bị gấp khóa chặt, sớm muộn sẽ bị người lão quái kia vật cắn xuống đầu. Trác Phàm cũng biết điểm này, đang liều mạng lúc lắc hai tay, nhưng là bất luận hắn làm sao động, cái kia hai đầu hai tay nhưng như cũ không cách nào rút ra. Không khỏi sủi cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên giống như mèo vờn chuột giống như nhìn lấy Trác Phàm, khinh miệt nói, hắc hắc hắc. Trác quản gia, người cũng có hôm nay vô kế khả thi chi cảnh a. Vừa mới lão phu theo phía trên cắn ngươi, bị ngươi cúi đầu tránh thoát. Hiện tại lão phu trên dưới cùng công, nhìn ngươi còn thế nào tránh. Nói, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền lần nữa mở ra miệng lớn, hướng phía dưới cắn xé. Đồng thời, phía sau hắn còn rồng kia đuôi, cũng như một cái roi thép giống như, hướng về Trác Phàm trên thân mãnh liệt quất tới. Cái kia chói tai tiếng ong bay giống như từng cái rùi, vào lỗ tai hắn, để hắn nhịn không được đầu đau xót, đồng thời trong lòng càng giật mình. Lấy cái này long đuôi uy lực, nếu là quất ở trên người hắn, chỉ sợ lúc này liền có thể đem hắn quất thành hai nửa. Thế nhưng là hắn như tránh cái này long đuôi, trên đầu long đầu khẽ cắn, cũng như cũng có thể đem hắn đầu một nơi thân một nẻo. Giờ này khắc này, Trác Phàm tránh thức tiến vào tiến thối lưỡng nan, khắp nơi hiểm cảnh chi địa. Lạc gia một phương cũng là mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn lấy hắn, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong, đầy mặt ngưng trọng. Bọn họ muốn xuất thủ đi cứu, nhưng là đối mặt bây giờ kim cương bất hoại Hoàng Phủ Thiên Nguyên, liền Trác Phàm dạng này cao thủ đều thúc thủ vô sách tồn tại, bọn họ lại không biết nên như thế nào xuất thủ mới là, chỉ có thể âm thầm nóng vội, lại bất lực. Mà đế vương môn, U Minh Cốc một phương này, dĩ nhiên đã cười nở hoa, Trác Phàm cái này ác tặc, giết người đào mộ đáng đâm ngàn đao, hôm nay rốt cục muốn giải quyết tại chỗ. Hoàng Phủ môn chủ vạn tuổi, Hoàng Phủ môn chủ uy vũ. U Vạn Sơn bọn người muốn nhịn không được cao giọng hò hét. Bất quá đối mặt cái này kín không kẽ hở hai mặt giáp công, tình thế chắc chắn phải chết, Trác Phàm trong mắt lại không có một tia vẻ sợ hãi. Đồng thời, phải trong mắt, vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ phát sáng. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Hưu. Trong lòng thầm quát một tiếng, Trác Phàm bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa đã là rời đi quái vật này ngoài trăm thước. Mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên một cái miệng khổng lồ bỗng nhiên cắn vào, lần nữa cắn hụt, lại phát ra cái kia đua tiếng leng keng thanh âm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hắn cái kia long đuôi thì là gào thét xẹt qua, phát ra chói tai kêu to, đảo qua giống tuếch phía trước. Nhưng là, cái kia vĩ tiêm xẹt qua một cỗ khí lãng, lại là đột nhiên bắn ra, giống như một chi roi thép giống như, trong nháy mắt đem ngoài ngàn mét một đỉnh núi nhỏ nhấc lên bay ra ngoài. Siêu một tiếng. Liền không thấy tăm hơi. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, mọi người thấy cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên một đuôi chi lực, bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một đuôi co rúm, đến tột cùng khủng bố cỡ nào a? Chỉ là co rúm dư âm liền đem một ngọn núi cho lật tung, nếu là thật sự bị rút chúng, cái kia còn đến. Trác Phàm mí mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm đối diện cái kia hung tàn bóng người, trên đầu cũng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng ở trong tối tử may mắn. May mắn hắn còn có thời gian minh thần đồng tử cái này nhất tuyệt học, không phải vậy vừa mới liền có thể trực tiếp đi tiên phong. Tuy nhiên đối cửu long kim cương thân cái này một thần kỹ có cảnh giác, nhưng thật đang đối mặt lúc, Trác Phàm trong lòng vẫn như cũ giật nảy cả mình. Hắn thực sự không có nghĩ đến, cửu long kim cương thân vậy mà như thế khủng bố biến thái. Khó trách cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc đó khi lấy được bồ đề tu căn lúc, sẽ thả ra có thể đối phó chính mình cùng cổ tam thông hào ngôn, nhìn đến không phải là không có đạo lý. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm để cho mình chập trùng tâm dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng suy nghĩ biện pháp. Tạch tạch tạch, lạnh lùng chuyển qua đầu, phát ra thanh thúy xương bạo âm thanh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạo lấy nhìn về phía cách đó không xa Trác Phàm, cười lạnh nói, hắc hắc hắc. Kém chút quên, người còn có môn tuyệt kỹ này, bất quá. Người coi như di động lại nhanh, có thể có lão phu địa long này thân thể nhanh sao? Vừa dứt lời, nhưng nghe ba một tiếng nổ vang phát ra, Hoàng Phủ Thiên Nguyên sau lưng long đuôi bỗng nhiên hất lên,
hắn toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt hướng Trác Phàm phóng đi, chớp mắt tới gần. Trác Phàm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn một đôi địa long chảo đã là không chút lưu tình hướng đầu hắn vỗ tới. Đồng thời, cái kia roi thép giống như long đuôi, cũng hung hăng hướng hắn quất tới. Trong lòng bất giác giật mình, Trác Phàm không dám liều mạng, vội vàng trong mắt lần nữa ánh vàng lóe lên, biến mất bóng người. Thế nhưng là làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã là chẳng biết lúc nào, lại một lần vung một chút sau lưng long đuôi, trong nháy mắt bắt kịp hắn. Cứ như vậy, Trác Phàm từng lần một thuấn di, Hoàng Phủ Thiên Nguyên từng bước một đuổi sát mà lên, chết cắn không thả, lại là từng bước tới gần, làm cho Trác Phàm mệt mỏi, không có chút nào sức phản kháng. Mọi người gặp này, không khỏi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng cũng càng căng thẳng hơn lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Trác Phàm như thế bất lực tràng cảnh, trong lòng đối với lần này đại chiến thắng lợi, cũng nhất thời mất đi lòng tin. Nếu là Trác Phàm bại trận, bọn họ người ở đây, còn có ai có thể đối phó được Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái quái vật này? Đồng dạng, Trác Phàm trong lòng cũng là khẩn trương, vô luận hắn như thế nào thuấn di, đều không thể thoát khỏi rơi đằng sau truy sát, bị bức phải không thở nổi, căn bản không cách nào phản kích. Cái này với hắn mà nói còn là lần đầu tiên, cũng chứng minh hắn không minh thần đồng còn không có luyện tốt. U Vạn Sơn bọn người thì là một mặt ánh mắt hưng phấn, nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt mừng rỡ nụ cười, đã là ngăn không được lộ ra tới. Hô! Đột nhiên, Trác Phàm sau lưng nhất thời mở ra một đôi quỷ dị màu xanh lam cánh. Lại chính là cái kia lam hải mị ảnh rực. Chỉ một thoáng, từng trận pha trộn ánh sáng màu lam theo cặp kia cánh bên trong vẫy mà ra, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa mới đuổi kịp, liền nhất thời rơi vào cái kia màu xanh lam mị ảnh bên trong, bỗng dưng đã cảm thấy đầu một trận choáng váng. Nhưng là, hắn dù sao đã luyện thành cửu long kim cương thân, lại là thần chiếu đỉnh phong cường giả, rất nhanh liền theo cái này mông lung huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Bất quá! Chỉ là một sát na này chỉ đột, đối với Trác Phàm dạng này cao thủ tới nói, đã đầy đủ. Hắc hắc hắc, cơ hội tốt, cười lạnh, Trác Phàm bỗng nhiên quay người, thừa dịp hắn vừa mới chỉ trệ một tia khe hở, cánh tay phải hồng quang nở rộ, bá nhất quyền đánh vào bộ ngực hắn. Đụng, như sấm sét nổ vang, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thân thể nhất thời liền bị cái này mãnh liệt nhất quyền đánh bay ra ngoài. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trác Phàm khóe miệng hơi hơi hướng lên cong cong. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hoàn toàn lộ ra mừng rỡ nụ cười, sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt nhịn không được mà run lên lên, bất khả tư nghị thì thào lên tiếng, sao? Làm sao có thể, kỳ lân tí uy lực, thế mà. CKIT, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bị một quyền kia đánh ra ngoài ngàn mét, lăng không lật lăn lộn mấy vòng, lại là thân thể ưỡn lên. Bỗng nhiên phanh lại cước bộ, cúi đầu hướng trước ngực mình nhìn xem, lại là nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên một cái khinh thường đường cong. Giờ này khắc này, chỉ thấy bộ ngực hắn chỉ có một cái đạm mạc quyền ấn, lại là không có chút nào tổn thương, tựa hồ liền một chút ra đều không có tổn hại. Khặc khặc khặc, Trác Phàm, đây chính là người thật vất vả bắt đến lão phu một tia trống rỗng toàn lực nhất kích sao? Hừ, quả thực cùng bị con muỗi đinh một chút. Không có gì khác biệt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên phách lối cười to lên, U Vạn Sơn mấy người cũng cùng nhau phất cờ hò reo, không ai bì nổi. Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ chờ một phương mọi người, thì là sắc mặt càng hiện cho tàn. Lúc này Hoàng Phủ Thiên Nguyên, quả thực cũng là không có chút nào sơ hở quái thú, bọn họ đã căn bản không có thủ thắng cơ hội, cho dù là tìm vận may, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Dù sao, vận khí cũng cần đối phương có một yếu điểm điểm yếu, bị ngươi đúng lúc tìm tới mới có thể thủ thắng. Nhưng là bây giờ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên toàn thân cao thấp liền thành một khối, lại là đã vô địch tại thế gian. Trác Phàm các vị các đồng minh, lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Bên ngoài một dặm, Quỷ Vương, Tư Mã Huy cùng Phương Thu Bạch ba người, xa nhìn song phương đại chiến một màn, không khỏi cả kinh càng là trợn mắt hốc mồm, liếc nhìn nhau, quả thực không thể tin được đây là thật. Tuy nhiên chúng ta đều đã ẩn ẩn cảm thấy, cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên thoát thai hoán cốt, thành vì một cái nhân vật khó giải quyết. Nhưng là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn có thể luyện thành cửu long kim cương thân, liền Trác Phàm quái vật này đều đã bị hắn làm cho từng bước lui lại đi. Quỷ Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, thở dài một hơi, cứ như vậy xem ra,
lần này song phương đại chiến, là đế vương môn thắng, sau đó, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thành cho chúng ta lớn nhất đại uy hiếp. Khẽ vuốt một chút râu dài, Tư Mã Huy thở dài nói, ai, sớm biết như thế, chúng ta lúc trước liền nên trợ Lạc Gia một chút sức lực. Bây giờ chỉ Hoàng Phủ Thiên Nguyên một người, liền đã có tính áp đảo thực lực. Ngày sau lại muốn đối phó hắn, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Còn lại hai người nghe đến, đều là tán đồng gật đầu, Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút, đạm mạc lên tiếng, hôm nay thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có cổ tam thông quái vật kia, có thể cùng cái này cửu long kim cương thân nhất chiến. Chỉ là tiểu tử này, từ khi đuổi bắt Trác Phàm bắt đầu, không biết chạy đi nơi đâu. Có lẽ, đã bị Trác Phàm trừ đi, Quỷ Vương bất giác nhẹ hừ một tiếng, hừ lạnh nói, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng tâm trí thượng không thành thục. Gặp phải Trác Phàm như thế cái thực lực chỉ so với hắn yếu hơn một số, nhưng quỷ kế lại là vượt qua hắn cách xa vạn dặm tồn tại, hắn bị tiểu tử kia tính kế bỏ mình, cũng không phải là không thể được sự tình. Ai, vậy liền hỏng bét, không có cổ tam thông, chúng ta như thế nào đối phó cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên? Nguyên bản chúng ta là muốn liên hợp Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cùng một chỗ cầm xuống Trác Phàm, sau đó lại đối phó hắn. Ha ha, hiện tại, chúng ta coi như cùng Trác Phàm liên thủ, cũng không phải cái kia cửu long kim cương thân đối thủ a, chỉ có thể ở nơi này làm nhìn lấy. Bệ hạ kế hoạch, tựa hồ đã phát sinh trạch hướng. Tư Mã Huy cười khổ một tiếng, thở dài. Quỷ Vương hai người nghe đến, khẽ gật đầu, nhưng chờ một lúc, Quỷ Vương lại lắc đầu, thì thào lên tiếng, có điều, vậy cũng chưa chắc, chúng ta nhưng còn có hai người đâu. Người nào? Tư Mã Huy hai người khẽ giật mình, hỏi. Trầm ngâm một chút, Quỷ Vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cắn răng nói, có lẽ các ngươi không biết, nhưng bên cạnh bệ hạ ngũ đại hộ long thần vệ là thật, xác thực còn có hai vị cao thủ tại đế đô. Hai người bọn họ vốn là dùng đến hạn chế cổ tam thông, hiện tại a chỉ sợ muốn đối phó cái này cửu long kim cương thân. Hai người giật mình, càng thêm khó có thể tin. Bọn họ thân là hộ long thần vệ, cũng không biết còn có mặt khác hai cái đồng liêu, quỷ này vương xem ra, lại tựa hồ như chẳng những biết hai người kia tồn tại, còn đối bọn hắn hết sức quen thuộc giống như. Tựa hồ nhìn ra hai người kinh nghi, Quỷ Vương bất giác mỉm cười cười một tiếng, lắc đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ rơi vào nhớ lại, thở dài nói, hai người kia cũng coi là lão phu lão bằng hữu, tại hộ long thần vệ bên trong, tư lịch quá sâu. Các ngươi tới muộn, không rõ ràng cũng có thể thông cảm được. Bằng không, bây giờ đế đô bất ổn, các ngươi làm bệ hạ thật hội mạo hiểm như vậy, bên người không lưu một cái dựa người sao? Nghe được lời này, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tất cả mọi thứ đều tại bệ hạ trong lòng bàn tay a. Chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi như hoàng đế tâm phúc, nhưng hoàng đế nhưng như cũ đem hai cái này hộ long thần vệ sự tình giấu giếm lấy bọn hắn, có thể thấy được hoàng đế cho dù đối bọn hắn cũng không yên lòng. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng ai thán một tiếng, có chút chua chua cảm giác. Một phương diện khác, Trác Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cái thân ảnh kia, ánh mắt híp lại, suy nghĩ lấy đối địch chi sách. Cánh tay phải hồng mang càng thêm sáng chói, thỉnh thoảng lại vung qua vung lại. Hắc hắc hắc, còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Khác phí tâm tư, người quyền đầu thương tổn không lão phu, lão phu cũng là vô địch tồn tại. Cho dù tái chiến tiếp, một lúc sau, người đã định trước hội bại. Trác Phàm, người bại cục đã thành, không đường có thể trốn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chớp chớp huyết hồng mắt tam giác, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Trác Phàm cười lạnh, từ chối cho ý kiến, vẫn tại vung lấy cái kia hồng quang nở rộ cánh tay phải, lạnh lùng nói, vậy nhưng chưa hẳn, lão tử quyền đầu thương tổn không ngươi, vậy lão tử thì giẫm chết ngươi. Giẫm ta, chố mắt nhìn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dương mắt xem hắn hai cái đùi, lại là cười nhạo liên tục, ngươi chỉ bất quá hai cái cánh tay hung mãnh, trên đùi lại không lớn như vậy lực đạo. Nếu là ngươi quyền lực đều không làm gì được lão phu, ngươi cái kia hai cái đùi hữu dụng không? Vậy chúng ta thử một chút, hừ hừ hừ, ta dị cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt lóe lên giảo hoạt ánh sáng. Trong lòng bất giác run lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhìn Trác Phàm tựa hồ cũng chơi không ra hoa chiêu gì, liền không còn nghĩ nhiều như vậy, trong mắt lần nữa chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó. Cái gọi là dốc hết toàn lực,
Coi như Trác Phàm quỷ kế lại nhiều, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng không có cái gì nhiều kiểu có thể hiện được đi ra. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên sau lưng long đuôi lần nữa hất lên, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, chớp mắt tới gần. Mà Trác Phàm lại là một lần thay hình đổi vị, trong nháy mắt đi vào trên đỉnh đầu hắn phương bách gạo chỗ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng lại vung một lần long đuôi, từ dưới mới trong nháy mắt đuổi kịp. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi vào Trác Phàm trước mặt, Trác Phàm khóe miệng cũng đã xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, hiện ra hồng mang nắm tay phải hung hăng hướng phía dưới đập tới. Khinh thường bĩu môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn bản không quan tâm, nâng lên một cái địa long chảo, liền muốn ngăn lại. Thế nhưng là đang lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia hiện ra hồng mang quyền đầu đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc biến lớn. Sau đó cái kia hình thái cũng không còn là một nắm đấm bộ dáng, mà giống như là một con linh thú gót sắt đồng dạng, hướng hắn dẫm tới. Cảm thụ lấy cái kia cổ cương gió thổi vào mặt, uy áp mạnh mẽ như là thiên thần hàng lâm giống như từ trên trời giáng xuống lúc, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới bất giác sợ hãi cả kinh, trong lòng minh bạch, bên trong Trác Phàm tính kế. Giờ này khắc này, hắn chính xông lên phía trên, Trác Phàm hướng phía dưới đè xuống, hắn coi như muốn tránh, cũng không kịp. Mà cái kia màu đỏ gót sắt hạ xuống, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hiện tại hắn thật sự là hối hận ruột đều xanh, sớm biết như thế, hắn liền nên cẩn thận hơn một chút mới là. Mà Trác Phàm thì là cười to liên tục, mục đích hiện hung mang, quát, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, người lão bất tử này, lão tử dẫm chết ngươi. Cụ tượng, trùng thiên kỳ lân chân. Đụng, giống như là một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống giống như, hiện ra đỏ bừng ánh sáng một cái kỳ lân cước, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên trước mặt. Nhất thời liền đem hắn vững vàng đè ở phía dưới, mang theo hắn cùng một chỗ hung hăng lao xuống, phát ra điếc tai bạo hưởng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liều mạng phản kháng, bốn cái địa long chảo, mạnh mẽ hướng lên đỉnh lấy, muốn dừng lại cái này một mãnh liệt cường kích, nhưng là cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Hắn thân thể vẫn tại tốc độ không giảm hướng phía dưới chạy như bay, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn dưới, thanh thế to lớn, mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía lan ra. Nhất thời liền đem một đám cao thủ chấn động đến cùng nhau phun ra đỏ thẫm máu tươi, sợ đến vội vàng hướng sau tránh đi. Mông lung khói bụi, xôn xao, tràn ngập tại cái kia vừa mới hai người đại chiến chỗ. Chờ hết thảy đều bình tĩnh trở lại, bụi mù dần dần tản ra về sau, mọi người lại nhìn sang, lại là nhịn không được cùng nhau tròng mắt co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này. Trác Phàm cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành một chi cao mấy chục trượng che trời trụ lớn, hiện ra làm người ta sợ hãi hồng quang. Phảng phất là giữa thiên địa chi xanh thiên trụ giống như, yên lặng đứng ở đó. Mà Trác Phàm cùng cái này đỏ trụ so ra, lại là như vậy nhỏ bé. Mọi người quả thực không thể tin được, cái này cự cây cột lớn, đúng là theo Trác Phàm tên nhân loại này thân thể bên trong lao ra tới. Nơi xa quỷ vương ba người, nhìn lấy đây hết thảy. Cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, Trác Phàm bản thân đã đầy đủ biến thái, thế mà còn cất giấu như thế biến thái đại chiêu. Khó trách tiểu tử này hội nói với Hoàng Phủ Thiên Nguyên, muốn giết chết hắn. Nguyên lai hắn lại còn có cái chân thứ ba a, mà lại cái này cái chân thứ ba lại không phải nhân loại chân, còn không biết là từ đâu chỉ hung thú trên thân lột xuống đâu. Nhìn chằm chằm Trác Phàm thân thể, sau lưng là cấp 7 linh thú hai cánh. Cái này cánh tay phải lại là một cái khác linh thú gót sắt, thật không biết hắn còn có chỗ nào không phải nhân loại linh kiện. Quái vật! Tất cả mọi người nhìn lấy lúc này Trác Phàm, cũng nhìn không được ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiêng kỵ. Trước kia bọn họ còn có thể đem Trác Phàm coi như là giống quái vật nhân loại, nhưng bây giờ, cái này nha quả thực cũng là giống nhân loại quái vật a. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót. Trong lòng mọi người cảm xúc ngổn ngang. Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các bọn người, tuy nhiên cũng bị Trác Phàm cái này một cụ tượng hóa kỳ lân cước giật mình, nhưng trong lòng càng nhiều lại là mừng rỡ. Dù sao, Trác Phàm đối cái này cửu long kim cương thân, cuối cùng có phần thắng. Bọn họ song phương trận chiến này, cũng có cơ hội thắng. Mà U Vạn Sơn bọn người, thì là sắc mặt âm trầm, trong lòng bỗng nhiên lo sợ lên.
Bọn họ vốn là tại vì Hoàng Phủ Thiên Nguyên trở thành siêu việt Trác Phàm cái quái vật này quái vật, mà cao hứng. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới phát hiện, Trác Phàm căn bản cũng là hất lên ra người quái vật, cái này còn thế nào siêu việt đến. Coi như người cửu long kim cương thân tứ chi toàn bộ hóa thành địa long chảo, nhưng là cùng nhau còn không người nhà một cánh tay to, cái này còn thế nào so a. Trong lúc nhất thời, U Vạn Sơn bọn người liếc nhìn nhau, đều là liên tục cười khổ, cảm thấy mình vừa mới đắc ý, thật sự là cao hứng quá sớm một chút. Trác Phàm tiểu tử này thủ đoạn, quả nhiên không phải đắp, khắp nơi đều ẩn giấu đi huyền cơ a. Nếu muốn đánh bại hắn, nào có dễ dàng như vậy. Không có để ý mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, Trác Phàm chỉ là một mặt dữ tợn nhìn về phía dưới phế tích, một cái kỳ lân cước còn có ý trên mặt đất hung hăng đi loanh quanh. Thẳng đem đã toàn bộ sụp đổ vài trăm mét chi sâu mặt đất, lại đi xuống áp mấy chục mét chi sâu, phảng phất là tại nghiền chết một con kiến giống như. U Vạn Sơn cùng đế vương môn chúng cung phụng nhìn thấy, bất giác khóe miệng một xẹp, sắp khóc đi ra. Vốn là bọn họ môn chủ bị cái này một gót sắt đặt ở dưới đáy, liền đã bỏ mình chưa biết, không biết còn có hay không toàn thây. Hiện tại người còn như thế nghiền hắn một chút. Quả thực cũng là không muốn để cho hắn có một chút mảnh xương vụn lưu lại a, thực sự quá độc ác. Bất quá, Trác Phàm cũng không để ý cái này một số, vô độc bất trượng phu, nếu là hắn tuyệt đối thắng lợi. Răng rắc, Trác Phàm vẫn như cũ đang không ngừng nghiền động, liền mặt đất kia kim cương kiên thạch đều bị nghiền thành bụi phấn. U Vạn Sơn bọn người tâm, thì là từng bước một chìm xuống phía dưới đi, lần này đổi lại bọn họ sắc mặt như cho tàn. Mà Hoa Vũ Lâu chờ Minh Hiếu, tuy nhiên vui mừng Trác Phàm cái này chuyển bại thành thắng cơ hội, nhưng là thấy hắn vẫn như cũ như thế không dừng tay nghiền ép, lại là phát lên một chút không đành lòng chi tâm. Chuyện cũ kể tốt, giết người bất quá đầu chạm đất, người cần gì phải đem người ta nghiền hài cốt không được đầy đủ đâu. Nhưng là Trác Phàm cũng là như thế tùy hứng, như vậy ngoan độc, đối với giống Hoàng Phủ Thiên Nguyên nguy hiểm như vậy địch nhân. Hắn nhưng là tuyệt sẽ không cho đối phương lưu lại một điểm phản công khả năng, tất yếu đem hắn nghiền xương thành cho, mới yên tâm được đến. Rốt cục, Trác Phàm gặp không sai biệt lắm, cánh tay phải hào quang màu đỏ lóe lên, liền lần nữa hóa thành kỳ lân tí, thu hồi lại, nhìn xuống dưới. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lại là để hắn không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng, quá sợ hãi. Chỉ thấy giờ này khắc này. Trác Phàm phía dưới cái kia mảnh cứng rắn vùng núi phế tích, đã là hoàn toàn hóa thành một mảnh đất cát, tất cả đều là bị Trác Phàm cái kia kỳ lân cước nghiền nát. Thế nhưng là tại mảnh này đất cát phía trên, lại là nằm một đạo thân ảnh quen thuộc. Tuy nhiên hắn trên thân xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, cuồn cuộn máu tươi cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu động. Nhưng là không hề nghi ngờ là, hắn còn sống, tuy nặng thương tổn, lại chưa chết. Làm sao có thể? Tại kỳ lân cước toàn bộ uy lực dưới, thế mà còn không tắt thở. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm cũng là vì này kinh ngạc, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Vây xem mọi người thì cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Trác Phàm cái kia kỳ lân cước uy lực, bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày. Dù vậy, thế mà đều không bị nghiền chết, cái này cửu long kim cương thân phòng ngự lực, cũng quá mẹ hắn mạnh đi. Khụ khụ khụ. Bất giác hung hăng ho khan vài tiếng, cuồn cuộn máu tươi từ hắn trong miệng mũi phun ra, ánh mắt trong lỗ tai cũng đang không ngừng bốc lên máu tươi, nhưng là Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại cũng không thèm để ý, mà chính là khó khăn chống đỡ lấy thân thể, liều mạng phía trên cái kia vết thương chồng chất vết rách, đứng lên lần nữa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời Trác Phàm phương hướng, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, nghĩ không ra ngươi còn giữ như thế đòn sát thủ. Bất quá vô dụng. Lão phu thế nhưng là bất tử chi thân. Đi mẹ người bất tử chi thân, người nhà hiện tại bất quá một bộ thân thể tàn phế mà thôi, trọng thương không trị. Lão tử kỳ lân cước lần thứ nhất không có giết chết ngươi, lần thứ hai nhất định giết chết ngươi. Hừ hừ hừ, hiện tại ngươi, nhưng là chỉ có nửa cái mạng a. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý. Nhưng là Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe đến, lại là không thèm để ý chút nào. Lần nữa cười to lên, ha ha ha. Tốt một cái nửa cái mạng, Trác Phàm, người đừng quên, lão phu cửu long kim cương thân, thế nhưng là dựa vào bồ đề tu căn luyện thành. Đây cũng không phải là đồng dạng kim cương thân thể, mà là chân chính bất diệt chi thể.
Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ấn quyết trong tay bỗng nhiên một đánh, gầm thét lên tiếng, cửu long kim cương thân, thứ tám long hồn biến hóa, lật bàn long ngâm. Giống. Một tiếng trường ngâm long ngâm, bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn phát ra. Đón lấy, mọi người liền kinh dị nhìn đến, một đầu bích lục long hồn đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ra, mà đi sau ra du dương chu lên, tại hắn quanh người đi một vòng. Từng đạo xanh mơn mởn ánh sáng liền vung vãi ở trên người hắn, rất nhanh liền dung nhập trong cơ thể hắn. Mà cái kia quanh thân thương thế, cũng trong nháy mắt, hoàn toàn khép lại, thậm chí vừa mới còn như giống như mạng nhện vết rách, bây giờ lại đã liền một chút xíu dấu vết cũng nhìn không ra. Chờ cái kia xanh biếc long hồn lần nữa chui vào trong cơ thể hắn lúc, hắn toàn thân cao thấp đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí cái kia cuồn cuộn khí tức so ngay từ đầu còn cường hãn hơn được nhiều. Song đồng bất giác hung hăng run run, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, rung động không thôi. Đây chính là hắn thứ tám long hồn biến hóa, về thiên địa long, đem bồ đề tu căn dược lực cùng long hồn hợp hai làm một. Kể từ đó, cái này nha thật là thì sẽ không nhận mảy may tổn thương a. Lại thêm cái kia địa long kim cương thân thể, như là không thể đem hắn trong nháy mắt diệt sát, hắn xác thực thật sự là bất tử bất diệt thân thể. Nghĩ tới đây, Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi xa quỷ vương ba người, cũng đồng dạng thấp thỏm trong lòng, ưu tư lo lắng. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên biến thái thực lực, đã để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thật sâu uy hiếp. Dạng này một cái đối thủ, đến tột cùng như thế nào mới có thể tiêu diệt. Cái này, coi như cổ tam thông xuất thủ, đoán chừng cũng bất lực đi. Dù sao, lão quái này vật thế nhưng là đang tùy thời cho mình tăng máu đây, thiên hạ ai còn có thể hao tổn qua được hắn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía quỷ vương nói, cái kia mặt khác hai cái hộ long thần vệ, có đối phó hắn biện pháp sao? Suy nghĩ một chút, quỷ vương đạm mạc lên tiếng, ta chỉ biết là, bọn họ có biện pháp đối phó cổ tam thông, lại giết không hắn. Đối phó hiện tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đoán chừng cũng giống vậy đi. Có thể có biện pháp đối phó quái vật này, cũng là tốt. Còn có thể hay không giết hắn, về sau làm tiếp tính toán đi. Thật sâu hít một hơi, Tư Mã Huy trong mắt chớp động lên tinh quang, thì thào lên tiếng. Trác Phàm yên lặng nhìn phía dưới, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một mặt cười lạnh hoạt động thân thể, vung lấy tay chân, tựa hồ tại hướng hắn khiêu khích đồng dạng. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trên mặt dị thường bình tĩnh, tại suy nghĩ lấy giải quyết con đường. Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt tinh quang ngưng tụ, nhất quyền lần nữa hướng phía dưới vung đi, cánh tay phải trong nháy mắt liền hóa thành kỳ lân cước, hung hăng đạp xuống. Đã còn không có giải quyết con đường, vậy trước tiên ngược hắn một trận lại nghĩ. Coi như giết không chết hắn, tra tấn hắn một phen cũng là vô cùng tốt. Có lẽ tại tra tấn quái vật này trong khoái cảm, liền có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Cái này, thực là Trác Phàm một chiêu hoãn binh chi kế. Trước hạn chế lại đối phương hành động, sẽ chậm chậm suy nghĩ đối sách. Thế nhưng là, hắn cái này một đánh tính toán, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tựa hồ đã sớm biết. Ngay tại cái kia màu đỏ thiên trụ lần nữa buông xuống trước đó, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bỗng nhiên hất lên long đuôi, đạp chân xuống, trong nháy mắt chạy đi. Oanh! Trác Phàm một chân lần nữa nện ở chỗ đó, lại là không có đem Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngăn chặn. Mi đầu nhìn không được run run. Trác Phàm bất giác thầm than một tiếng, tâm đạo quả nhiên không được. Vừa mới hắn có thể đem Hoàng Phủ Thiên Nguyên đè xuống, là bởi vì hai người khoảng cách rất ngắn, hắn chiêu này lại đánh đối phương trở tay không kịp, để hắn khó lòng phòng bị. Nhưng là bây giờ, cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã có chuẩn bị, hai người lại cách xa nhau rất xa. Trác Phàm lại ra một chiêu này, lấy hắn bây giờ cửu long kim cương thân tốc độ, muốn tránh thoát lại là lại dễ dàng có điều. Mà lại, càng hỏng bét là, cái này cũng cho thấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lão gia hỏa này, cũng không có bởi vì chính mình bất diệt chi khu mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại mảy may đều không thư giãn. Một cái từ đầu đến cuối đều cẩn thận có thêm người, mới là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm thầm than một tiếng. Tại hắn chả không nghĩ ra một tia đối sách, đối phương lại không lộ bất luận cái gì chân ngựa lúc, mới là giờ này khắc này. Hắn phải đối mặt tránh thức tuyệt cảnh. Quả nhiên, không đợi hắn đem kỳ lân cước thu hồi, tiếng xé gió vang,
hắn sau lưng đã là đột nhiên xuất hiện một đạo miệng đầy răng nanh huyết tinh bóng người. Trác Phàm, lần này cái kia lão phu ra chiêu, ha ha ha. Nương theo lấy một tiếng cản rỡ cười to, một cỗ chói tai tiếng ong bay đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, không dám thất lễ, vội vã tay trái địa long chảo hướng về sau chặn lại, đụng một tiếng, đem đối phương nhất chảo ngăn lại. Tiếp lấy tay phải vội vàng khôi phục kỳ lân tí, vươn trước một chảo. Phốc, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, Trác Phàm cái kia hồng mang nở rộ trong tay phải, đã là vững vàng nắm một đầu kim cương thiết vĩ. Thế nhưng là nguy hiểm còn không có đi qua, còn có một đạo hắc ảnh, không có chút nào chỉ trệ hướng hắn phóng tới, lại chính là Hoàng Phủ Thiên Nguyên một cái tay khác chảo. Lần này, Trác Phàm hai cái thú chảo đều bị kiềm chế lấy, không kịp trở về thủ, không minh thần đồng cũng không có thời gian sử dụng. Dưới tình thế cấp bách, Trác Phàm chỉ có thể cắn răng một cái, sau lưng hai cái Lam Hải mị ảnh rực cùng nhau hướng về phía trước vừa che. Xoẹt! Phảng phất là vải rách xé nát âm thanh vang lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một cái địa long chảo, đã là không chút lưu tình xuyên qua, cuồn cuộn máu tươi từ cặp kia cánh phía trên chảy xuống. Trác Phàm mi đầu bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ bứt rứt thống khổ đột nhiên phát lên, cũng đã đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá may mắn cái kia Lam Hải mị ảnh rực cũng là cấp 7 linh thú hai cánh, hợp lại cùng nhau, phảng phất là một mặt kiên thuẫn đồng dạng. Cho dù không có hoàn toàn ngăn lại cái này vuốt rồng vồ một cái, nhưng dầu gì cũng đưa nó cản ở bên ngoài, để nó lại không thể tới gần Trác Phàm đầu mảy may. Gắt gao cắn răng, Trác Phàm hai tay cùng hai cánh đều đang không ngừng run rẩy, nỗ lực hướng về phía trước ngăn cản. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thì là cười tâu toét giữ tợn miệng rộng, lòng đuôi cùng hai cái long chảo cũng đang không ngừng đẩy về phía trước tiến, tựa hồ Trác Phàm chỉ cần buông lỏng trễ, hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Muốn vị này cao đại quản ra đầu giống như. Mọi người chung quanh nhìn lấy đây hết thảy, cũng là vạn phần khẩn trương, Trác Phàm thì càng là đem bú sữa khí lực đều xuất ra, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cái kia quái vật khổng lồ đẩy mạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, luyện thành cửu long kim cương thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lực lượng lại hội mạnh đến trình độ như vậy. Lấy hắn thiên huyền cảnh tu vi, cho dù nắm giữ hai cái thú chảo, cũng khó có thể tan tác đối phương cỗ này quái lực. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, xem ra không có cách, rút lui trước đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng có chút không cam lòng nhìn đối diện liếc một chút, tiếp lấy phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng ẩn ẩn lại hiện ra. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy, tâm lý cái nào còn không biết hắn đánh cho tính toán gì, đây rõ ràng chính là muốn trốn a. Lấy Trác Phàm tâm kế, ăn một lần thua thiệt, thì tuyệt sẽ không lại ăn lần thứ hai. Lần này hắn không biết cửu long kim cương thân uy lực, thật vất vả để hắn cùng mình cứng đối cứng. Lần này cần là để hắn chạy, ngày sau hắn lại chỗ nào sẽ còn cùng mình chính diện đối chiến. Đến lúc đó, Trác Phàm mặc dù không phải mình đối thủ, nhưng là thủ đoạn nhiều kiểu chồng chất, tâm cơ khó lường, chính mình cho dù không bị thua tại hắn, cũng rất khó thắng hắn. Lại nói, cùng Trác Phàm ân oán nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Đằng sau nhưng còn có hoàng thất chờ lấy hắn thu thập đây. Nếu là hôm nay không thể đem Trác Phàm cầm xuống, ngày sau như bị Trác Phàm cùng hoàng thất hai mặt giáp công, hắn liền muốn rơi vào bị động. Tóm lại, hôm nay cơ hội, tuyệt đối không thể mất. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo băng lãnh quyết ý, nồng đậm sát khí ngăn không được phát ra. Cho dù là Trác Phàm, cũng không nhịn được thân thể lắc một cái, lạnh run. Bất quá cái này đã không sao cả, hắn phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng đã xuất hiện, lúc này khốn cảnh, đã có thể triệt để thoát khỏi. Ha ha ha, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lão tử không đánh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm phạch một cái biến mất bóng người. Ông, thế nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo vô hình ba động cũng đã truyền đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên nơi này. Có lẽ đạo này ba động rất nhỏ. Nhỏ đến đồng dạng thần chiếu đỉnh phong cao thủ, đều căn bản không sẽ chú ý đến, nhưng là nắm giữ cửu long kim cương thân hắn, lại là hoàn toàn bắt được hết thảy. Một con quái dị long mà thôi hơi hơi động động, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi nứt ra huyết tinh miệng lớn, suy cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Trác Phàm, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cửu long kim cương thân, địa long ba. Giống.
Một tiếng trường ngâm xuất khẩu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bỗng nhiên đối với ngoài ngàn mét một phiến hư không, mở ra miệng lớn, thét dài lên tiếng. Chỉ một thoáng, nhưng gặp một đạo đất cột sáng vàng đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra, chớp mắt liền bay ra ngoài ngàn mét. Mà ở nơi đó, Trác Phàm bóng người cũng vừa tốt xuất hiện tại pháo khẩu kia bưng lên. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi trong lòng kinh hãi, đầu cảm thấy rất ngờ vực. Muốn lần nữa chuyển di, dĩ nhiên đã không kịp. Oanh! To lớn bạo hưởng đột nhiên phát ra, lập lòe ra một mảnh chói mắt ánh sáng. Trác Phàm bị cái kia đạo đất cột sáng vàng trực kích tim, nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp đụng ngã năm ngọn núi lớn, mới tại một mảnh ầm ầm tiếng vang bên trong, bị vùi sâu vào phế tích bên trong. Bụi mù bay múa chân trời, vung lên một mảnh gió lốc, cát vàng tràn ngập, già thiên tế nhật. Chờ hết thảy đều bình tĩnh lại về sau, chỗ đó cũng chỉ có đống loạn thạch xây, phế tích liên tục. Một cỗ đỏ thẫm máu chảy, giống như sông dài giống như từ khe đá ở giữa, cuồn cuộn chảy ra, lại khó khiến người ta cảm thấy một tia sinh sống. Trác quản gia, Cửu Viêm Hải bọn người gặp này, không khỏi gấp, giống to lên tiếng. Hoa Vũ Lâu cùng Tiềm Long các đám người, cũng là đầy mặt ngưng trọng, một mặt lo âu nhìn về phía chỗ đó. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là liếc xéo chỗ đó liếc một chút, cười lạnh, khinh thường nói, hừ, địa mạch Long Hồn chính là đại địa thủ hộ tinh linh, đối địa mạch ba động tương đối quen thuộc. Lão Phu luyện thành cái này Cửu Long Kim Cương Thân, hóa thân địa Long thân thể, đối không gian ba động tự nhiên cũng mẫn cảm đất nhiều. Tiểu tử kia dám ở trước mặt Lão Phu tiến hành không gian di động, thật sự là đụng vào trên họng súng. Hừ hừ hừ, vừa mới Lão Phu cái kia địa Long sóng. Nhưng là chân chính năng lượng trùng kích, tiểu tử kia cho dù là dùng địa long chảo, cũng căn bản không chặn được cái kia cỗ trùng kích lực. Huống chi, vừa mới cái này năng lượng là trực kích bộ ngực hắn. Hiện tại, hắn tuyệt đối đã chết chắc. Hoàng Phủ môn chủ uy vũ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa dứt lời, U Vạn Sơn bọn người liền lập tức liền ôm quyền, cùng kêu lên hò hét nói. Lạc gia cùng Hoa Vũ Lâu đám người, lại là một mặt cho tàn. Nhìn lấy cái kia đã bị máu tươi tràn ngập phế tích, tâm bất giác thẳng tắp chìm xuống phía dưới đi, trong lòng hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa mới lời kia, không giống như là nói khoác chi ngôn, xem ra Trác quản gia thật giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là kể từ đó lời nói, không có Trác Phàm, bọn họ còn nào có phần thắng có thể nói. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người chỉ có vô tận ai thán cùng nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Trong lòng cười lạnh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng không thèm quan tâm bọn họ. Dù sao trong mắt hắn, trừ Trác Phàm bên ngoài, người khác, cho dù là thần chiếu cường giả, cũng bất quá là một số tiểu lâu la mà thôi. Chỉ cần Trác Phàm vừa chết, bọn họ tất nhiên là năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Trận này song phương tranh bá thắng lợi, hắn đã vững vàng nắm trong tay. Nơi xa Phương Thu Bạch ba người nhìn lấy đây hết thảy, cũng là nhìn không được một trận thổn thức. Sắc mặt trừ đều là vô cùng lo lắng bên ngoài, chính là ngăn không được diêu động đầu, ai thán liên tục. Trác Phàm nhất đại kiêu hùng, nghĩ không ra sẽ bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên một chiêu miểu sát. Thực lực này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Sờ mũi một cái, Tư Mã Huy mí mắt khẽ run, nhìn về phía nơi xa quái vật kia bóng người, trong lòng lại cũng sinh ra sợ hãi cảm giác. Quỷ Vương đạm mạc gật đầu. Thở dài, vốn là Cửu Long Kim Cương thân liền đầy đủ để người đau đầu, Kim Cương bất hoại thân thể, rất khó làm bị thương hắn. Nhưng là bây giờ hắn lấy Bồ Đề tu căn luyện thể, lại thành tựu cái này bất diệt chi khu, quả nhiên là so trước kia cổ Tam Thông còn khó đối phó a. Cũng không biết cái kia hai tên gia hỏa, liên thủ lão phu, có thể hay không cùng hắn một đấu. Tiền bối, chỉ sợ cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Phải biết. Năm đó cổ Tam Thông đại náo thiên vũ, bất quá đơn đả độc đấu mà thôi. Hai quyền khó địch tứ thủ, vừa rồi sau cùng bị hạn. Thế nhưng là cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lập chí tranh bá thiên hạ, triều binh mãi mã, chính là một phương chư hầu. Đối phó hắn, nhưng là so đối phó cổ Tam Thông phải gian nan đất nhiều a. Phương Thu Bạch nhìn về phía hai người, ngưng lông mày nói. Hai người khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, cũng là thở dài một hơi. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng lúc này, trên chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại trong tay tranh đấu, ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên phương hướng. Hoặc kiêng kỵ,
hoặc hoảng sợ, hoặc mừng rỡ, hoặc sùng kính, cảm xúc ngổn ngang. Bất quá, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại không quan tâm điểm này, mặc kệ là địch nhân, vẫn là minh hữu thuộc hạ, đều không để vào mắt. Từ khi vừa mới đem Trác Phàm đánh giết về sau, bị mọi người khác biệt ánh mắt chiều bái, hắn liền rõ ràng trắng một cái chân lý. Mặc kệ đối phương là minh hữu còn là địch nhân, cũng không đáng kể, chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai còn dám đối địch với hắn? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai có thể không thần phục tại hắn? Ha ha ha! Trong lòng nhịn không được cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên đạp chân xuống, liền hướng Trác Phàm táng thân cái kia mảnh phế tích phóng đi, nhếch miệng hét lớn, Trác Phàm! Đã ngươi đã bỏ mình, liền đem thứ cửu long thần hồn trả lại lão phu đi. Lão phu muốn đi vào hóa hư cảnh, suốt ngày vũ từ trước tới nay hóa hư đệ nhất nhân. Ông! Thế mà, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thân hình thượng chưa tới. Tại cục đá vụn kia trồng chất phế tích bên trong, một đạo vô hình ba động lại là lần nữa phát ra. Thân thể ngăn không được lắc một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhất thời dừng thân, mãnh liệt xoay người hướng trong hư không nhìn qua. Không thể tin giận dữ hét, Trác Phàm, người còn chưa có chết, cái này sao có thể? Ông! Lại là một tiếng không gian ba động phát ra, Trác Phàm bóng người lúc này xuất hiện ở trong hư không. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Trác Phàm lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu chảy ồ ạt, từng ngụm thở hổn hển, trên ngực cái kia to bằng miệng chén huyết động, càng là dọa người đến đáng sợ. Bất quá, may mà là... Lồng ngực kia huyết động cũng không phải là xuyên qua hắn thân thể. Cho nên hắn mặc dù trọng thương, vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đến cái này, Cửu Viêm Hải bọn người không khỏi lại thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Trác Phàm còn sống, bọn họ một trận chiến này thì có hy vọng. Trác Phàm, người đến tột cùng làm cái quỷ gì? Lão Phù Địa Long sóng chỉ uy, chính là tám đầu long hồn hợp kích chi lực. Coi như người hai cánh tay cường hãn, có thể tại cái này sóng xung kích bên trong may mắn thoát khỏi. Nhưng trên người người hắn bộ phận, tuyệt đối sẽ tại cái này năng lượng trùng kích bên trong, chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành bụi phấn. Cho dù ngươi dùng hai tay ngăn cản, cái kia cỗ lực chấn động cũng sẽ truyền đến trên người ngươi, cản cũng ngăn không được, làm sao lại chỉ chịu điểm ấy thương tổn đâu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không hiểu, trên mặt trừ kinh sợ, cũng là nghi hoặc. Trác Phàm cười lạnh, khinh thường bĩu môi, hừ hừ hừ. Ngươi có địa long sóng, lão tử có kỳ lân cháo. Ngươi cho rằng, ngươi chân năng một chiêu miểu sát ta à, nằm mơ đi. Trác Phàm cúi đầu nhìn xem trên người mình, hơi hơi nổi lên hồng quang, bất giác một trận may mắn. May mắn hắn tại luyện thể đại trận bên trong, đem kỳ lân tí luyện đến trên người mình, không phải vậy hắn cũng không có khả năng toàn thân cao thấp. Bỗng nhiên thêm ra một tầng màu đỏ vòng phòng hộ tới. Không sai, hắn trên thân chấp động tầng này hồng mang, chính là cùng lạc lôi hạp cái kia hồng mang có cùng nguồn gốc, đều là trùng thiên kỳ lân trên thân vòng phòng hộ, chuyên phòng các loại năng lượng thương tổn. Liền thiên đế tử lôi đều bị cái này vòng phòng hộ cản tại ngoại giới, còn có cái gì năng lượng trùng kích, có thể đột phá cái lồng bảo hộ này đâu. Cho nên, Trác Phàm hiện tại mặc dù trọng thương, chỉ là bị cái kia địa long sóng trùng kích gây nên, mà cái kia chấn động năng lượng lại không có mảy may tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu không, hắn thân thể thì thật muốn sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền càng thêm may mắn lần kia lạc lôi hạp gặp gỡ, quả nhiên là được ích lợi nhiều. Thế nhưng là, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là càng ngày càng hung ác. Trác Phàm thủ đoạn càng nhiều, hắn liền càng thêm kiêng kỵ. Tuyệt đối không thể lưu hắn tại thế. Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm không khỏi cười lạnh, cố ý nói, trận này đánh trận, tính ngươi thắng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, liền sau lưng hai cánh một cái, kéo lấy tàn phá thân thể hướng nơi xa chạy cách. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận dữ, dưới chân bỗng nhiên một bước, theo thật sát đuổi theo, mắng to tiểu tử, trốn chỗ nào. Hôm nay lão phu không phải muốn cầm xuống ngươi đầu không thể. Kết quả là, hai người một trước một sau, nháy mắt không thấy tăm hơi. Mọi người thấy một lần, bất giác có chút mộng, cái này hai đại chủ tướng đều rời đi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chỉ có Lãnh Vô Thường tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như, quát to một tiếng, không tốt, đây là Trác Phàm gian kế, rút lui. Thế nào, Lãnh tiên sinh,
Hiện tại chúng ta tình thế một mảnh rất tốt, đối phương khí thế yếu dần, vì sao muốn rút lui? U Vạn Sơn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường, khó hiểu nói. Mi đầu hơi hơi run run, Lãnh Vô Thường mặt sắc mặt ngưng trọng, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, thật lâu, mới có chút bất an nói, lão phu cũng không nhiều xác định, nhưng là như vậy tràng cảnh, để lão phu không khỏi nhớ tới lần kia Bách Gia tranh minh nhất chiến. Mí mắt nhìn không được nhất động, U Vạn Sơn bọn người tựa hồ cũng là run lên trong lòng, tốt như nhớ tới cái gì. Xem ra các người cũng có chút cảm giác, cùng lần kia một dạng, Trác Phàm thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì, các người hẳn là sẽ không quên đi. Lãnh Vô Thường khẽ cắn môi, trong lòng bất giác run sợ một hồi. U Vạn Sơn mấy người cũng là ngơ ngác gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe qua một đạo vẻ hoảng sợ. Thì thào lên tiếng tuyệt cảnh phùng sinh, chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ nói, Lãnh tiên sinh, lần này hắn cũng thế. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã trọng thương, không có chút nào chống đỡ chi lực. U Vạn Sơn có chút không cam lòng lắc đầu, nhưng là rất nhanh nhưng lại khẽ giật mình, ngơ ngác nói, bất quá lần kia Bách Gia tranh minh, hắn giống như cũng là như vậy. Không, là so hiện tại tình cảnh còn muốn tuyệt vọng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ thắng. Đánh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ thương tích đầy mình, chết không có chỗ chôn. Cái gì, Lãnh tiên sinh, người nói là hắn lần này cũng là giả vờ thất bại, thiết lập hạ bẫy dập. Nghiêm Bá Công giật mình, thân thể đồng dạng nhịn không được run rẩy. Từ khi lần kia Bách Gia tranh minh về sau, Trác Phàm âm độc tàn nhẫn thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại to lớn tâm lý. Nếu là người khác lời nói, tại loại này tình cảnh dưới, hẳn là đầu một nơi thân một nẻo. Lại không lật bàn khả năng, chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, Trác Phàm lại là cái dị số. Chỉ cần hắn còn có một hơi tại, sự tình gì làm không được a? Trác Phàm lật tay thành mây trở tay thành mưa bản sự, bọn họ cũng đã gặp qua rất rất nhiều. Đầy mặt nghiêm túc lắc đầu, Lãnh Vô Thường lại là thở dài, bất đắc dĩ nói, việc này lão phu cũng không lớn xác định. Tiểu tử này xem như ít có mấy cái lão phu nhìn không thấu người. Chỉ là có một chút là xác định, coi như Trác Phàm lần này thật là thực sự bại, nhưng hắn bại trốn, lại là cố ý gây nên. Đây là một kế, điệu hổ ly sơn. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác trong lòng run lên, quay đầu hướng song phương trận doanh nhìn qua, mới thình lình phát hiện. Không có Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái này nhất tuyệt mạnh cao thủ, bọn họ lại hơi hơi rơi xuống hạ phong. Cái này muốn là song phương cao tầng khai chiến, bọn họ tuyệt đối chiếm không bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại phải bị thua thiệt. Dù sao tổng thể mà nói, song phương cao thủ đều tại một cái cấp bậc phương diện phía trên. Chỉ bất quá lạc ra mấy cái kia hung sát, lại là quá khó chơi. Không nói trước Cửu Viêm Hải Tuyết Thanh Kiến hai người này xuất thủ, một chiêu miểu sát một vị đế vương môn thần chiếu cung phục, giống như chơi đùa. Vẻn vẹn là ma sách tứ quỷ cái kia bốn cái tiểu quái vật, cũng đủ để cuốn lấy hơn 20 vị thần chiếu cao thủ, để bọn hắn phân thân pháp thuật. Kể từ đó, song phương một khi khai chiến, bọn họ nhất định thương vong thảm trọng. Đến lúc đó coi như Hoàng Phủ Thiên Nguyên gấp trở về, bọn họ thắng, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Vừa nghĩ tới sau cùng, còn muốn đối mặt Hoàng thất tiêu diệt, bọn họ thật là không chịu nổi. Sau đó các vị cao tầng liếc nhìn nhau về sau. Lại nhìn về phía Lãnh Vô Thường, đều là âm thầm gật gật đầu, xem như đồng ý. Thế nhưng là, bọn họ nơi này đồng ý, lạc gia bên kia còn không đáp ứng đâu. Tựa hồ sớm đã tài liệu cho tới bây giờ cục diện, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người không khỏi lẫn nhau nhìn xem về sau, đều là lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Sau đó, Cửu Viêm Hải hét lớn một tiếng, lạc gia đồng minh chư vị huynh đệ, cùng tiến lên, nghiền ép bọn họ. Cửu trưởng lão, chúng ta bây giờ khí thế chính yếu, làm sao có thể? Mỗ mỗ giật mình, đuổi vội vàng kêu lên. Tuyết Thanh Kiến lại là bật cười một tiếng, khoát khoát tay, che miệng nói, ô ô u, truyền thuyết thiết nương tử không sợ trời, không sợ đất, làm sao lúc này thì khúm núm lên? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra, không có cái kia hai cái quái vật vướng bận, trước mặt cục thế đối với chúng ta có lợi không ít sao? Thì coi như chúng ta thảm thắng, đó cũng là thắng A. Hi hi ha ha, mỗ mỗ sững sờ, dương mắt nhìn lên, quét song phương tất cả mọi người liếc một chút, bất giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo quả là thế.
vừa mới hắn cùng hắn hai nhà gia chủ một dạng, đều vì Trác Phàm bại trận mà thần thương tâm sầu, lại là hoàn toàn không có phát giác được. Đánh rơi cái kia hai cái mạnh thực sự không tưởng nổi cao thủ, bọn họ bên này thực lực, lại so với đối phương, còn hơi chút mạnh một chút, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, Mỗ Mỗ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến hai người, cầu chứng đạo chẳng lẽ. Trác quản gia vừa mới, là giả vờ thất bại. Ây! Hai người bất giác khí tức trì trệ, hai bên lại nhìn xem về sau, mới cười khổ gật gật đầu. Thực hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Trác Phàm như ra sát thủ, tuyệt sẽ không mềm tay. Nếu là bại, vậy liền thực sự bại. Thế nhưng là bại không sao cả, mấu chốt là nắm chặt chuyển bại thành thắng cơ hội. Mà cái này một cơ hội, cũng là Trác Phàm hậu thủ. Bất quá, vì khích lệ sĩ khí, Cửu Viêm Hải hai phu phụ, cũng chỉ có thể láo xưng Trác Phàm là giả vờ thất bại. Nghe được lời này, Mỗ Mỗ bọn người không khỏi lập tức sắc mặt hồng nhuận, tinh thần trong nháy mắt phấn khởi, hướng mọi người gào thét lớn, trong bọn họ Trác quản gia diệu kế, chúng ta phía trên. Giống, Lạc gia đồng minh một phương, lúc này còn một trận uể oải đây, thế nhưng là nghe xong lời ấy, lại là trong nháy mắt kịp phản ứng, không khỏi cùng nhau hét lớn một tiếng, quần tình trong nháy mắt sục sôi lên. Vốn là song phương quyết chiến, người cầm đầu bại trận, nhất định ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng là bây giờ, mọi người đều biết Trác Phàm là giả vờ thất bại, lại vừa nghĩ tới Trác Phàm ngày thường xảo trá, phản mà không có một người tin tưởng hắn là thất bại, đều cho rằng đây là hắn kế sách, bất giác sĩ khí đại trấn. Như sóng triều đồng dạng, hướng đối phương tiến lên. Mà đối phương trận doanh nghe được lời này, lại là từ lúc trước phấn chấn, nhất thời mộng. Đây là Trác Phàm quỷ kế, vậy chúng ta chẳng phải là đã ngã vào người ta bẫy dập. Nghĩ như vậy, đế vương môn phương này mọi người không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn về phía những người quyết định kia. Thế nhưng là những người quyết định này cũng là vừa nghe đến Lãnh Vô Thường cái suy đoán này, không giống Cửu Viêm Hải bọn họ là ấn Trác Phàm bố trí mưu đồ đã lâu, chính mình còn tại choáng váng, chỗ nào còn có thể chú ý đến chỉnh đốn phe mình sĩ khí. Kết quả là... Mọi người thấy những người quyết định kia mặt mũi, chỉ là giống như bọn hắn chấn kinh cùng mê mang. Chỉ một thoáng, đế vương môn phương này tâm nhất thời rớt xuống ngàn trượt, thậm chí, có người đã là cho là mình môn chủ đuổi theo Trác Phàm, căn bản chính là bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại, đã rơi vào người ta tuyệt mệnh trong cạm bẫy. Tuy nhiên bọn họ môn chủ rất lợi hại, nhưng là không ngăn nổi Trác Phàm cái này nha tâm cơ khó lường a. Tưởng tượng năm đó đại công tử thực lực bọn hắn siêu quần, lấy 4 địch 1, còn không phải cũng bị tiểu tử này cho chơi chết sao. Vừa nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt liền một mảnh cho tàn, trong lòng lo sợ. Nơi nào còn có một chút sĩ khí, căn bản là đã là đề không nổi mảy may tinh thần. Mà xem xét lại đối diện, thật sự là khí vũ hiên ngang, sôi trào mãnh liệt a. Tựa hồ mỗi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt. Đều như muốn giết chó làm thịt trâu một dạng, mài đao xoèn xoẹt. U Vạn Sơn gặp này, không khỏi nhìn về phía Lãnh Vô Thường, hận mắng một tiếng, hắn nãi nãi, cái này hai bên khí thế làm sao lại ngược lại. Như thế tình cảnh, chúng ta coi như muốn rút lui, cũng không kịp, tất nhiên sẽ bị phía sau bọn họ truy sát, thương vong một mảng lớn, còn không bằng chính diện quyết chiến tốt. Ai, cái này Hoàng Phủ môn chủ cũng thế. Làm sao lại bên trong đơn giản như vậy điều hổ ly sơn chi kế đâu? Đúng vậy a, môn chủ hắn sao hội dễ dàng như vậy trúng kế? Lãnh Vô Thường cười khổ một tiếng, thở dài. Nhưng là hắn tâm lý lại hết sức rõ ràng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ở đâu là trúng kế, hắn căn bản chính là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Giờ này khắc này, trong lòng hắn, Trác Phàm so một trận chiến này thắng bại còn trọng yếu hơn. Nói cách khác. Một trận chiến này coi như đế vương môn cao thủ đều xài hết đều không muốn gấp, chỉ cần đem Trác Phàm giết, hắn coi như thắng. Hắn, đối với mình Cửu Long Kim Cương thân, đã là quá mức tự tin. Thật sự cho rằng, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, liền có thể thiên hạ vô địch. Ai, môn chủ A, ngài là bị đánh bại Trác Phàm thắng lợi, choáng váng đầu óc sao? Chẳng lẽ ngươi quên, 300 năm trước cổ Tam Thông sao? Lãnh Vô Thường mặt hiện thần sắc lo lắng, than dài liên tục. Mà cũng ngay một khắc này, song phương cao thủ, chân chính đụng vào nhau. Thất thải Vân La trưởng. Nghiêm Bá Công phía trước kẻ cầm đầu,
khoát tay liền phát ra 7 đạo xương độc, muốn chế áp toàn trường. Thế nhưng là, hắn xương độc vừa mới hướng đối diện mãnh liệt phun ra, Lạc Gia trong trận doanh, lại đồng dạng phun ra một cỗ dị sắc rực rỡ vân vụ, trong nháy mắt liền đem hắn 7 đạo xương độc áp trở về. Cửu cửu ảo tưởng la trường. Nghiêm Tùng cười lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, cái kia cỗ vân vụ liền một hồi biến mất không thấy gì nữa, một hồi lại xuất hiện ra, đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chẳng những đem cái kia thất thải vân la trưởng xương độc cho hấp thu, còn chẳng hiểu ra sao cảm nhiễm không ít cao thủ. Thậm chí liền thần chiếu cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi, lúc này liền cảm giác khí tức trì trệ, trên thân nguyên lực bắt đầu ngưng kết không động, thực lực nhất thời hàng hơn phân nửa. Cái kia, đó là cái gì độc trưởng? Nghiêm Bá Công bất giác giật mình, chắc lưỡi một cái, hét to lớn tiếng. Nghiêm Tùng lại là cười lạnh, sờ sờ khóe miệng ria mép, khinh miệt nói, hắc hắc hắc. Điện chủ, đã lâu không gặp, lão phu cùng trác quản gia học bộ này huyền giai vũ kỹ, cửu cửu ảo tưởng la trường, so với mình dược vương điện thất thải vân la trường, nhưng là mạnh mấy phần ư. Người nhà tên phản đồ, lại còn có mặt xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Nghiêm Bá Công hung hăng khẽ cắn môi, mắng to lên tiếng. Nghiêm Tùng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, lạnh lùng nói, Nghiêm Bá Công, vốn là ta còn kính ngươi là nhất gia chi chủ, không muốn đối phó với ngươi. Nhưng là lão phu rời đi dược vương điện về sau, ngươi là như thế nào đối đãi đổ nhi ta? Hừ, hôm nay lão phu thì cùng ngươi thật tốt tính toán khoản nợ này. Tính sổ sách, các ngươi hai sư đồ đều là dược vương điện phản đồ. Bổn tọa hôm nay liền muốn thay liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ. Giận quát một tiếng, Nghiêm Bá Công lúc này đạp chân, hướng Nghiêm Tùng mãnh liệt tiến lên. Nghiêm Tùng cũng không nhát gan, phản vọt lên. Oanh! Trong chốc lát, hai người song trưởng tướng đến, đều là xương độc đầy trời, phương viên ngàn mét bên trong, không người dám tới gần hai người. Chỉ bất quá, cái kia thất thải vân la trưởng Nghiêm Tùng cũng đã biết, lại là quen môn quen đường, lẫn mất nhẹ nhõm. Vui vẻ tự tại, chẳng phải quan tâm. Nhưng là Trác Phàm dạy cho Nghiêm Tùng cửu cửu ảo tưởng la trưởng, lại là thiên biến vạn hóa, còn có 9981 loại độc tố che giấu bên trong, khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá trong chốc lát, Nghiêm Bá Công liền đã toàn thân màu sắc sặc sỡ, độc tố nhập thể, khổ không thể tả. Đồng dạng là phóng độc cao thủ, hắn tự nhiên biết, độc trưởng uy lực cùng đáng sợ. Thế nhưng là đối mặt cái này so với bọn hắn dược vương điện thất thải vân la trưởng còn quỷ dị độc trưởng, hắn lại là đột nhiên mắt trợn tròn, mấy lần trốn tránh đều bị này quỷ dị trưởng pháp đánh tới trên thân, trong nháy mắt thực lực giảm lớn. Lại là càng đánh càng áp chế, nhanh muốn khóc lên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Nghiêm Tùng từ nơi nào làm đến như thế một bộ cao minh độc trưởng. Luận luyện đan dùng độc. Bọn họ dược phương điện không phải thiên vũ đệ nhất à, làm sao? Khóe miệng bất giác một xẹp, lại một liên tưởng đến người Lạc Gia mỗi vị cao thủ một bộ ngưu bức vũ kỹ. Nghiêm Bá Công cuối cùng minh bạch, Trác Phàm cái quái vật này, nhà hắn mở thư viện à, tại sao có thể có nhiều như vậy cao thâm công pháp vũ kỹ đưa người a, liền mẹ hắn độc trưởng như thế hy hữu vũ kỹ đều có. Thật sự là gặp quỷ. Nghiêm Bá Công trong lòng thầm mắng. Nhưng sắc mặt lại là càng ngày càng mờ nặng, rõ ràng chúng độc đã sâu. Song phương đại chiến, như sóng biển đồng dạng đụng vào nhau, tiếng kêu giết rầm trời. Lúc này, ai có thể tiên cơ áp đối phương một đầu, chiếm tiên cơ, liền có thể đến như mặt trời giữa trưa chi khí thế, trưởng khống toàn bộ chiến cục quyền chủ động. Mà không hề nghi ngờ là, dùng độc cao thủ, tại một trận đại chiến bên trong, lại là nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tuy nhiên Trác Phàm chính mình nhìn không lên dùng độc người, cảm thấy luyện độc tu giả tại cao thủ đối chiến bên trong, sẽ không chiếm đến thượng phong. Nhưng là đối với diệt sát một bầy kiến hôi, lại là không có cái gì thủ đoạn, có thể so sánh độc dược thoải mái hơn đơn giản. Càng là như vậy đại quy mô quần đấu bên trong, phóng độc cao thủ nếu là thực lực rất mạnh mẽ, nhất định là chế bá toàn trường tồn tại, trở thành làm cho tất cả mọi người run rẩy không ngừng tử thần. Nghiêm Bá Công thân là dược phương điện điện chủ, rất hiển nhiên muốn gánh vác cái này nhân vật trách nhiệm, vì bản môn thật tốt lộ cái mặt mặt. Thế nhưng là, đối mặt phản đồ Nghiêm Tùng càng thêm mạnh mẽ độc trưởng đánh tới, hắn không những không có có thể trở thành chế áp toàn trường tiên phong, ngược lại mình bị đánh cái mặt mày xám xịt, da mặt bị ba ba quạt, thế mà chính mình cũng cho chúng độc,
Cái này khiến hắn tấm mặt mo này, không biết muốn hướng chỗ nào phóng. Đường đường Dược Phương Điện điện chủ, bình thường đều là phóng độc hại người, hiện tại thế mà bởi vì độc trọng thương, lại không thể ngăn lại Nghiêm Tùng xương độc, cho nên tại đế vương môn nơi này một mảng lớn vào tới phía trước nhất cao thủ ào ào trúng độc, bại quay trở về, lại là không mặt mũi lại đối mặt phe mình minh hữu. Mà U Vạn Sơn bọn người nhìn thấy phía trước xương độc tràn ngập, vội vàng lui lại, không còn dám xông đi lên. Chỉ có 10 cái thần chiếu cao thủ, trận chiến lấy thực lực cường hãn, không sợ loại độc này, bỗng nhiên xông vào trong làn khói độc, muốn đem Nghiêm Tùng cái này kẻ cầm đầu cầm xuống. Bởi vì chỉ có bắt lấy hắn, bọn họ đại quân mới có thể lần nữa vào tới trước. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ tìm tới Nghiêm Tùng bóng người, lạc ra một phương này, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người, đã là mang theo mới tổ kiến thần chiếu trưởng lão đoàn, toàn bộ đem bọn hắn đánh trở về, làm cái mặt mày xám xịt. Mà lại, cái này còn không phải lớn nhất để bọn hắn ảo não sự tình. Để bọn hắn tránh thức phiền muộn, lại hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây là, Trác Phàm cái kia tự ý đào khác người góc tường bẩn thỉu hoạt động, rất rõ ràng bị lạc ra toàn bộ kế thừa xuống tới. Phải biết, từ khi đem U Minh Cốc, Dược Phương Điện ba nhà tiêu diệt về sau, lạc gia trưởng lão đoàn liền được đến như hoàng hà như vỡ đê mãnh liệt mở rộng. Những cái kia mất đi gia viên ba nhà cung phụng cùng trưởng lão, tại Trác Phàm dâm uy bức bách phía dưới, có thà chết chứ không chịu khuất phục, đành phải bị lấy ra làm giết gà dọa khỉ giáo tài. Mà có, cứ như vậy không thể làm gì khác hơn thuận theo, trở thành Trác Phàm đầy tớ. Thế nhưng là còn có một số cao thủ, lại là tại ba đại thế gia tiêu diệt chiến bên trong trốn tới, lại trở lại mỗi người gia chủ bên người. Những cao thủ này, cùng lạc gia những thứ này tân nhiệm tù binh trưởng lão đều là quen biết cũ, có còn quan hệ không tệ. Cứ như vậy, ỷ vào Nghiêm Tùng độc trưởng phía trước mở đường, lạc gia trận chiến đầu tiên đánh ra ưu thế tuyệt đối về sau, ấn Trác Phàm cái kia âm hiểm nước tiểu tính, bước kế tiếp không phải thừa thắng xông lên, mà chính là bắt đầu công tâm. Dù sao, chó cùng rứt dậu, đem những cao thủ này làm cho gấp, ao ao tự bảo, vậy mình phương này tổn thất cũng sẽ tương đương thảm trọng. Cho nên Trác Phàm tại khai chiến trước, thì sớm đã bố trí tốt hết thảy, dạy cho người chủ trì, công tâm mà không đối đầu, đây là trước đó sách vậy. Kết quả là, tại mảnh này kêu giết từng trận trên chiến trường, có chút xó xỉnh chỗ, phản mà xuất hiện cực kỳ ấm áp tràng diện, giống như lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng, tự lên giao tình. Đại ca, ngươi làm sao trở thành người lạc gia? U Minh Cốc Tam Cung Phụng, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt lão giả kia, khó có thể tin nói, ta còn tưởng rằng ba người các ngươi, đã bị Trác Phàm cho. Bất giác cười khổ lắc đầu, cái kia ngày xưa U Minh Cốc Đại Cung Phụng, bất giác thở dài, ai, một lời khó nói hết a. Tóm lại, chúng ta bây giờ đều là người lạc gia. Cái kia Trác Phàm tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng chỉ cần không chọc hắn sinh khí, ngày bình thường đối với chúng ta, vẫn là man chiêu hiền đãi sĩ. Mà lại, sẽ còn đưa tặng các loại công pháp vũ khí, toàn bộ thiên vũ tìm cũng không tìm tới đồ tốt. Tin tưởng rất nhanh, ba người chúng ta không ra 50 năm, liền có thể hướng hóa hư cảnh rảo bước tiến lên. Bất giác sợ hãi cả kinh, cái kia Tam Cung Phụng không khỏi chắc lưỡi một cái, ngơ ngác nhìn hắn, cái này sao có thể. Đại ca, người không phải nói bằng vào chúng ta tư chất, kiếp này vô vọng chạm đến hóa hư cảnh cánh cửa sao. Ha ha ha. Đó là trước kia, bằng vào chúng ta U Minh Cốc tài nguyên tu luyện, xác thực làm không được. Nhưng là hiện tại tiến lạc gia ta mới phát hiện, nguyên lai cái gì ngự hạ bảy thế gia, đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lạc gia cái kia nội tình, đoán chừng liền hiện nay hoàng thất cũng không sánh bằng. Cái kia quý hiếm dược tài, trồng chất tại nhà kho bên trong, nhất giới chỉ, nhiều vô số kể. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Mỗi ngày sự tình cũng là mang theo một đám luyện đan đệ tử, tại bên trong đan phòng luyện dược, làm sao luyện đều luyện không hết. Nghe nói mấy tháng này, cha quản gia muốn đuổi chế một nhóm linh đan, vì thành công dẫn, càng là dùng lục phẩm dược tài, luyện chế tam phẩm đan dược, trọn vẹn gần 100.000 số lượng. Chậc chậc, thật sự là phung phí của trời, nhà giàu a. Đại Cung Phụng một mặt tán thưởng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ánh sáng. Nhưng là cái kia Tam Cung Phụng dĩ nhiên đã hoàn toàn nghe ngốc, làm sao cái này lạc ra, một cái tam lưu thế gia xuất thân gia tộc, như thế ngưu bức sao. Này đến bao hàm, đừng nói ngự hạ thất gia ngàn năm nội tình,
đoán chừng liền toàn bộ thiên vũ ngàn năm nội tình cùng nhau, cũng không sánh nổi a. Tựa hồ nhìn ra hắn rung động trong lòng, đại cung phụng không khỏi sờ sờ ria mép, đột nhiên nghiêm túc nói, lão tam, bây giờ ngươi ta đều vì chủ, lão phu thực sự không muốn theo ngươi động thủ, miễn cho thương tổn ngươi ta huynh đệ chi tình. Hiện tại lão phu có ba cái lựa chọn cho ngươi, một là cứ vậy rời đi nơi này, ai cũng không giúp, ẩn cư sơn lâm, như vậy không hỏi thế sự, hai là tiếp tục lưu lại chiến trường tác chiến, như vậy lão phu thân là Lạc gia trưởng lão, cũng chỉ có cùng ngươi đao binh đối mặt. Mà ba, cũng là ngươi cũng thêm vào Lạc gia, chúng ta tứ huynh đệ vẫn tại cùng một chỗ. Cái này, tam cung phụng khẽ giật mình, trong lòng có chút do dự. Tốt ha, đã ngươi không nguyện ý, lão phu hy vọng ngươi có thể cứ vậy rời đi. Chúng ta bốn người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, lão phu thực sự không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn tràng diện. Đại cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Nghe được lời này, tam cung phụng vội vàng khoát khoát tay, vội la lên, không không không, đại ca, ngài đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngài vừa mới nói, là thật sao? Tam cung phụng trong mắt lóe nóng rực ánh sáng, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm khô quắt bờ môi. Đương nhiên, lão phu cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy, lúc nào đã nói láo. Cổ bất giác cứng lên, đại cung phụng bình tĩnh nói, lão tam, nói thật với ngươi a, chắc phàm người này hùng tài vĩ lược, toàn bộ đại cục sớm đã làm ra tinh diệu bố trí. Ngươi cho rằng đế vương môn thật có thể thắng được hắn sao? Nhìn xem hiện tại chiến cục a, Lạc gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà lại cái kia hoàng phủ thiên nguyên cho dù mạnh hơn, đuổi theo cũng là giữ nhiều lành ít. Thiên hạ, cuối cùng nhất định là Trác Phàm, thiên vũ các đại thế gia, đều sẽ bị hắn cùng nhau càn quét. Bao quát những thứ này minh hữu. Nói đến đây, đại cung phụng dị thường nhỏ giọng, lẩm bẩm nói, Trác quản gia từng tại Lạc gia chính mình cao tầng bên trong mưu đồ qua, về sau thiên vũ sẽ chỉ nhất gia độc đại. Lão phu không hố ngươi, ngươi bây giờ đưa tới, còn có thể lăn lộn cái trưởng lão. Về sau ngươi coi như muốn ném, đoán chừng cũng sẽ không muốn ngươi. Cái gì, nhất gia độc đại, Trác Phàm dã tâm thật sự là không nhỏ. Không khỏi cả kinh chép miệng một cái, tam cung phụng trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật lâu mới mãnh liệt gật đầu một cái, một mặt chân thành tha thiết nhìn về phía đại cung phụng nói, đại ca, tiểu đệ không đành lòng ngươi ta huynh đệ tương tàn, chỉ hy vọng có thể cùng đại ca ngươi nhóm lại cùng một chỗ, chung nâng đại sự. Tốt, lão tam, đây chính là vi huynh mong ngóng sự tình. Một phát bắt được bàn tay hắn, đại cung phụng một mặt kích động gật đầu, sau đó theo trên thân xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, bên trong thoát ra một đầu màu đỏ huyết tằm, thản nhiên nói, huynh đệ, muốn nhập Lạc gia, trước phục huyết tằm, đây là quy củ. Ách, cái này. Do dự một chút, tam cung phụng trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhìn đến đại cung phụng cái kia kiên định sắc mặt, hắn liền biết, vô luận như thế nào hắn đều phải ăn vào cái đồ chơi này. Vừa nghĩ tới Lạc gia cái kia khổng lồ tài nguyên tu luyện, tam cung phụng không nói hai lời, trực tiếp cầm xuống cái kia tàm trùng thì nuốt vào. Đại cung phụng gặp này, không khỏi cười lớn một tiếng, tiếp lấy huynh đệ hai người đem tay đảo ngược đế vương môn phương hướng đánh tới. Cùng một thời gian, trên chiến trường các ngõ ngách, đều tại làm lấy dạng này giao dịch. Nói là huynh đệ tình nghĩa, chỉ là lấy lợi dụ lôi kéo thôi. Dù sao những người này đều là không nhà để về người. Chính phát sầu tương lai tu luyện tư nguyên từ nơi nào làm đây. Thấy một lần Lạc gia cái này tòa kim sơn hướng bọn họ vẫy chào, còn không lập tức ôm lấy cái này bắp đùi. Lại thêm có trước kia đồng liêu làm đảm bảo, bọn họ liền càng thêm tín nhiệm. Kết quả là, chỉ là ngắn ngủi một trận đại chiến xuống tới, còn chưa qua nửa ngày thời điểm, U Vạn Sơn bọn họ thì phát hiện không hợp lý. Làm sao những cái kia chính mình cung phụng trưởng lão xông đi lên. Không có đánh bao lâu thời gian, thì quay giáo nhất kích, bắt đầu hướng chính mình đánh tới, vậy mà lâm trận chạy trốn nhanh như vậy, còn lớn hơn phê số lớn, điều này không khỏi làm bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn. Thật lâu, mới phản ứng được, vội vàng lui về. Cuộc chiến này mẹ hắn không có cách nào đánh, đối phương ở đâu là tại muốn tiêu diệt bọn họ, rõ ràng cũng là tại từng miếng từng bước xâm chiếm bọn họ. Này lên kia xuống dưới. Bọn họ còn nào có một tia phần thắng có thể nói. Chẳng qua là bị đối phương, toàn bộ chiếm đoạt thôi. Nghĩ tới đây, lãnh vô thường cũng là trong lòng một trận cảm thán,
Cái này Trác Phàm công tâm thuật mạnh, thật sự là thế gian ít có. Chỉ là, hắn còn không biết, Trác Phàm đến tột cùng là dùng cái gì cớ công tâm. Nếu không không có khả năng dạng này, trong thời gian ngắn đào chân tường, còn một đào một nhóm lớn a. Đi, hồi đế vương môn lại tính toán sau. Lãnh Vô Thường khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, đế vương môn một phương thì vừa đánh vừa lui rời đi, Lạc Gia phương này thì là nhân cơ hội truy đuổi. Nơi xa Quỷ Vương ba người, nhìn lấy cái này một quỷ dị tràng diện, cũng là không cảm thấy hoàn toàn ngây người. Cái này, đây là náo loại nào? Lạc Gia đến tột cùng cho bọn hắn thi cái gì chú, xúi dục cũng quá nhanh đi. Quỷ Vương ngơ ngác nhìn về phía hai người cũng là một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, đều là không rõ ràng cho lắm. Rất lâu, Phương Thu Bạch mới thở dài một tiếng, lắc đầu, đào chân tường kỹ thuật nhà nào mạnh, Phong Lâm Thành Lạc Gia tìm Trác Phàm a. Gương mặt nhịn không được co lại, Quỷ Vương hai người nhìn Phương Thu Bạch liếc một chút, trong lòng không còn gì để nói. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại xác thực chuyện như vậy, trận đại chiến này tuy nhiên không phải Trác Phàm tự mình chỉ huy động thủ, nhưng là rất rõ ràng, tất cả mọi thứ bố cục, đều là an bài tốt. Đế vương môn bên này, đem đại chiến cơ hội thắng, đều đặt ở Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cửu Long Kim Cương thân phía trên, thế nhưng là Trác Phàm trừ chính mình thực lực bên ngoài, còn có lưu một cái hậu thủ. Hoặc là nói, tại một trận chiến này phía trên nhìn, hắn cái này hậu thủ, lại là so hắn chính mình thực lực còn trọng yếu hơn được nhiều. Tại điểm này, Trác Phàm lại cao hơn Lãnh Vô Thường một mảng lớn. Ai, lại là lấy chính mình làm mồi câu thủ đoạn. Lắc đầu, Phương Thu Bạch bật cười ra tiếng, chiêu này Trác Phàm tiểu tử kia tại Bách Gia Tranh Minh phía trên dùng qua, lại là lần nào cũng đúng. Lần này lại dùng, cái kia Lãnh Vô Thường lại bị đánh trở tay không kịp. Cho dù Trác Phàm không ở nơi này, hắn âm hiểm giảo quyệt, hay là hai bên lấy toàn bộ chiến trường thắng cục. Cái kia lấy người ý tứ nhìn, hắn vừa mới thật sự là giả vờ thất bại. Ánh mắt khẽ híp một cái, Quỷ Vương quay người hướng Trác Phàm hai người biến mất phương hướng đuổi theo, nếu thật sự là như thế lời nói, hắn nhất định có đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên phương pháp. Chỉ bất quá lão phu rất ngạc nhiên, hắn muốn dùng thủ đoạn gì, mới có thể chế đến cái kia Cửu Long Kim Cương thân. Có lẽ, chúng ta đối thủ cuối cùng, cũng là Trác Phàm. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, cũng ảo ảo nhấc chân phi lên, theo sau, xem địch tình. Bạch, một đạo hồng ảnh lóe qua, Trác Phàm bóng người vừa mới xuất hiện trong tích tắc quang cảnh, lại là phải đồng tử lần nữa một đạo vầng sáng màu vàng óng lấp lóe, lại bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Mà cũng ngay một khắc này công phu, hưu một tiếng, một đạo hào quang màu vàng đất, giống như sao băng xẹt qua nơi này không trung, lóe lên liền biến mất. Liền thân ảnh đô không thấy rõ, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài hai dặm, Trác Phàm lần nữa thân ảnh hiện ra, hướng về sau nhìn qua, đã thấy cái kia đạo màu vàng đất ánh sáng lập tức tới gần, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, ho khan hai tiếng, phun ra mấy ngụm đỏ tươi, tiếp tục một chiêu thay hình đổi vị, biến mất tung ảnh. Như thế như vậy, Trác Phàm lóe lên di động thân hình, mỗi một lần lấp lóe, đều có thể thuấn di một hai bên trong địa. Mà phía sau hắn, thì một mực treo một cái thổ hoàng sắc cái đuôi, làm sao cũng không vung được. Lại chính là Hoàng Phủ Thiên Nguyên, một đường lên chăm chú đuổi theo. Ba ngày, chỉnh một chút ba ngày thời gian, hai người cứ như vậy ngươi truy ta trốn vọt ra hơn nghìn dặm. Trác Phàm ở ngực cái kia huyết động, còn tại ngăn không được ra bên ngoài rướm máu, sắc mặt cũng càng phát ra trắng xám. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, càng không ngừng thuấn di, không kịp dừng lại một hơi thời gian đến đem dưỡng thân thể. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dù là hắn có trong nháy mắt trì trệ, đều sẽ bị đằng sau quái vật kia đuổi kịp, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản hắn cũng không có đem cái này Cửu Long Kim Cương thân coi là chuyện to tát, hắn lo lắng, chỉ là sợ Cửu Long Quy Nhất, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lão gia hỏa này hội đột phá hóa hư cảnh. Vậy hắn thì vô luận như thế nào đều không thể đối kháng, cho dù gặp gỡ, cũng chỉ có thể là chạy trốn phần. Đến mức cái này tám đầu long hồn, chỉ có thể để lão nhi kia đạt đến thần chiếu đỉnh phong lời nói, hắn vẫn là có ứng đối chi pháp. Dù sao địa long chi thân mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thánh thú kỳ lân cước a.
hắn cái này Kỳ Lân Tý cụ tượng về sau, quả thực cũng là thiên trụ hạ xuống, nện ở lão nhi kia trên thân, cho dù nện không chết hắn, cũng có thể nện tàn hắn, có cái gì khó đối phó. Mà sự thật cũng xác thực như thế, Kỳ Lân cước vừa ra, cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cửu Long Kim Cương thân lúc đó thì ỉu xìu. Bị đập xuống đất lúc, đã nửa cái mạng không thấy tăm hơi. Thế nhưng là, Trác Phàm duy nhất tính sai, lại là cái kia Cửu Long Kim Cương thân trộn lẫn vào Bồ Đề tu căn về sau, phát sinh biến hóa. Lại có lật bàn long ngâm như thế một cái, nghịch thiên hồi máu tuyệt chiêu. Cứ như vậy, Kim Cương chi thân biến thành bất diệt chi thân, Trác Phàm lúc đó liền có chút mơ hồ, không biết nên như thế nào đối phó mới tốt. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp nghĩ ra ứng đối chi pháp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên phản kích đã đến. Tại song phương đều sử xuất toàn thân thủ đoạn về sau, Trác Phàm nghênh đón hắn cái này thứ hai đời lần thứ hai bại trận. Lần thứ nhất, là thua với Cổ Tam Thông. Không sai, thật là bại, Trác Phàm trong lòng cũng thừa nhận, luận thực lực, hắn hiện tại còn không phải cái này Cửu Long Kim Cương thân đối thủ. Bất quá, cá nhân hắn mặc dù bại, nhưng không có nghĩa là song phương đại chiến bại. Làm Lạc gia đại quản gia, bọn họ đồng minh chung chỉ huy người, hắn luôn luôn là thỏ khôn có ba hang, tính trước làm sau, lại có thể không lưu cái hậu thủ. Cho nên lúc đó hắn nghĩa vô phản cố chạy trốn, không để ý chút nào cùng chính mình vấn đề mặt mũi, chỉ là muốn đem chiến trường lưu cho còn lại những người kia. Bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào Lạc gia chư vị cao thủ cường hãn thực lực, lại thêm thoạt đầu bình tĩnh xúi dục kế sách, nhất định có thể tính áp đảo thắng đế vương môn một đầu. Mà cái này một kế, chỉ có trên chiến trường mất đi Hoàng Phủ Thiên Nguyên như thế cái đại chiến lực về sau, mới có thể áp dụng. Bằng không, lão nhi này một người liền có thể quét ngang chiến trường, cổ vũ sĩ khí, cái kia xúi dục kế sách, còn chỗ nào có thể có hiệu quả. Chẳng lẽ những cái kia quay giáo nhất kích người, không sợ chính mình vừa mới phản nghịch, lúc này liền bị quái vật này vặn phía dưới đầu sao? Cho nên, Trác Phàm cái này nhất hậu tay, nhất định phải là dẫn dắt rời đi Hoàng Phủ Thiên Nguyên điều kiện tiên quyết, mới có thể áp dụng. Thế nhưng là, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái này đế vương môn môn chủ, thật hội dễ dàng như vậy bên trong Trác Phàm cái này điều hổ ly sơn chi kế sao? Không sai, Trác Phàm chắc chắn, hắn hội không chút do dự cùng lên đến. Đơn giản là, vừa đến, hắn tại đánh bại Trác Phàm về sau, đối với thực lực mình đã lòng tự tin bạo dạp. Lại thêm Trác Phàm tại Lạc gia trọng yếu địa vị, trên cơ bản Trác Phàm vừa diệt, Lạc gia tất vong. Trác Phàm lưu giữ lưu thoại, Lạc gia tựa như ly ly nguyên thượng thảo, dã hỏa suy bất tấn giống như, cho dù hiện tại bại, sớm muộn hội ngóc đầu trở lại, thành vì họa lớn trong lòng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có khả năng thấy không rõ điểm này, không phân rõ nặng nhẹ, cho nên tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc, thừa dịp Trác Phàm bị thương nặng, đòi mạng hắn. Thứ hai, vẫn như cũ là Trác Phàm ánh sáng, thật sự là quá mức lóa mắt, che giấu Lạc gia người khác phong mang. Đế vương môn dọc theo con đường này, Phàm là cùng Trác Phàm đối lên sự tình, cơ hồ một mực tại ăn thiệt thòi. Đến mức tại tất cả đế vương môn trong mắt cao thủ, song phương đại chiến, chẳng qua là cùng Trác Phàm một người đại chiến mà thôi, còn lại người giống Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải những thứ này cũng là nổi tiếng cao thủ, bọn họ lại là tự động xem nhẹ. Dù sao ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Trác Phàm bình thường quá phách lối, quá chói lóa mắt, hắn ánh sáng đã lóe mù tất cả mọi người mắt chó, để bọn hắn mắt mở không ra, cho nên mới sẽ vô tình hay cố ý xem nhẹ Lạc gia còn lại cao thủ phong mang. Cho dù là Lãnh Vô Thường dạng này thần cơ diệu toán, cũng bởi vậy bị coi thường. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm Trác Phàm, cho rằng Trác Phàm bại, sự tình nhất định thành. Cho nên cho tới nay đều tại tận sức tại đề cao Hoàng Phủ Thiên Nguyên thực lực, giúp hắn luyện thành Cửu Long Kim Cương thân, dạng này mới có thể cùng Trác Phàm so sánh hơn thua. Thế nhưng là Trác Phàm lại phản đạo mà đi, đem trận đại chiến này thắng bại, không phải đặt ở chính mình thực lực, mà chính là đặt ở còn lại trên thân người, ngược lại để Lãnh Vô Thường dự định lại ăn quả đắng, hiện tại đang bị Cửu Viêm Hải bọn họ truy sát đến khóc ròng ròng đâu. Bất quá nói đến, cái này cũng bất quá là Trác Phàm hậu thủ, phương án thứ hai mà thôi. Nếu là ngay từ đầu là hắn có thể đem Hoàng Phủ Thiên Nguyên đánh ngã lời nói, sớm hắn mẫu thân tự mang người xông đi lên, cái nào còn cần đến cái này điều hổ ly sơn chi kế. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, phốc một tiếng,
lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã là có chút xa xa muốn ngã bộ dáng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tên xúc sinh này mang đến cho hắn thương tổn, so với hắn lúc trước kế hoạch muốn nặng hơn nhiều. Cho nên tại hắn hiện tại, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên. Không biết hắn còn có thể hay không chống đến, hoàn thành cái này phương án thứ hai thời điểm. Xa xa nhìn một chút nơi xa cảnh trí, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, thì thào lên tiếng, khụ khụ khụ. Cũng nhanh đến, thêm ít sức mạnh. Nói, Trác Phàm phải đồng tử ánh sáng màu vàng lóe lên, liền muốn thuấn di. Thế nhưng là đang lúc này, tiếng xé gió vang, sau lưng cái kia đạo hào quang màu vàng đất đã là trong nháy mắt lấn đến gần trước người hắn, một đạo chói tai phong minh nhất thời chui vào hắn mảng nhĩ bên trong, chấn động đến đầu hắn đau nhức. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng quay người hai tay chặn lại. Đụng. Một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm thân thể đã là như một quả như đạn pháo bị quất bay ra ngoài, một tiếng ầm vang nện vào một mảnh loạn thạch cương bên trong. Mà tại hắn trước kia chỗ vị trí, một đầu hung mãnh bạo long vung lấy một đầu kim cương thiết vĩ, liệt lên huyết tinh khóe miệng, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, ngay cả chạy trốn ba ngày, kéo lấy thân này trọng thương thân thể tàn phế, người cuối cùng không còn khí lực đi. Răng rắc kéo đá vụn rơi xuống, Trác Phàm theo phế tích bên trong dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía giữa trời cái kia đạo quái vật thân thể, không cam lòng đến khẽ cắn môi, đáng chết, còn kém 50 dặm liền đến mục tiêu địa điểm, hết lần này tới lần khác ở chỗ này bị hắn đuổi kịp. Muốn chạy lời nói, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn thân thể, đã thấy hắn cũng dị thường cẩn thận, vững vàng khóa chặt chính mình hành động, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lắc đầu thở dài. Lấy hắn hiện tại khí lực, muốn tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái này cửu long kim cương thân nhìn soi mói đào thoát, lại là muôn vàn khó khăn. Chỉ bất quá, cái này thúc thủ chịu trói, cũng không phải hắn Trác Phàm phong cách. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, ngươi biết ngươi trúng kế sao? Hiện tại ngươi nhân mã, đoán chừng đã bị ta người giết đến không chừa mảnh giáp. Cười lạnh, Trác Phàm nhếch miệng giễu cợt nói. Khinh thường bĩu môi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn bản không quan tâm bộ dáng, lớn tiếng cười nói, Trác Phàm, người nhất mệnh, bù đắp được thiên quân vạn mã. Đám người kia nếu thật bị các ngươi Lạc gia đánh bại, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng, lão phu tuyệt sẽ không thương tiếc cái kia chỉ là mấy đầu tiện mệnh. Ngược lại là ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, lão phu liền không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, mặc kệ là Lạc gia vẫn là Ngự Hạ Thất gia, lão phu đều không để vào mắt, ha ha ha. Lần nữa cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái kia một đôi âm lãnh mắt tam giác đột nhiên thả ra trận trận tà dị ánh sáng, đạp chân xuống, liền hướng Trác Phàm mãnh liệt tiến lên, chớp mắt tới gần, nhất chảo đánh ra, hừ, người có kỳ lân cháo thì sao? Lão phu hiện tại địa long này chảo thì muốn tự tay cầm ra ngươi trái tim, nhìn ngươi cái này cái lồng còn có thể hay không đỡ được. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, miễn cưỡng đem hai tay nâng lên. Giờ này khắc này, cũng chỉ có cái này đều là thú quyền hai tay có thể đỡ hắn nhất chảo. Thế nhưng là, hai cánh tay hắn lập ở không trung, lại tại ngăn không được run rẩy. Trong lòng bất giác thầm than một tiếng, Trác Phàm trong lòng rõ ràng, trọng thương phía dưới, hắn thể lực đã thông suốt đến cực hạn. Cho dù là cái này hai cái thú quyền cường hãn nữa, cũng rất khó ngăn cản phía dưới đối diện công kích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đồng dạng rõ ràng điểm này. Trong mắt vẻ hưng phấn cũng càng thêm nồng nặc lên, cười to lên, Trác Phàm, ngày này sang năm, cũng là ngươi ngày rỗ. Đánh rắm, lão tử tuyệt không chết trong tay ngươi. Chết cắn răng, Trác Phàm miễn cưỡng nhấc lên tia khí lực cuối cùng, hai tay giao nhau, giống như một mặt kiên thuẫn, lộ ra bất khuất chỉ ý. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường bĩu môi, trên tay lực đạo lại thêm ba phần, hai con ngươi càng là hưng phấn mà muốn rung động động. Quế Thiên Vũ 10 năm nhất đại kiêu hùng Trác Phàm, rốt cục muốn chết ở trên tay hắn. Đây đối với lập tức liền muốn khai quốc lập triều hắn tới nói, xem như nhất làm cho hắn đắc ý công tích. Thế mà, ngay tại song phương nhất chảo hai tay lập tức muốn chạm vào nhau lúc, hưu một tiếng phong minh phát ra, một đạo hồng quang lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên bên người. Đón lấy, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước, đã là đụng một tiếng đem hắn đụng bay ra ngoài. Nhất thời liền đem hắn phía bên phải ngoài ngàn mét một tòa núi nhỏ,
đụng tứ phân ngũ liệt, núi đá vỡ nát. Chờ hắn theo cái kia phế tích bên trong tức giận nằm sấp đem đi ra, nhìn về phía trước lúc, lại chỉ thấy một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bóng người màu đỏ, yên tĩnh đứng ở Trác Phàm bên người. Tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng, nhịn không được bật thốt lên, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Mà Trác Phàm cũng là kinh ngạc nhìn trước mặt cái này thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hai giây về sau, không khỏi cười to lên, vui vẻ liên tục, ha ha ha. Ta Trác Phàm quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ a. Hoàng phủ lão nhi, người đầu này đào đất cá trạch. Lão tử không trị được ngươi, lão tử tiểu kỳ lân đến, nhìn hắn làm sao chữ ngươi, ha ha ha. Trong tai vang trở lại Trác Phàm cái kia nhẹ nhàng vui vẻ cười to, cổ tam thông chậm rãi quay đầu nhìn qua, lại chỉ thấy Trác Phàm một thân huyết sắc, thân sắc uể oải, hấp hối, bất giác nhướng mày, cả giận nói, lão cha, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Ngươi không phải nói để cho ta ở phía trước mai phục tốt, đoạn hắn con đường sau này sao? Ta ở nơi đó thời gian dài như vậy không thấy một cái bóng người, còn tưởng rằng một mình ngươi liền đã bãi bình, liền chạy đến tìm ngươi. Không nghĩ tới. Không khỏi cười khổ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ai, lần này xác thực tính sai. Ta phương án thứ nhất, thật là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sợ hắn chạy, để ngươi ở nơi đó chặn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thực lực so ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể thi hành phương án thứ hai, từ ngươi đi đối phó hắn đi. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn a. Yên tâm đi, lão cha. Đã ngươi truyền tin để cho ta tới giúp ngươi một tay, nhi tử là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bình tĩnh gật đầu, cổ tam thông trên mặt đã là một mảnh chiến ý, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên phương hướng lúc, sắc mặt đã là trong nháy mắt lạnh xuống tới. Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cổ tam thông thiên vũ đệ nhất cao thủ danh hào. Vang vọng trọn vẹn hơn 300 năm, không người nào có thể nhìn bóng lưng, cũng không phải loạn đáp. Thực lực thâm bất khả chắc, quái lực thông thiên triệt địa, cho dù là hắn hiện tại đã luyện thành cửu long kim cương thân, đối mặt cái này tiểu tiểu ngoan đồng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống hồ, Trác Phàm cùng cổ tam thông đều là hắn phải cẩn thận đối đãi cao thủ. Vốn là hắn là muốn từng cái diệt đi bọn họ, Trác Phàm xảo trá, trước trừ chi cho thống khoái. Cổ tam thông thực lực mạnh nhất, nhưng lại đầu đơn giản nhất, Trác Phàm chỉ cần vừa diệt, đối phó tiểu tử này lời nói, nếu không giống 300 năm trước một dạng, biển người chiến thuật, một dạng có phần thắng. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại hắn lập tức muốn giải quyết Trác Phàm cái họa lớn trong lòng này lúc, cổ tam thông cái này tiểu quái vật lại đột nhiên đụng tới, xấu chuyện tốt. Cứ như vậy, cái này hai đại cao thủ nếu là liên thủ, đối hắn nhưng là khá bất lợi. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi hét lớn lên tiếng, khích tướng nói, cổ tam thông, người không phải phụng hoàng mệnh truy nã cái này nghịch tặc Trác Phàm sao? Hiện tại lão phu lấy tính mệnh của hắn, người cũng vừa vặn có thể trở về giao nộp, cớ sao mà không làm? Vì sao muốn đột nhiên xuất hiện, cứu trợ tại hắn? Đánh giám, hắn là cha ta, nào có nhi tử muốn lão cha mệnh đạo ý? Hừ, người cái này quái đồ vật dám đem cha ta bị thương thành dạng này. Nhìn tiểu ra một hồi không thật tốt thu thập ngươi. Cổ tam thông dương dương mềm mại nắm tay nhỏ, gầm thét liên tục. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe đến, lại là nhịn không được lần nữa giật mình, không thể tin nói cái gì. Ngươi, ngươi nói, Trác Phàm là cha ngươi. Cái này sao có thể? Nghĩa phụ cũng là cha, có cái gì không có khả năng? Cổ tam thông lạnh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cuối cùng nghe rõ, nhưng cũng chính là bởi vì này, trong lòng của hắn thạch đầu cũng càng ngày càng nặng, mi đầu cũng càng nhăn càng sâu. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Trác Phàm lại có lớn như vậy năng lực, có thể đem cái này vô pháp vô thiên tiểu ma đầu thu phục, còn để hắn cam nguyện nhận chính mình làm nghĩa phụ. Kể từ đó, hai đại cường giả liên thủ, quả nhiên là thiên vũ bên trong, lại không bất kỳ bên nào thế lực, có thể cùng chống lại. Mà lại, hai người lúc nào có cái tầng quan hệ này? Nếu là sớm đã định ra lời nói, lấy Trác Phàm xảo trá, lại một mực ẩn nhẫn không phát, liền hoàng thất cũng không biết nội tình, ngược lại để cổ tam thông đuổi theo giết Trác Phàm,
cái này bên trong nhất định có âm mưu. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trên ót đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lấy hắn đối Trác Phàm giải, cái này một đòn sát thủ, nhất định là ở lúc mấu chốt vận dụng. Có thể tưởng tượng, tất cả mọi người vì tranh quyền đoạt thế, lẫn nhau chém giết. Đến sau cùng, vô luận là ai, đã cảm thấy mình trưởng khống đại cục, tay cầm thiên hạ lúc, Trác Phàm cái này nha đột nhiên đem biến mất không thấy gì nữa cổ tam thông khiêng ra đến, phe mình thực lực nhất thời liền thành lần tăng lên. Đối thủ cuối cùng, nhất định sẽ bởi vì cái này biến cố đột nhiên, xem thường Trác Phàm thực lực bọn hắn, mà binh bại như núi đổ. Cái gọi là biết người biết ta trăm chiến không thua, Trác Phàm đem cổ tam thông cái này một cái cực lớn chiến lực giấu đi, rõ ràng chính là muốn âm tất cả mọi người một tay. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác thật sâu hít một hơi, cảm giác lưng đằng sau có chút phát lạnh. May mắn hắn hiện tại kịp thời phát hiện tình huống này, muốn là đợi đến cuối cùng quan trọng quyết chiến lúc mới biết được cái này vừa ra, đoán chừng hắn hội bại thật thê thảm. Bất quá, giờ này khắc này, hắn vẫn còn có thay đổi chi lực. Dương mắt hướng về phía trước nhìn sang, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dần dần bình tĩnh lại tâm tình, trong mắt sát ý chậm rãi phát lên. Giờ này khắc này, Trác Phàm trọng thương, đã được không uy hiếp, cổ tam thông vừa vặn cũng là một người. Loại tình huống này, chỉ cần hắn có thể đánh bại cổ tam thông, liền có thể một hơi trừ rơi hai mầm họa lớn, lại là không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không những tiêu trừ trong lòng cảm giác khẩn trương, ngược lại có chút may mắn, có thể vào hôm nay một lần hành động cầm xuống hai đại cao thủ đầu, cho Hoàng thất cùng Lạc gia song phương thật sâu đả kích, lại là chân chính nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha, cổ tam thông, thực lực ngươi quan tuyệt thiên hạ, lão phu sớm liền muốn lĩnh giáo một phen. Chính vào thiên hạ tranh bá thời điểm, liền để lão phu đem ngươi cái này thiên hạ đệ nhất ngai vàng, đoạt lại đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác cười lớn một tiếng, song đồng đã bắt đầu huyết hồng. Cổ tam thông khinh thường bĩu môi, nhếch miệng lên, cười lạnh, hừ, thật lớn mật. 300 năm đến, vẫn chưa có người nào dám phách lối như vậy nói chuyện với tiểu gia. Ngươi cái không muốn sống cá trạch, nhìn tiểu gia không đem đầu ngươi vặn xuống tới. Tiểu tam tử, hắn cửu long kim cương thân không thể coi thường, ngươi muốn coi chừng. Trác Phàm nhìn hắn khinh địch, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, cổ tam thông dĩ nhiên đã đạp chân xuống, bỗng nhiên xông về trước đi qua, lại là căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, cũng đồng dạng phản tiến lên. Đụng, nhất trảo nhất quyền giao kích cùng một chỗ, phát ra rung động thiên địa tiếng vang. Một đạo vô hình ba động phát ra, nhất thời đem phương viên một dặm bên trong mặt đất, toàn bộ san thành bình địa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngăn không được hướng sau liên tiếp lui về phía sau 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Cổ tam thông cũng bạch 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 hướng về sau rút lui thẳng đến 5 bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước, bất giác có chút ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên cùng người đối quyền, bị người chấn quay trở về. Thế nhưng là hắn ngạc nhiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại sớm đã giật mình trong lòng rung động, ám đạo cổ tam thông quả nhiên không hổ là bất bại ngoan đồng, thực lực thâm bất khả chắc. Lấy hắn cửu long kim cương thân toàn lực nhất kích, thế mà cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lui mấy bước, nếu như cái này như đổi thành Trác Phàm lời nói, đoán chừng sớm đã đem hắn đánh vào núi đá trong đống, nhưng là cái này cổ tam thông. Một đôi mắt tam giác, hơi hơi run run động một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng suy nghĩ lấy đối địch chi sách. Cổ tam thông cũng là có chút không phục, hắn sao có thể bị người đẩy lui đây, hắn vừa mới thế nhưng là cũng ra tám thành lực a, lại không giống cùng Trác Phàm đánh nhau thời điểm tưới nước. Sau đó dương dương kiều nộn khuôn mặt nhỏ, cổ tam thông hét lớn một tiếng, lại đến. Lại là một bước chân, cổ tam thông lần nữa vọt tới trước. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cắn răng một cái, cũng không hề sợ hãi tiến lên. Hai người quyền chảo, lần nữa giao kích. Thế nhưng là lần này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng không dám lại cứng đối cứng. Cái kia địa long chảo phía trên lực đạo, nhất thời hóa thực phi hư, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, cổ tam thông một nắm đấm này, liền thất bại. Cùng một thời gian, Hoàng Phủ Thiên Nguyên con rồng kia đuôi, bỗng nhiên hướng về sau vung lên. Phốc một tiếng vang trầm, nhất thời liền từ phía sau hung hăng quất vào cổ tam thông sau lưng. Cổ tam thông bất giác nhướng mày, khóe miệng hơi hơi rút rút, giống như chạy đạn đồng dạng,
bị quất bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, đụng ngã một tòa núi nhỏ, nhất thời vùi sâu vào phế tích bên trong. Ha ha ha, lão phu cái này một chỗ long kết thúc, coi như ngươi là bất bại ngoan đồng, không chết cũng phải trọng thương. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, nhìn về phía cái kia phế tích bụi mù tràn ngập chỗ, đầy mắt vẻ hưng phấn. Trác Phàm thì là nheo mắt, yên tĩnh mà nhìn xem cái hướng kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết tiểu tam tử là thánh thú thân thể, không dễ dàng như vậy thụ thương. Thế nhưng là đầu là quá đơn thuần, công kích thủ đoạn cũng rất đơn giản, cư nhiên như thế tùy tiện thì bị người ta quất một đuôi. Một tiếng ầm vang, cổ tam thông theo cái kia phế tích bên trong nhảy ra, không ngừng sờ lấy phía sau lưng, kêu to liên tục, đau chết, bà mẹ ngươi chứ gấu à, hắn dùng cái gì quất tiểu ra, cứng như vậy à. Đưa tay đem đằng sau quần áo vung lên, cổ tam thông nỗ lực hướng về sau lưng nhìn, lại là chật không quá mức đi, không nhìn thấy thương thế, chỉ có thể lấy tay sờ sờ đau đớn chỗ, mới yên lòng, còn tốt, cũng không có bị thương gì. Thế nhưng là, hắn không nhìn thấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dĩ nhiên đã thanh thanh sờ sờ nhìn đến hết thảy, nhất thời liền mắt trợn tròn, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Đó là hắn toàn lực một đuôi co rúm. Cho dù là Trác Phàm dạng này cao thủ, cũng là trực tiếp chặn ngang chặt đứt hạ tràng. Thế nhưng là cổ tam thông sau lưng, thế mà ngay cả chút ra đều không phá, chỉ là có một cái cạn vệt trắng mà thôi. Tiểu tử này, đến tột cùng là quái vật gì a? Song Đồng không khỏi ngơ ngác chớp chớp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng lo sợ, đối với đánh bại cổ tam thông lòng tin, trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Phải biết, đánh bại đối thủ trước đó, ngươi trước tiên cần phải làm bị thương hắn đi. Nhưng là bây giờ, ngươi liền thương tổn đều thương tổn không hắn, còn như thế nào thủ thắng? Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thẳng cảm giác mình cũng là một cái 3 tuổi hài đồng, tại cùng một cái cường tráng đại hán đánh nhau. Đối phương coi như đứng ở nơi đó, mặc hắn non nớt nắm tay nhỏ đánh, cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, cũng là trong lòng cười thầm, có điều hắn cũng minh bạch. Cổ tam thông khả năng thiên sinh thần lực, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề quen thuộc, cho nên thủ đoạn tương đương duy nhất. Cứ theo đà này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tuy nhiên không làm gì được hắn, nhưng hắn muốn chế trụ Hoàng Phủ Thiên Nguyên, não tử tựa hồ cũng có chút không đủ dùng, sau đó liền cho hắn xách cái cả giận, tiểu tam tử, vừa mới ra hỏa này giễu cợt ngươi là ngu ngốc, dễ dàng như vậy liền bị hắn rút đến, căn bản không đủ gây sợ. Đánh giám. Lão phu lúc nào nói qua câu nói như thế kia? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, quay đầu hung ác chừng Trác Phàm liếc một chút, mắng to lên tiếng. Ngay tại Trác Phàm tiếng nói vừa lên lúc, hắn liền biết, tiểu tử này muốn giở trò xấu. Quả nhiên, lời nói này bên trong rõ ràng cũng là châm ngòi ly gián chi từ. Bất quá, thân là tiểu tam tử nghĩa phụ, cổ tam thông rất rõ ràng đối Trác Phàm lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó sắc mặt cũng là dần dần trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh, tiểu gia là ngu ngốc. Ưng ực một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng căng thẳng, không nói gì, chỉ là đang liều mạng suy nghĩ lấy giải quyết con đường. Rất nhanh, hắn liền trong mắt sáng lên, nghĩ đến biện pháp. Đã địa long đuôi cùng địa long chảo đều không làm gì được quái vật này, vậy chỉ dùng năng lượng trùng kích tốt. Quái vật này cũng không thể một chút nhược điểm đều không có đi. Kết quả là, thừa dịp cổ tam thông nổi giận đùng đùng, không có chút nào phòng bị thời điểm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên một cái miệng khổng lồ, nộ hống lên tiếng, địa long ba. Giống. Dưới một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời bắn về phía cổ tam thông chỗ đó, chớp mắt tới gần. Thế nhưng là cổ tam thông lại không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hét lớn một tiếng. Toàn thân hồng mang nở rộ. Đụng. Địa long sóng hung hăng đánh tới hắn trên thân, thế mà làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi xuống một màn xuất hiện. Cổ tam thông vậy mà đỉnh lấy địa long sóng thần uy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vững như bàn thạch, tiếp lấy từng bước một hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên đi đến, đúng là đem cái kia 8 đạo long hồn ngưng tụ mà thành địa mạch năng lượng trùng kích, cho cứ thế mà đỉnh trở về. Chỉ một thoáng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác triệt để mắt trợn tròn, hắn nãi nãi, tiểu tử này, mới thật sự là quái vật a. Lão Nê Thu, người nói ai là ngu ngốc đâu. Cổ tam thông cắn chặt hàm răng, toàn thân hồng mang nở rộ,
từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng hắn phía trên, để hắn nhịn không được run lên một cái. Mà cái kia đạo đất cột sáng vàng, cũng tại từng chút rút ngắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh, lại là miệng há lớn, không nói ra một câu. Cuối cùng, Cổ Tam Thông không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể lắc một cái, toàn thân hồng quang đúng là phanh một tiếng, bộc phát ra, hướng ra phía ngoài phúc bắn đi. Cái kia đạo địa long sóng, cũng như một khỏa lực đàn hồi bóng giống như, nhất thời liền bị bắn ngược trở về. Oanh! Chấn động mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt bắn hồi chính mình trong miệng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc này liền tại một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang dưới, toàn bộ thân thể đều bị nổ bay lên. Chờ lúc rơi xuống đất, cái kia có mạnh mẽ một trương miệng rồng, đã là hoàn toàn hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái tối như mực cửa động, tại nguyên lai long khẩu chỗ ở chỗ đó, đang không ngừng khói đen bốc lên. Cười lạnh, Cổ Tam Thông khinh thường vẫy vẫy cánh tay, nhìn dưới mặt đất cái kia phút chốc hấp hối bóng người, vô tận giễu cợt nói, cá trạch, tiểu gia không phải không dùng đầu óc, chỉ là trên đời này còn không người làm cho tiểu gia động một cái, hừ hừ hừ. Bá khí. Trác Phàm nhìn lên trước mặt chính mình cái này tiện nghi nhi tử, cũng không thấy ngơ ngác. Nhất thời cảm thấy, chính mình ngày thường tuy nhiên hung hăng càn quấy, khắp nơi trang bức, nhưng cùng chính mình này nhi tử so ra, thật sự là yếu bảo. Cái gọi là dốc hết toàn lực, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, còn mẹ nó ai dùng đầu óc. Xem ra cái này tiểu tam tử mới thật sự là đại trí giả ngu, xem thấu thế gian hết thảy nam nhân, không hổ thiên vũ đệ nhất danh hào. Riêng là cái kia kỳ lân cháo, vậy mà có thể đem năng lượng bắn ngược trở về, đây mới là trùng thiên kỳ lân tránh thức thần thông đi. Tiểu tam tử a tiểu tam tử, hôm nay lão cha cũng không thể không cho ngươi viết cái chữ phục. Người yếu mới có thể muôn vàn tính kế, cường giả căn bản không tiếc đến suy nghĩ những thứ này. Diệu, thật sự là diệu. Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía Cổ Tam Thông chỗ đó, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đã là tán thưởng, lại có thật sâu minh ngộ. Cổ Tam Thông vừa mới có lẽ chỉ là nhất thời kiệt ngao nói ra một câu, lại là để lòng hắn nhìn không được tiếp xúc động một cái. Hắn hiện tại tự cho là nắm giữ đại cục, đem hoàng thất cùng đế vương môn chờ tất cả thế lực, đều tính kế nơi tay, tựa như tránh thức vương giả. Nhưng trên thực tế, lại là công bố hắn hiện tại vẫn như cũ rất nhỏ yếu sự thật. Thử hỏi một con hổ, sẽ vì săn mồi một con miên dương. Trăm phương ngàn kế bố bẫy dập sao? Đương nhiên sẽ không, thân là thú trung chi vương, đụng tới trực tiếp ăn chính là, nào có nhiều như vậy tính kế. Cổ Tam Thông chính là như vậy người, gặp phải đối thủ, nhất quyền đánh ngã chính là, liền vũ kỹ chiêu số đều không cần đi tốn sức suy nghĩ, bởi vì hắn đã đủ cường đại, giơ tay nhấc chân liền có thể để cho địch nhân biến thành cho bụi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, bật cười ra tiếng. Chân thành nói, tiểu tam tử, hôm nay ngươi cho lão cha học một khóa. Theo ngươi so ra, lão cha bị coi thường. Không khỏi nao nao, Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến Trác Phàm cái kia thật chí ánh mắt, lại là ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngại ngùng nói, lão cha, ngươi là đang khen ta sao? Hắc hắc hắc, vậy ta nhưng không dám nhận, có lẽ ngươi còn không biết, tại vạn thú sơn mạch bên trong, đại bá hắn nhưng là đối ngươi khen ngợi có thêm. Nói ta chắc là theo ngươi nhiều học một ít, không muốn thẳng thắn. Không, là ta cái kia theo ngươi học học, ta tính kế nhiều người như vậy, bất quá vì lợi mà thôi. Thế nhưng là những cái kia lợi ích, cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với ta bản thân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là ngươi, vạn vật không oanh tại hoài, ngược lại càng dễ đạp vào cường giả đường. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm trong mắt tinh quang sáng láng, thì thào lên tiếng. Giống như có điều ngộ ra, mà đạo chí tư, cái này tư chữ, trước kia ta cho rằng là lợi mình. Có lẽ đưa nó giải thích vì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cũng không nhất định a. Nhìn tới, ta ma đạo hành trình, cũng nên đơn thuần rất đơn giản một số. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong lòng dần dần yên tĩnh lại, sắc mặt tựa hồ cũng yên ổn rất nhiều. Phảng phất có một cái mới tinh cửa lớn, chính ở trước mặt hắn từ từ mở ra. Giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, nhất thời liền đem hắn loại này kỳ diệu trạng thái đánh vỡ. Trác Phàm thân thể nhịn không được lắc một cái, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ ngập trời nộ khí.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử đang muốn ngộ đạo, hết lần này tới lần khác lúc này làm phiền lão tử, thực sự buồn cười. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Hoàng Phủ Thiên Nguyên trên thân lục quang yêu kiều, vừa mới bị tạc thành cặn bã long khẩu, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trong chốc lát, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hỏng bét, là lão nhi kia lật bàn long ngâm. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Trác Phàm nhìn về phía cổ Tam Thông, vội vàng hô lớn, tiểu tam tử, lão gia hỏa này sức khôi phục rất mạnh, có bất diệt chi khu. Ngươi chỉ là trọng thương hắn là không có dùng, nhất định phải một chiêu chí mạng. Cổ Tam Thông không khỏi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, nhìn về phía trước, lại chỉ thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên đúng là vung quẫy đuôi, lần nữa thần thái sáng láng đứng lên, cười to lên, ha ha ha. Cổ Tam Thông, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối giết không lão phu. Không bằng như vậy đi, hai người chúng ta ai cũng không làm gì được người nào, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ôm một cái quyền, đã là đánh lên chống lui quân. Sau hội cái đầu của ngươi, tiểu gia hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Thế nhưng là, cổ Tam Thông lại không dễ dàng như vậy chịu thua. Đạp chân xuống, liền bỗng nhiên tiến lên, lại đấm một quyền đánh vào hắn trên ót. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc này bị đục xuống dưới đất, thẳng tắp đem khắp nơi hãm phía dưới 100 mét chi sâu, một khỏa địa long bài cũng là máu tươi bão tố bay, đầu chấn động đến đau nhức. Thế nhưng là mắt thấy lại đến nhất quyền, hắn liền muốn triệt để treo. Hắn toàn thân cao thấp, lại là lần nữa nổi lên yêu kiều lục quang, thể nội cái kia cỗ sinh mệnh khí tức, càng là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt, liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Tam Thông trong mắt ngưng tụ, quả thực không thể tin được đây là thật. Trác Phàm cũng là mi đầu sâu nhăn, trong lòng nổi lên nồng đậm vẻ u sầu. Luận chiến lực, cái này nha tuyệt đối không phải tiểu tam tử đối thủ. Thậm chí tiểu tam tử như toàn lực ứng phó lời nói, ngũ quyền bên trong, liền có thể muốn hắn mạng chó. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lật bàn long ngâm lợi hại như thế, có thể trong nháy mắt khôi phục trên thân bị thương, lại như là đánh không chết tiểu cường giống như, vô luận ngươi dẫm mấy cước, hắn đều có thể lần nữa nhảy nhót tưng bừng lên, ở trước mặt ngươi diệu võ dương oai. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía cổ Tam Thông, mặt hiện tốt sắc, lần nữa hét lớn, ha ha ha. Cổ Tam Thông, ta nói qua, ngươi giết không ta. Cho dù tái chiến tiếp, cũng bất quá uổng phí sức lực. Im miệng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nói còn chưa dứt lời, cổ Tam Thông đã là trợn mắt nhìn, một mặt không cam lòng mà quát, tiểu gia hành tẩu thiên vũ nhiều năm như vậy, muốn giết người còn không có giết không thành. Hừ, người đất này cá trạch, cho tiểu gia nhìn tốt. Kỳ Lân chân thân, hiện hình. Giống. Lại là một tiếng thú hống phát ra, cổ Tam Thông toàn thân hồng mang nở rộ, dần dần khuếch tán, chỉ là giây lát thời gian, liền biến mất bóng người. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã biến thành một cái cao hơn 10 trượng hồng diện kỳ lân. Lại đúng là hắn hiện ra bản tướng, hóa thành thánh thú, trùng thiên kỳ lân. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhỏ giai đoạn, nhưng là cái kia cổ thánh thú khí thế, lại là ngăn không được phát ra, thiên địa kinh biến. Toàn bộ phàm giai núi rừng bên trong, tất cả linh thú cũng không khỏi đến run rẩy lên, thất kinh kêu rên liên tục. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin giống to lên tiếng, cổ Tam Thông. Ngươi, ngươi đây là cái gì chiêu số? Hừ, không phải cái chiêu số gì, mà là tiểu gia bản tướng. Cười lạnh, cổ Tam Thông khóe miệng lộ ra sắc bén răng nanh, tiểu gia vốn là thánh thú, lấy bản tướng chi hình mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hắc hắc hắc, vừa mới tiểu gia một quyền kia so với hiện tại mà nói, chỉ là 30% lực đạo mà thôi. Cá trạch. Tiểu gia lần này một chân dẫm chết ngươi. Vừa dứt lời, cổ Tam Thông đã là một chân hướng phía dưới dẫm đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên quá sợ hãi, căn bản đến không kịp trốn tránh, liền đã bị hắn một chân hung hăng dẫm dưới đất. Oanh! Trong chốc lát, giống như thiên địa sụp đổ nứt đồng dạng, tại một đạo hồng mang gót sắt trà đạp dưới, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lấy thế mạnh như trẻ che tốc độ hướng phía dưới sụp đổ mà đi. Nháy mắt cũng là ngàn mét chi sâu. Lại nháy mắt, lại là 10.000 mét chi sâu. Chờ sau cùng dừng lại lúc, đã sụp đổ hơn 9 vạn mét chiều sâu.
mà bốn phía trong vòng trăm dặm mặt đất, cũng trong nháy mắt một trận chấn động, như rời núi lấp biển đồng dạng, phát sinh cự đại biến động. Toàn bộ hình dạng mặt đất, đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngay tại hướng chỗ đó tiến đến Phương Thu Bạch bọn người, chợt cảm thấy cái kia cỗ khí thế cường hãn chuyển đến, nhất thời liền trong lòng một giật mình, ngừng lại thân hình. Chỉ là tại cái kia cỗ xa xa chuyển đến sóng xung kích chấn động dưới, cho dù là bọn họ dạng này thần chiếu cao thủ, cũng không nhịn được thân thể run rẩy, đứng không vững. Chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có như thế đại động tĩnh? Tư Mã Huy sắc mặt trắng bệch, dị thường kiêng kỵ nói. Còn lại hai người liếc nhau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nội tình. Tóm lại, nhất định là hai người kia làm ra tới sự tình, chúng ta đi xem một chút liền biết rõ. Quỷ Vương nhìn về phía hai người đề nghị. Hai người cúi đầu nhìn xem phía dưới, cái kia lúc trước còn một mảnh thảm cỏ xanh đệm mỹ thật là tinh xảo, chớp mắt biến thành một mảnh cát vàng, liền một mặt ngưng trọng gật đầu. Cái này hai đại quái vật cao thủ, thế nhưng là bọn họ trọng điểm giám thị đối tượng A. Mà tại cổ tam thông một chân sau đó, Trác Phàm tại phế tích bên trong bò lên, nhìn lấy chung quanh tràng diện, cũng là nhìn không được âm thầm tắc lưỡi. Mẹ nó, đây chính là thánh thú trùng thiên kỳ lân một chân chi uy A. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là ấu thú, nhưng đã có hủy thiên diệt địa tiềm chất. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi càng thêm tán thưởng thánh thú thực lực. Không hổ là cùng thượng cổ thập đế sánh vai cùng nhau tồn tại, quả nhiên khủng bố. Mà lại, để hắn cũng có chút ghen ghét là, người ta thực lực vẫn là trời sinh. Đây thật là để hắn cái này con kiến hôi nhân loại, nhìn lên lại không thể thành A. Ai, ta làm sao lại không phải như vậy như bức xúc sinh đâu. Trác Phàm bất đắc dĩ ai thán. Ha ha ha, lão Nê Thu, nhìn ngươi lần này còn có chết hay không? Cổ tam thông ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nhấc chân nhìn hướng phía dưới, đã thấy cái kia hoàng phủ thiên nguyên đã toàn thân máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, tạng phủ thịt nát đều theo trong miệng hắn tràn ra, một chỗ vẩy xuống. Thế nhưng là khiến người ta ngạc nhiên là, hắn lại còn có sinh sống, nói lục sắc quang mang ở trong cơ thể hắn chạy trốn. Cái gì, lại còn sống? Cổ tam thông bất giác giật mình, trong mắt nộ khí lại sinh. Trong lòng không cam lòng, giận dữ hét, hừ, tiểu gia muốn giết người, cho tới bây giờ không có giết không chết đạo lý. Nói, cổ tam thông lần nữa nhấc vó liền giẫm, còn bốn cái móng cùng một chỗ giẫm. Chỉ một thoáng, tiếng ầm ầm không ngừng, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều tại ngăn không được động đất, có địa phương càng là núi lửa phun trào, trong tâm dung nham khắp nơi chảy xuôi. Thế nhưng là dù vậy, tại giẫm đạp mười mấy chân về sau, nhìn xuống dưới. Cái kia hoàng phủ thiên nguyên bất luận bị giẫm cỡ nào vặn vẹo, cỡ nào khuôn mặt biến dạng, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia sống tại chỗ đó treo. Cổ tam thông sắc mặt càng giận, còn phải lại giẫm. Trác Phàm lại là vội vã khoát khoát tay, ngăn cản hắn, tiểu tam tử, không dùng. Xem ra cái kia bồ đề tu căn thật rất lợi hại, che chở hắn sinh sống. Như là không thể rút củi dưới đáy nồi, đi cái kia điều lật bàn long hồn, bất luận người giẫm hắn bao nhiêu chân. Hắn đều có một hơi treo. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn giết người, thế mà giết không chết, 300 năm đến, ta cũng không có nhận qua cơn giận như thế. Cổ tam thông không phục bĩu môi, hận đến cắn răng. Trác Phàm lại là tà dị cười một tiếng, lộ ra một bộ quỷ dị đường cong, ha ha ha. Yên tâm đi, ta đã nghĩ đến biện pháp trị hắn. Mà lại cái kia còn lại tám đầu long hồn, ta hiện tại cũng có chút hứng thú. Lấy tới nghiên cứu một phen. Không khỏi khẽ giật mình, cổ tam thông còn không rõ ràng cho lắm, nhưng Trác Phàm đã là dáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể đứng lên, từng bước một hướng hoàng phủ thiên nguyên phương hướng tiến lên, trong mắt chớp động lên tà dị ánh sáng. Ông! Lại là một trận vô hình ba động phát ra, trong suốt lục quang một chút nở rộ. Hấp hối hoàng phủ thiên nguyên, tại cái này một mảnh ánh sáng xanh phía dưới. Lại một lần lấy kinh khủng dị thường tốc độ khôi phục sinh cơ, rất nhanh liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha ha, ta hoàng phủ thiên nguyên là chân chính bất tử chi thân, các ngươi không làm gì được ta. Hoàng phủ thiên nguyên cười to lên, giống như điên cuồng, phách lối rất. Cổ tam thông gặp, trong mắt bất giác càng giận, lại một chân hung hăng đạp xuống. Oanh! Hoàng phủ thiên nguyên toàn bộ nửa người dưới bị giẫm dẹp tiến trong đất.
sắc mặt đau đến đầu đầy mồ hôi, cho dù không rõ rệt ngũ quan, đều rất rõ ràng bắt đầu vặn vẹo. Phải biết, tuy nhiên hắn là bất tử chi thân, thế nhưng cố mỗi lần bị tiểu tam tử cái này hung thú dẫm đạp thống khổ, lại là thẳng vào đáy lòng a. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, có thể tại Trác Phàm cùng cổ tam thông cái này hai đại tuyệt thế cao thủ trước mặt đựng một lần bức, nhìn lấy bọn hắn cái kia không thể làm gì lại nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn đã cảm thấy, vô luận lại lớn thống khổ, trong lòng của hắn đều như thế chiếu thoải mái không lầm. Ha ha ha, hai người các ngươi liên thủ lại như thế nào, vẫn như cũ không làm gì được lão phu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cắn chặt hàm răng, lại là nhẹ nhàng vui vẻ liên tục. Trác Phàm cười lạnh, từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, từng bước một hướng chỗ của hắn chuyển lấy, trong mắt chỉ có vô tận khinh miệt cùng tà dị, hắc hắc hắc. Lão gia hỏa, ngươi nhưng là đừng cao hứng quá sớm. Cửu Long Kim Cương thân bất quá địa giai vũ kỹ, còn không có tư cách đạt đến thiên hạ vô địch cấp độ. Hừ, thì tính sao? Chí ít hiện tại, các ngươi nhưng là không làm gì được ta. Trừ phi, các ngươi đạt đến hóa hư cảnh giới, có thể trực tiếp diệt lão phu nguyên thần, nếu không. Ha ha ha. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt cười nhạo vẫn như cũ không ngừng, còn rất không biết sống chết đến lộ ra một bộ, lão tử ở chỗ này chờ lấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu lộ. Điều này không khỏi làm cổ tam thông trong lòng càng là tức giận đến cắn răng, dưới chân gót sắt hung hăng nghiền nghiền hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cắn răng kiên nhẫn lấy, vẫn như cũ bất khuất. Nhưng là Trác Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm, cứ như vậy từng bước một, vạn phần suy yếu đi vào trước mặt hắn, một cái tràn đầy máu tươi bàn tay, mười phần phí sức nâng lên đến, khoác lên đầu hắn phía trên. Tiểu tam tử, dẫm tốt hắn, tuyệt đối đừng để hắn loạn động. Trác Phàm ngửa đầu nhìn một chút cổ tam thông cái kia to lớn đầu to, nghiêm túc dặn dò. Cổ tam thông khẽ gật đầu, dưới chân như định hải thần châm đồng dạng, không nhúc nhích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là khinh thường bĩu môi, mỉa mai lên tiếng, Trác Phàm, người đã trọng thương tại thân, liền đưa tay khí lực đều không có, còn có thể đem lão phu thế nào. Hừ hừ hừ, đừng nói là hiện tại ngươi, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, thì phải làm thế nào đây? Ha ha ha, ha ha ha. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười to lên, Trác Phàm không lấy vì ngang ngược, cũng theo cười to lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên mi đầu lắc một cái. Nghi nói, ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Cười lạnh, Trác Phàm trong mắt một đạo hắc sắc quang mang dần dần hiện ra, đồng thời toàn thân cao thấp cũng tràn ngập ra cuồn cuộn ngăm đen khí thể, thiên hạ to lớn, các loại công pháp vũ kỹ nhiều vô số kể, tương sinh tương khắc. Ngươi cho rằng cầm bồ đề tu căn, luyện thành bất diệt kim thân, thì thật không diệt sao? Hừ! Hiện tại lão tử liền để ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Coi như thân ngươi cố cửu long kim cương thân, như cũ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên ma đại hóa quyết, gầm lên giận dữ, Trác Phàm toàn thân hắc khí đột nhiên thông qua bàn tay kia, điên cuồng hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên trên thân dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, cái kia cứng như tảng đá địa long thân thể, liền đột nhiên nhiễm lên một tầng đen nhánh mực đậm. Đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy, trong cơ thể hắn năng lượng, đang bị một cỗ đen nhánh đồ vật tại cảm nhiễm đồng hóa. Cho dù là trong cơ thể hắn tám đạo long hồn, đang liều mạng dẫy giụa về sau, cũng không khỏi đến bị xâm nhiễm phía trên cái kia màu đen kịt. Riêng là đầu kia hắn lớn nhất cậy vào lật bàn long hồn, xanh biếc thân thể cũng rất nhanh biến đến như Yorushi dạng hắc, dường như chúng độc đồng dạng. Thế nhưng là, cái này lại là không thể nào. Phải biết. Bồ đề tu căn vốn là sinh mệnh tinh hoa, giải độc thuốc tốt. Dùng nó cùng long hồn hợp thể, luyện thành lật bàn long hồn, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị độc tố xâm nhiễm. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, đây cũng không phải là độc, mà chính là Trác Phàm thể nội tu hành thiên ma đại hóa quyết nguyên lực. Thiên ma đại hóa quyết, vốn chính là đem thiên địa vạn vật đồng hóa về sau, lại hấp thu vì bản thân sở hữu. Lấy thiên địa tinh hoa, loại bỏ bã. Giờ này khắc này, Trác Phàm chính là đem Hoàng Phủ Thiên Nguyên thể nội tất cả năng lượng, bao quát long hồn, toàn bộ đồng hóa, để bản thân sử dụng. Tiếp đó, liền nên thu về bản thân. Trác Phàm, người đến tột cùng muốn làm gì? Lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng diện, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững vừa mới phách lối bình tĩnh,
không khỏi vội vàng sao động giống to. Giống trong tiếng, còn mang theo thật sâu hoảng sợ. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm ánh mắt lộ ra tà ác thần quang, quái cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Làm gì, làm cái này? Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên vận chuyển công pháp, dùng lực khẽ hấp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền bỗng nhiên cảm thấy, trong thân thể của hắn tất cả lực lượng, bao quát nguyên lực, khí tức, thậm chí cái kia tám đạo long hồn, đều không bị khống chế hướng Trác Phàm phương hướng dũng mãnh lao tới. Bất giác sợ hãi cả kinh, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái này mới hiểu được hết thảy, vội vàng giãy giụa thân thể, muốn phản kháng. Đáng tiếc, hắn phía trên đang có một đống quái vật khổng lồ ở nơi đó đè ép, lại là để hắn vô luận như thế nào đều không thể động đậy, chỉ có thể vạn phần khuất nhục tiếp nhận phần này tàn bạo lăng nhục, tự mình cảm thụ lấy chính mình năng lượng, đang từng bước hướng dẫn ra ngoài tản ra. Giống, một tiếng không cam lòng long ngâm hô lên, Trác Phàm bỗng nhiên thân thể chấn động, chợt cảm thấy một đạo long hồn trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Mà cũng ngay lúc đó, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một cái địa long chảo, cũng bỗng dưng biến trở về phổ thông bàn tay. Bất giác quá sợ hãi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng càng sợ. Tuy nhiên hắn đã đoán được Trác Phàm muốn làm sự tình, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trác Phàm thế mà có thể dễ dàng như vậy đem hắn long hồn hút ra đi. Phải biết, đây chính là hắn tự mình luyện hóa, đã cùng hắn thành làm một thể, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bóc ra. Cái này Trác Phàm, đến tột cùng dùng cái gì tà pháp a, lại có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là lần trước hắn ngẫu nhiên được đến một con rồng hồn, cũng bất quá là Hoàng Phủ Thanh Thiên không còn sống lâu nữa, long hồn mới ly thể. Nhưng là bây giờ, hắn Hoàng Phủ Thiên Nguyên còn sống thật tốt a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua, vạn phần không hiểu. Bất quá, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi nghi hoặc, bởi vì hắn hiện tại đứng trước là, lớn nhất thời khắc nguy cấp, không khỏi lập tức cả kinh kêu lên, dừng tay, mau dừng tay. Hừ hừ hừ, Hoàng Phủ Lão Nhi, người phách lối a, người đắc chí a, vừa mới người khoa trương đi nơi nào. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười to, một mặt khinh bỉ nhìn phía dưới. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thì là sắp khóc đi ra, muốn hết sức đem thể nội năng lượng lưu lại, lại là vô luận như thế nào đều làm không được. Chỉ có thể cảm thụ lấy, cái kia từng cái long hồn, theo trong thân thể bị rút ra ngoài, chính mình tứ chi cũng chậm chậm hóa thành nhân hình, không thể làm gì. Hống hống hống. Đột nhiên, từng tiếng long ngâm theo Trác Phàm thể nội phát ra, tiếp lấy liền gặp từng đạo long hồn theo hắn các vị trí cơ thể thò đầu ra, tựa hồ muốn phải thoát đi giống như. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gặp, dường như nhìn đến sinh cơ đồng dạng, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, những thứ này long hồn không phải ngươi luyện hóa, coi như bị ngươi cưỡng ép kéo nhập thể nội, bọn họ cũng tuyệt không nghe ngươi hiệu lệnh, ngược lại sẽ chống đỡ nát thân ngươi thân thể. Lão Phu khuyên ngươi, vẫn là đem bọn họ trả lại Lão Phu. Lão Phu đáp ứng, ngày sau tuyệt không đối địch với ngươi, chúng ta cùng một chỗ chia đều thiên hạ này. Hoàng Phủ Thiên Nguyên biết mình bại cục đã thành, không khỏi nói đến điều kiện. Thế nhưng là Trác Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm, cười lạnh nói, thiên hạ này vốn chính là lão tử, ai sẽ theo ngươi chia đều. Lại nói cái này mấy đầu địa mạch cá trạch, lão tử đã có thể đem bọn nó theo trong cơ thể ngươi lôi ra đến, chẳng lẽ còn không trị được bọn họ sao? Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm trên trán đột nhiên phát lên một túm ngọn lửa màu xanh, mà cũng ngay một khắc này. Những cái kia long hồn nhất thời liền thân thể lắc một cái, ỉu xìu bẹp lui về đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ giật mình, khóe miệng bất giác trong nháy mắt xẹp xuống tới, khóc không ra nước mắt. Cái này xong, hắn liền cò kè mặc cả tiền vốn đều không có. Ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị như vậy, như thế đông đảo. Những thứ này địa mạch long hồn, bị bọn họ đế vương môn chấn thủ ngàn năm đều không yên tĩnh. Kết quả Trác Phàm cái này nha dễ dàng thì đem bọn hắn áp chế, đây là người có thể làm được tới sự sao. Thở dài, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngửa đầu nhìn lên trời, một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho thể nội năng lượng càng ngày càng mỏng manh. Đến sau cùng, nương theo lấy sau cùng một đạo tiếng long ngâm lên, cái kia lật bàn long hồn cũng rốt cục bị Trác Phàm thu nhập thể nội, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên không hề nghi ngờ hiện ra hình người, lại không có lúc trước bá khí. Đón lấy, tiếp qua nửa canh giờ,
Hoàng Phủ Thiên Nguyên tại Trác Phàm tên thiên ma này đại hóa quyết dưới, đã là hoàn toàn hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa, liền cái thi thể đều không có. Cổ Tam Thông nhìn lấy dưới chân rỗng tuếch mặt đất, bất giác cười lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục hình người. Hắn là không biết cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên cuối cùng là không phải hối hận vạn phần, hối hận cùng hai cha con bọn họ là địch, tại trước mặt bọn hắn trang bức. Bất quá, từ khi Cửu Long thần hồn đều bị Trác Phàm sau khi hấp thu, hắn lại là đã nhìn đến lão nhi kia tuyệt vọng ánh mắt. Có lẽ, kể từ lúc đó, lão nhi kia liền đã mất đi cầu sinh ý niệm đi. Lão cha, nghĩ không ra ngươi còn có ngón này, là cái kia Cửu U Ma Đế tuyệt học a, đem lão nhi kia trị đến căn bản không còn cách nào khác a. Cổ Tam Thông ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, vui cười liên tục. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Trác Phàm dĩ nhiên đã nhanh chóng khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiểu tam tử, cho ta hộ pháp, hiện tại ta Cửu Long quy nhất, muốn đột phá. Nói xong, hắn liền hai đầu gối ngồi xếp bằng, khẽ nhắm hai con ngươi, yên tĩnh tu luyện. Cổ Tam Thông gặp hắn vội như vậy, cũng minh bạch đây là một cái khó được cơ hội, đối lão cha rất trọng yếu, liền cũng ngậm miệng lại, một mặt cẩn thận ở bên thủ hộ lấy. Như thế như vậy, hai ngày thời gian chớp mắt đi qua, Trác Phàm thân thể phía trên khí tức cũng đang từng bước vững vàng tăng trưởng. Theo lúc đầu thiên huyền tam trọng, đến thiên huyền tứ trọng, lại đến bây giờ thiên huyền ngũ trọng, một ngày một cái mới biến hóa, giống như thoát thai hoán cốt. Thương thế trên người, cũng đang nhanh chóng chữa trị. Có thể thấy được, cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên thần chiếu đỉnh phong cao thủ thể nội năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Hưu! Đột nhiên, tiếng xé gió vang. Một đạo màu đen xích sắt bỗng nhiên hướng đang tu luyện Trác Phàm đầu đập tới, thế lớn lực mãnh liệt. Cổ Tam Thông trong mắt ngưng tụ, đưa tay chộp một cái, đụng một tiếng, liền đem cái kia hắc tỏa cho nắm trong tay, gầm thét lên tiếng, người nào, đi ra. Cổ Tam Thông, thân là Hoàng Thất Hộ Long Thần Vệ, làm việc thiên tư, cùng đế quốc phản nghịch pha trộn cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi quên 300 năm trước lời thề sao? Nương theo lấy từng đạo hắc khí lượn lờ. Quỷ Vương mang theo Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch ba người thân ảnh, dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Trác Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ đó, tựa hồ hoàn toàn không biết ngoại giới sự việc. Khinh thường bĩu môi, Cổ Tam Thông thật sâu nhìn ba người liếc một chút, không khỏi suy cười ra tiếng, tiểu gia năm đó lời thề, chỉ là bảo vệ ngươi nhóm hoàng thất ngàn năm không ngã, nhưng chưa nói qua làm các ngươi chó săn. Ưa thích giúp các ngươi, liền giúp một chút. Không thích lời nói, ai cũng không làm gì được ta, hừ. Nghe được lời này, ba người bất giác khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn một chút, đều là hơi kinh ngạc. Vật nhỏ này, lúc nào não tử biến đến như thế xảo trá, đều biết tại trong câu chữ tìm lỗ thủng. Có điều rất nhanh, làm ba người ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia yên tĩnh ngồi ngay ngắn Trác Phàm lúc, liền hết thảy không sai tại ngực. Không cần phải nói. Loại này ngụy biện ngôn luận khẳng định là cái kia Trác Phàm dạy, không phải vậy lấy vật nhỏ này tâm trí, tuyệt đối nghĩ không ra nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Nghĩ tới đây, ba người bất giác cùng nhau thở sâu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cổ Tam Thông là hiện tại bọn hắn chiến lực lớn nhất, thế nhưng là giờ này khắc này, lại chạy đến Trác Phàm bên kia đi, đối bọn hắn lại là quá bất lợi. Quỷ Vương mi đầu hơi hơi run run một chút, nói tiếp Cổ Tam Thông. Đã ngươi lời thề là bảo vệ hoàng thất không ngã, vậy liền cái kia đem hoàng thất địch nhân đều tiêu diệt. Bây giờ cái này Trác Phàm đại nghịch bất đạo, tùy ý mở rộng thế lực, đã là nhìn trời Vũ Giang Sơn hình thành chí mạng uy hiếp. Mặc kệ là ngươi hộ long thần vệ thân phận, còn là năm đó lời thề, ngươi đều cái kia đem hắn triệt để diệt trừ mới là. Mà không phải giống như bây giờ, bao che cái này nghịch tặc. Hừ, cái gì bao che không bao che, nhi tử che chở lão tử. Không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Dương Dương kiều nộn khuôn mặt nhỏ, Cổ Tam Thông không khỏi cười đùa nói, huống hồ, cha ta cũng cùng ta cam đoan qua, sẽ không động hoàng thất căn cơ. Hắn chỉ cần quyền lực, không muốn danh phận. Không khỏi sợ hãi cả kinh, ba người lần nữa lẫn nhau nhìn xem, đều là nhìn không được hít sâu một hơi, Phương Thu Bạch càng là khó có thể tin vội la lên, tiểu tam tử, người vừa mới nói cái gì, người gọi hắn cái gì? Há, các ngươi còn không biết a, hắn là nghĩa phụ ta. Cho nên, các ngươi dám động hắn một sợi lông, tiểu gia ta nhất định đem các ngươi lột da mang ra xương, chết không yên lành,
hắc hắc. Hung hăng nắm nắm quyền đầu, Cổ Tam Thông trên mặt lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn. Phương Thu Bạch ba người nghe được lời này, lại là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhất thời cả người cũng không tốt. Muốn là Cổ Tam Thông là bị Trác Phàm tên này, dùng hoa ngôn xảo ngữ nhất thời mê hoặc lời nói, bọn họ còn có thể tiến hành theo chất lượng cho khuyên trở về. Cổ Tam Thông cái này tiểu quái vật, vẫn như cũ là bọn họ chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng là, hai người quan hệ đều đã biến thành tình phụ tử, quan hệ mật thiết, bọn họ liền xem như lại hao hết môi lưỡi, thì có ích lợi gì đâu. Chỉ bất quá, bọn họ thủy chung không hiểu là, Trác Phàm cái này nha đến tột cùng cho cái này tiểu quái vật rót cái gì thuốc mê, làm cho hắn cam tâm tình nguyện làm hắn nhi tử. Hoàng thất nuôi nhốt vật nhỏ này mấy trăm năm, đều không thể thu phục lòng hắn, nhưng là Trác Phàm thế mà thì dễ dàng như vậy để hắn quy tâm, điều này không khỏi làm ba người vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Đây là, lúc nào phát sinh sự tình đâu. Nhưng là vừa nghĩ tới mấy ngày trước song phương đại chiến, Lạc Gia trong nháy mắt xúi dục nhiều cao thủ như vậy sự tình, ba người liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận Trác Phàm tiểu tử này công tâm thuật lợi hại, thiên cổ hiếm thấy. Nhưng là cứ như vậy, ba người đối mặt đột nhiên biến thành địch thủ Cổ Tam Thông, nhất thời phạm lên khó. Cổ Tam Thông thiên vũ đệ nhất cao thủ danh hào, cũng không phải đến không. Ách, tiền bối, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Cái này tiểu tam tử liên thủ với Trác Phàm, quả nhiên là thế chỗ khó địch nổi. Chúng ta vẫn là mau chóng bẩm báo bệ hạ, để hắn định đoạt mới là. Tư Mã Huy khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát, đề nghị. Phương Thu Bạch cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy làm như thế thỏa đáng nhất. Chỉ có Quỷ Vương, trong mắt tựa hồ ẩn ẩn phát lên một chút nộ khí, không muốn rời đi, ngược lại tiến lên trước một bước, mắng to lên tiếng, Cổ Tam Thông, lão phu trước kia còn kính ngươi là nói là làm anh hùng hảo hán. Cho dù rơi vào hiện tại tình cảnh như vậy, cũng không có oán hận ngươi mảy may. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, ngươi đúng là như thế lật lọng vô sỉ thế hệ. Ân cái kia Trác Phàm nói, đại sự như thành, cho dù không lật đổ hiện nay hoàng thất, cũng hẳn là lấy khôi lỗ nuôi nhốt, cái này cùng đoạt hoàng gia giang sơn có khác biệt gì. Cổ Tam Thông, ngươi như còn biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ, liền nên tuân thủ năm đó lời thề, vì bảo vệ hoàng thất giang sơn, tận trung cương vị công tác, chớ có lại trộm gian dùng mánh lới, chui văn tự khe hở, này tuyệt không phải hành vi quân tử. Quỷ Vương đinh tai nhức óc, hét lớn lên tiếng. Cổ Tam Thông nghe được lại là nhướng mày, có chút kỳ quái, ngươi là ai a? Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi biến thành bộ này quỷ bộ dáng, liên quan gì đến ta? Ha ha ha, Cổ Tam Thông, lão phu không cần ngươi biết ta là ai, ta chỉ hy vọng ngươi còn có thể thực hiện năm đó ước hẹn. Quỷ Vương cười khổ một tiếng, tràn đầy bi thương, nhưng như cũ kiên định nói. Cổ Tam Thông trong lòng càng thêm nghi hoặc, nghe người này lời nói. Làm sao cùng hắn là người quen cũ giống như. Bất quá, hắn lại là căn bản không nhớ rõ nhận biết người như vậy. Nhưng là rất nhanh, hắn liền động động cái mũi, thật sâu ngửi một miệng, lại là bỗng nhiên cảm thấy, quỷ này vương trên thân vậy mà tản ra một cỗ, giống như đã từng quen biết quen thuộc vị đạo. Người đến tột cùng là ai, chúng ta trước kia gặp qua sao? Cổ Tam Thông sắc mặt nghiêm một chút, lạnh lùng nói. Không nói gì. Quỷ Vương trầm ngâm nửa ngày, lại là đột nhiên vung lên xích sắt, bỗng nhiên hướng Trác Phàm đầu đập tới, hét lớn lên tiếng, huyền giai cao cấp vũ kỹ, tinh vân xuyên tâm tỏa. Soạt, chỉ một thoáng, cái kia hắc tỏa một hóa hai, hai hóa bốn, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành hơn ngàn hắc liền, giống như ngôi sao đầy trời giống như, thẳng tắp hướng Trác Phàm phóng đi. Cái kia cổ khí thế cường hãn, càng làm cho bốn phía trải qua tất cả mọi thứ. Đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cho dù là không khí, cũng giống như muốn xé rách đồng dạng, phản ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Cổ Tam Thông bất giác ngơ ngác. Chờ cái kia mây đen xiềng xích đã đi vào Trác Phàm trước người lúc, mới mãnh liệt mà thức tỉnh, một bước bước, bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn, nhất quyền đánh ra. Oanh! Hơn ngàn hắc tỏa, trong nháy mắt vỡ vụn, phiêu tán đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bốn phía không gian đang không ngừng chấn động, còn có Cổ Tam Thông cái kia một mực run rẩy quyền đầu. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy hai người bất giác ngơ ngác, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Quỷ Vương chỗ đó,
vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phải biết, lấy cổ tam thông thực lực, muốn ở trước mặt hắn làm bị thương Trác Phàm, ba người bọn họ cho dù liên thủ cũng tuyệt đối không thể nào làm đến. Nhưng biết rõ không thể làm, vì sao vị này quỷ vương tiền bối còn muốn xuất thủ đâu? Đây không phải tự làm mất mặt à? Thế nhưng là, quỷ vương cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, mảy may không vì mình chiêu số bị nhẹ nhõm phá giải mà bối rối, tựa hồ sớm đã ngờ tới đồng dạng. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng, bật cười ra tiếng nói, cổ tam thông, hiện tại ngươi biết ta là ai đi? Chậm rãi gật đầu, cổ tam thông trong mắt cũng lóe qua một tia thương cảm, thì thào lên tiếng, không nghĩ tới ngươi còn sống, ta coi là... Hừ, còn sống. Thế mà, cổ tam thông lời còn chưa dứt, quỷ vương đã là dao động cái đầu sùi cười ra tiếng, mà lại trong tiếng cười tràn ngập bi thương, ngươi nhìn ta cái dạng này, giống là còn sống sao? Cổ tam thông ngẩng đầu thật sâu liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là ít có lộ ra vẻ đau thương. Quỷ vương yên lặng nhìn lấy hắn, trịnh trọng nói, cổ tam thông, năm đó nếu không phải ngươi một quyền kia, lão phu một cái muốn đột phá hóa hư cảnh cao thủ, không có khả năng rơi vào đường cùng, chuyển tu linh khôi. Làm đến hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ. Mỗi khi nhớ tới việc này, lão phu đều tâm lý phát hận. Nhưng là lão phu không hận ngươi, bởi vì ngươi một mực tại tuân thủ lão phu cùng ngươi lời thề. Nhưng là bây giờ, hiện tại ta cũng tuân thủ năm đó lời thề. Cổ tam thông hét lớn một tiếng, giải thích. Không, ngươi không có, ngươi bây giờ chỉ là đang nghĩ mới nghĩ cách đào thoát ngươi lời thề, ngươi vi phạm lễ nghi chi tin. Quỷ vương đồng dạng nộ hống lên tiếng, chất vấn. Cổ tam thông thân thể lắc một cái, không khỏi hướng về sau liền lùi lại hai bước, sắc mặt do dự không chừng. Phương Thu Bạch hai người gặp, không khỏi run người một cái, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tuy nhiên bọn họ một mực biết, vị này quỷ vương tiền bối tại hoàng thất tư lịch thâm hậu, bọn họ tại trở thành hộ long thần vệ trước, quỷ vương đã tại bệ hạ trước người cúc cung tẫn tụy nhiều năm. Thế nhưng là, bọn họ một mực không biết quỷ này vương lai lịch. Hôm nay, bọn họ cuối cùng là minh bạch, cũng chính là bởi vì này, từ quỷ vương ra mặt gian dạy cái này cổ tam thông, mới là mạnh mẽ nhất. Dù sao, khóa cổ tam thông hơn 300 năm cái này lời thề, thế nhưng là lúc trước từ hai người bọn họ tự mình định ra. Thật sâu hít một hơi, cổ tam thông trên mặt biến ảo không ngừng, quỷ vương thì là lạnh lùng nhìn lấy hắn, quát mắng nói, trung hiếu lễ nghĩa tin, là ngươi năm đó phụ thân vì ngươi định ra làm người chuẩn tắc, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ bọn họ sao? Thân thể lần nữa bỗng nhiên run run, cổ tam thông bất giác bối rối lên, hai chân càng là nhìn không được mà run run lấy. Nói đến, hắn đời thứ nhất nghĩa phụ là hắn nhập môn lương sư, lại là ân nhân cứu mạng, hắn vô luận như thế nào cũng không dám quên. Người khác nói hắn cái gì cũng không đáng kể, ác ma, quái vật những thứ này hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có nói hắn ruồng bỏ tiên phụ di chí, hắn lại là vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận. Nhìn lấy hắn hiện tại đã dao động niềm tin, quỷ vương cái kia nồng đậm trong hắc khí, lại là vô ý thức lộ ra một đạo tà dị tiếu dung. Thế nhưng là đang lúc này, một đạo khoan thai thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Đường đường quỷ ảnh vệ thống lĩnh quỷ vương, năm đó thiên vũ đệ nhất nhân, thiên địa nhân trong tam thánh nhân thánh, trước sau 300 năm, hai lần dùng này cầu thí nhân nghĩa câu chuyện, lừa gạt một đứa bé, đây thật là đại trưởng phu gây nên sao? Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang rạng rỡ, lộ ra bế nghĩa thiên hạ bá khí, nhìn về phía nơi xa đạo hắc ảnh kia, đạm mạc lên tiếng, tại để cho người khác tuân thủ lời hứa trước, có phải hay không cái kia trước tiên đem chính mình cái bóng bẩy ngay ngắn mới là. Trác Phàm, quỷ vương bất giác khẽ cắn môi, song quyền hung hăng nắm lại, lớn tiếng nói, ngươi cái này người vô sỉ, không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt cổ tam thông, vì ngươi xông pha chiến đấu. Bất quá, cổ tam thông năm đó nghĩa phụ, thế nhưng là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, mới khiến cho đứa nhỏ này biết tín nghĩa hai chữ. Nào giống ngươi, tận đem hắn đưa vào lạc lối. Cổ tam thông, các ngươi tâm hỏi một chút, là ngươi đời thứ nhất phụ thân thụ ngươi sùng kính, vẫn là hiện tại cái này không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ, càng thụ ngươi kính yêu đâu. Quỷ vương lớn tiếng chất vấn, cổ tam thông lại là thân thể lắc một cái, không biết nên như thế nào trả lời, bỗng dưng do dự. Trong mắt tinh quang lóe lên,
Trác Phàm chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, đây rõ ràng chính là muốn thông qua hai vị phụ thân so sánh, làm nhạt chính mình đối Cổ Tam Thông ảnh hưởng. Sau đó, Trác Phàm chậm chậm đi vào Cổ Tam Thông trước mặt, sờ sờ đầu hắn, cực kỳ sáng suốt né qua cái đề tài này, ngược lại vui vẻ cười nói, mặc kệ lúc trước cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa chính nhân quân tử phụ thân, vẫn là ta cái này bị ổi xảo trá người xấu phụ thân, chúng ta hai cái tuy nhiên không phải người một đường, nhưng có một chút là chung. Cũng là đối tiểu tam tử đứa con trai này thích, một dạng chân trí, không giảm mảy may. Song đồng bất giác sáng lên, Cổ Tam Thông ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm từ ái khuôn mặt, không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười. Xảo trá Trác Phàm, quỷ vương thân thể chấn động, gương mặt nhịn không được rút rút, giống như ăn một con ruồi chết giống như, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía quỷ vương chỗ đó, chất vấn, ngược lại là ngươi, năm đó chẳng biết xấu hổ thiết kế dụ dỗ tại tiểu tam tử như thế cái hồ đồ hài đồng, lập xuống làm trâu làm ngựa chi trọng thề, nhưng làm đến chính nhân quân tử gây nên. Đã ngươi đều không chính nhân chi hình, dùng cái gì muốn người khác lấy quân tử chi tâm đãi chi? Hừ, Trác Phàm, lão phu luôn luôn trung thành vì nước, sao có thể để các ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ có thể tùy ý nói xấu? Quỷ vương giận quát một tiếng, một thân chính khí lẫm nhiên, tựa hồ thật đi đến chính, ngồi thẳng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cổ Tam Thông hơi hơi suy nghĩ, cũng là đạm mạc gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, lão cha, hắn năm đó một mình tiếp ta đếm quyền, lấy bảo quốc chủ, xác thực trung thành tuyệt đối, là điều hảo hán. Tiểu Tam Tử, ta theo không nghi ngờ hắn trung tâm, cũng không nghi ngờ hắn cốt khí. Nhưng là như vậy người, thật sự hành động đoan chính, nhưng làm quân tử danh xương sao? Hừ hừ hừ, chuyện cười. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, thiên hạ ngu chung người, đánh lấy trung thành làm chủ ngụy trang, làm xuống phai mở thiên lương sự tình ví dụ, nhiều vô số kể. Khó một cái chung chữ, thì chân năng đem hắn sống lưng bầy ngay ngắn, còn lấy cái gọi là nhân nghĩa chi từ, trói buộc người khác lời nói và việc làm sao? Ha ha ha! Nếu như đúng như lời này, ta ngược lại muốn hỏi một chút vị này quỷ vương đại nhân, giống ngài dạng này quân tử người. Năm đó làm sao có thể đầy đủ như thế vô sỉ lừa gạt một cái ngây thơ hài đồng vì hoàng thất bán mạng 300 năm, cho dù hiện tại, còn muốn dùng cái này ước thúc tại hắn. Lấy lớn hiếp nhỏ, đây thật là quân tử hành trình sao? Quỷ vương gương mặt co lại, bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng rất nhanh liền kiên định lạ thường nói. Đây là ta cùng Cổ Tam Thông năm đó quân tử ước hẹn, bây giờ hắn há có thể tùy ý đổi ý. Không phải vậy, ta thường ngửi quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Người năm đó lừa gạt trẻ em hành động, lại có thể được cho quân tử hành trình. Mà quân tử ước hẹn, chính là quân tử ở giữa sở định. Đã ngươi không phải quân tử, cần gì phải thực hiện cùng ngươi ước định. Trác Phàm bất giác mỉm cười cười một tiếng, lúc này đem hai người ước định toàn bộ lật đổ. Vốn là hắn liền cảm giác, tiểu tam tử 300 năm trước cùng nhân thánh kia bình tĩnh cái gọi là thủ hộ hiệp định, rõ ràng cũng là bị lừa gạt vào bẫy. Nhưng là tiểu tam tử chính là chính trực người, thụ lễ dụng cụ chỗ trói, không tốt một phương diện bội ước. Thế nhưng là nghe nói nhân thánh kia 300 năm trước thì chiến tử, Trác Phàm cũng vô pháp giải quyết chuyện này. Trùng hợp hôm nay, người chủ nợ này hảo chết không chết xuất hiện. Trác Phàm liền quyết định thừa cơ thay tiểu tam tử thoát khỏi cái này lời thề gông xiềng, không cần lại thụ thiên vũ hoàng thất trói buộc. Mà Cổ Tam Thông nghe đến hai người tướng biện, cảm thấy lão cha nói cũng rất có đạo lý, bất giác hơi hơi gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, quỷ vương lại là khẩn trương, trong lòng thầm hận. Cái này Cổ Tam Thông ngây thơ hồ đồ, tuy nhiên tại thiên vũ hành tẩu hơn 300 năm, nhưng vẫn như cũ hải đồng tâm tính, rất dễ lừa gạt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cùng Trác Phàm cái này giảo quyệt chi đồ lăn lộn cùng một chỗ, lại khó tùy tiện đem hắn thuyết phục. Cổ Tam Thông, ngươi hẳn còn nhớ, năm đó lão phu lấy cái chết lập ước, thụ ngươi 10 quyền. Im miệng, quỷ vương còn phải lại hướng Cổ Tam Thông thuyết phục, thậm chí chuyển ra năm đó bi tráng một màn, muốn lấy tình cảm người, nhưng lại bị Trác Phàm 10 phần không lưu tình đánh gãy, lạnh lạnh lùng nói, nhân thánh. Lúc trước ta mặc dù không cho rằng ngươi là quân tử, nhưng biết rõ ngươi 300 năm trước hành động vĩ đại, cũng coi như bội phục. Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng,
Hiện tại ngươi liên tiếp chuyển ra năm đó sự tích, muốn dùng cái này lần nữa lừa gạt hài đồng này, lại không chỉ là không đảm đương nổi quân tử cái này một xưng hào, quả thực cũng là vô sỉ cùng cực. Ngươi là hộ long thần vệ, bất luận là lấy cái chết hộ chủ cũng tốt, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng được, đều là chính ngươi sự tình, là ngươi vốn nên tiếp nhận. Thế nhưng là giờ này khắc này, ngươi lại muốn dùng chính ngươi ngu chung lựa chọn, đến trói buộc tiểu tam tử như thế cái ngây thơ hài đồng. Hừ hừ hừ, lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Giống ngươi bực này không muốn bích liên chó săn, chính mình chuyển tu linh khôi cũng liền thôi, còn tạo thành linh khôi vệ đội, phát rồ, phai mở thiên lương, còn mặt mũi nào tồn tại giữa thiên địa. Ngươi, ngươi, quỷ vương từng ngụm thở hổn hển, tối như mực trên mặt, lại cũng nổi lên từng tia ửng hồng, tức giận đến nói không ra lời. Chỉ có thể một ngón tay thẳng chỉa thẳng vào đối diện cười lạnh liên tục Trác Phàm, hận không thể cắn thịt, uống máu, liền sợ đánh không lại hắn. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy hai người gặp này, cũng là không khỏi giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, ửng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên bọn họ sớm biết Trác Phàm thực lực cường hãn, tâm cơ quỷ dị, nhưng không nghĩ tới liền khẩu tài cũng như thế. Xăm ba câu liền đem vị này ngang dọc thiên vũ mấy trăm năm trước bối Phật, 300 năm trước thiên vũ đệ nhất nhân, mắng thành như thế đức hạnh. Mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, quỷ vương như vậy biệt khuất bộ dáng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối bất giận, bảo trọng thân thể, nhìn đến hắn tựa hồ liền khí đều nhanh thở không lên đây, Tư Mã Huy không khỏi vội vàng ôm một cái quyền, khuyên nhủ. Nhưng là quỷ vương lại là vung mạnh tay lên. Chỉ Trác Phàm phương hướng hung ác cắn răng, lại là nửa ngày không nói ra một câu. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tăng lớn hỏa lực tấn công mạnh, tiếp tục nói, còn có, làm sao ngươi biết tiểu tam tử đời thứ nhất nghĩa phụ sự tình, vẫn là nói. Năm đó cái này tất cả mọi thứ, cũng là hoàng thất an bài. Hơi hồi hộp một chút, quỷ vương trong lòng giật mình, song đồng không khỏi hung hăng co lại, run rẩy thân thể nhất thời liền dừng lại. Trên đầu không lý do chảy ra tầng tầng mồ hôi. Ha ha ha, xem ra ta đoán đúng, lại là hoàng thất bố cục. Trác Phàm ta cười một tiếng, trong mắt lóe lên nói đạo tinh quang. Cổ Tam Thông lại là giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc lên tiếng, lão cha, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu Tam Tử, vốn là 300 năm trước sự tình, ta là vạn vạn không biết. Bất quá vừa mới vị này nhân thánh tiền bối, vì lại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi trở về vì hoàng thất hiệu lực, lại là không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hắn thế mà biết ngươi đời thứ nhất nghĩa phụ làm người, không phải thật kỳ quái sao? Ta nhớ được, ngươi là cùng bảy nhà đại chiến bắt đầu về sau, hoàng thất mới nhúng tay. Khi đó, ngươi đời thứ nhất nghĩa phụ chắc là sớm đã bị bảy nhà người giết mới đúng. Trác Phàm trong mắt lóe lên không hiểu tinh quang, cười lạnh liên tục. Quỷ vương thì là một mực giữ im lặng, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía Trác Phàm, mi đầu thật sâu nhăn lại. Cổ Tam Thông tỉ mỉ trầm tư nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, vội vàng nói, nghĩa phụ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người mau nói cho ta biết a. Rất đơn giản, năm đó ngươi tất cả mọi thứ, chỉ là đúng lúc bị lợi dụng mà thôi. Như vậy là một trận hoàng thất suy yếu bảy nhà thực lực âm mưu, mà từ trận chiến kia về sau. Bảy nhà cũng xác thực uể oải suy sụp. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm ta cười ra tiếng, ta đã từng thấy qua hoàng đế, hắn nói ta tại đại náo hoa vũ thành về sau, vẫn chú ý ta động tĩnh. Cái này cũng không hiếm lạ, thân là đế vương, tự nhiên muốn đối với thiên hạ hết thảy thế lực như lòng bàn tay, cho dù là vừa mới ngoi đầu lên cũng giống vậy. Thế nhưng là 300 năm trước hoàng đế, lại là tại ngươi đã đánh xuống nửa cái giang sơn về sau, mới làm ra đáp lại. Cái này không kỳ quái sao? Ha ha ha, đáp án chỉ có một cái, là có ý dù cho chi. Bằng vào ta đến xem, năm đó người bởi vì đến các đại thế gia ăn vụng linh dược, cùng Ngự Hạ gia tộc kết thù kết oán về sau, người nhất cử nhất động ngay tại hoàng thất giám thị bên trong. Vì cũng là để ngươi cùng bảy nhà đối lập, suy yếu thực lực bọn hắn. Thậm chí, nghĩa phụ của ngươi cứu ngươi, cũng là hoàng thất cố ý an bài, cho ngươi tu dưỡng sinh tức. Sau đó nghĩa phụ của ngươi cả nhà bị giết, cũng là hoàng thất dẫn bảy nhà người đi qua. Cổ Tam Thông thân thể chấn động mạnh một cái,
song quyền bất giác hung hăng nắm lên đến, trong mắt càng phát ra đỏ thẫm, nộ hống lên tiếng, nghĩa phụ. Ngươi nói là thật. Đánh rắm, Cổ Tam Thông, ngươi đừng tin hắn, hắn đây đều là đoán mò. Quỷ Vương quính lên, không khỏi giống to lên tiếng, chất vấn, lúc đó Cổ Tam Thông đại náo thiên vũ, hoàng thất cũng tổn thất nặng nề. Nếu đây là hoàng thất an bài, chẳng phải là nhóm lửa tự thiêu sao? Thiên hạ cái nào có như thế chủ ý ngu ngốc? Ha ha ha, đúng vậy a, không có người sẽ ra như thế chủ ý ngu ngốc. Nhưng là có một chút tất cả mọi người minh bạch, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không có người có thể hoàn toàn đem khống toàn cục, trung gian có một chút chỗ sơ suất, khả năng đều sẽ cùng kế hoạch chênh lệch quá lớn. Tiểu Tam Tử, rất hiển nhiên thuộc về điểm này. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, Tiểu Tam Tử sơ nhập giang hồ, bản tính thiện lương, không biết nhân tình thế thái. Cho nên mới sẽ làm ra trộm cắp ngự hạ gia tộc vườn thuốc dược tài sự tình, không biết nặng nhẹ, dẫn tới họa sát thân. Bất quá, lấy hắn thực lực, vẫn như cũ toàn thân trở ra, còn bị thương nặng. Cái này để hắn, rất tự nhiên nhập các ngươi ánh mắt. Thế nhưng là, các ngươi có một chút nhìn lầm, Tiểu Tam Tử thụ thương, là bởi vì cái kia lúc còn không hiểu chiến đấu, cho nên tại các ngươi đánh giá sai hắn thực lực, dự định sử dụng tại hắn. Kết quả là, liền có hắn đời thứ nhất nghĩa phụ xuất hiện. Mặc kệ người kia là các ngươi cố ý dẫn tới, còn là thì là các ngươi người, hắn đều tính toán là Tiểu Tam Tử nhập môn lương sư, cho hắn quán thâu lễ nghĩa nhân hiếu lý niệm. Sau đó các ngươi liền dẫn tới bảy nhà người, giết hắn nghĩa phụ cả nhà, dẫn hắn báo thù. Trong mắt lóe lên khiếp người tinh quang, Trác Phàm dường như tận mắt nhìn thấy đồng dạng, êm tai nói, có điều, đây cũng chỉ là một lý do mà thôi. Tiểu Tam Tử chỉ là các ngươi đặt ở trước đài tượng gỗ, coi như hắn thực lực không đủ cũng không muốn gấp, các ngươi có thể trong bóng tối giúp hắn diệt trừ bảy nhà cao thủ, lại đem cái tội danh này an đến trên đầu của hắn, lấy tước bảy nhà thực lực. Bất quá, các ngươi vạn vạn không nghĩ đến là, Tiểu Tam Tử bị cừu hận nhen nhóm lửa giận về sau, thực lực toàn bộ phát huy, vô địch thiên hạ, đánh cho bảy nhà người ngã ngựa đổ. Cái này, hẳn là các ngươi cao hứng nhất thời khắc. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, để cho các ngươi nghìn tính vạn tính cũng không ngờ tới là, Tiểu Tam Tử thực sự quá lợi hại, đã thoát ly các ngươi khống chế. Đến sau cùng các ngươi muốn thu thập tàn cục, đã là bất lực, ngược lại toàn bộ đế quốc cũng bị quấy đến một đoàn đay rối, thương vong thảm trọng. Cái này, thật sự là một cái thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tổn hại địch 1000, tự thương hại 800 bi thảm cố sự a. Trác Phàm lắc đầu, thở dài lên tiếng, nói ngồi châm chọc. Quỷ Vương lại sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng cả kinh tột đỉnh. Cái này Trác Phàm, chẳng những đầu lưỡi độc, ánh mắt cũng thật mẹ hắn độc a. 300 năm trước sự tình, vậy mà chỉ nghe truyền ngôn có thể đảo ngược, cái này mẹ hắn còn là người sao? Ngẩng đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Quỷ Vương đã là không phản bác được. Chỉ có Cổ Tam Thông, thân thể sớm đã tức giận đến toàn thân loạn chiến, trong mắt sát khí càng là ngăn không được phát ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.